Chương 3731 Máu tươi nhiễm đi ra thế giới Nguồn Mê truyện audio com Ông thiên diệu tay cầm cùng nhận Vô tận đình phong lăn lộn Vậy mà chặt đức hư không giam cầm xông về long trần Hắn thì không sợ mất đi tiếng vào ba nghìn thế giới tư cách sao Có người kinh hô Tuy nhiên lúc này ông thiên diệu cùng long trần Đã đứng tại ba nghìn thế giới môn hộ trước đó Lúc này vạn nhất ra chút ngoài ý muốn Bọn họ vẫn là có khả năng bị bắn ra đi Gặp ông thiên diệu xuất thủ ông Thái bắt sắc mặt cũng thay đổi, hắn nghĩ không ra ông thiên diệu lớn mật như thế, vì Long Trần mà mạo hiểm, quá uổng phí. Lúc này những cường giả khác, cơ hồ đều đã tiến nhập 3.000 thế giới, bọn họ không có ông thiên diệu điên cuồng như vậy, đối bọn hắn tới nói, tiến vào 3.000 thế giới, sao cái gì đều trọng yếu. Âm âm. Ông thiên diệu trong tay cùng nhận, nở rộ vô tận lôi quan, hư không bị chém đứt, trong nháy mắt đến Long Trần trước mặt. Xin lỗi, ta sợ tiến vào 3.000 thế giới, ngươi sẽ chết tại trong tay người khác, còn không bằng hiện tại xuất thủ, lấy tính mạng ngươi, để ta xem một chút, hạ cô hồng có thể điều giáo ra một cái dạng gì đệ tử. Ông thiên diệu trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Tuy nhiên Long Trần cùng Hạ Cô Hồng xưng huynh gọi đệ, nhưng là ông Thiên Diệu vẫn cho rằng, Long Trần cùng Hạ Cô Hồng quan hệ khẳng định không tầm thường, coi như không sư đồ chi danh, cũng nhất định có sư đồ chi thực. Hạ Cô Hồng cùng ông Thái Bắc là nhiều năm đối thủ, nếu như hắn ngay trước Hạ Cô Hồng trước mặt, chém Long Trần, chẳng khác gì là vì ông Thái Bắc tìm về năm đó mặt mũi ông thiên diệu vừa ra tay sau lưng lôi hải bốc lên lôi hải gào thét phía dưới cùng nhận phía trên lôi đình ký hiệu lưu chuyển ép tới vạn đạo sụp đổ không gian thật lớn chi môn vậy mà bởi vì hắn cái này một đau kia mà không ngừng run rẩy thật là khủng khiếp lôi đình chi lực có thần tôn cảnh cường giả một mặt khiếp sợ nói hiện tại ông thiên diệu bất quá là thần quân cảnh đỉnh phong nếu như tấn thăng thần vương chỉ sợ có trực tiếp khiêu chiến thần tôn cảnh cường giả thực lực phanh ông thiên diệu cùng nhận gào thét mà đến chặt đứt hư không, làm nó bổ tới Long Trần trước mặt thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Cái gì? Mọi người kinh hãi xem đến, Long Trần hai tay mở ra, bỗng nhiên hợp lại, vậy mà kẹp lấy ông Thiên Diệu cùng nhận. Tay không tiếp giới vực thần khí. Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần hai tay kẹp lấy cùng nhận, tại hắn tay trái tay phải trên mu bàn tay, các xuất hiện một cái hình rồng đồ án, vô tận lôi linh chi lực bao vây lấy Long Trần hai tay, lực lượng cùng bạo, đông đốc trung động, đinh tai nhức ốc. Long Trần vậy mà cũng là lôi đình chi lực trưởng khống giả. Mọi người kinh hãi. Đóng, đúng lúc này, Long Trần sau lưng một đầu vạn dặm cự Long xuất hiện, chính là lôi linh nhi biến thành, nàng đem vô tận lôi đình chi lực đưa vào Long Trần trong tay. Âm âm. Vô tận lôi đình chi lực phun ra ngoài, trong nháy mắt che mất hai người, giữa thiên địa biến thành một mảnh lôi đình chi hải. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên hư không bên trên, xuất hiện vô số vết nứt, cái kia không gian thật lớn chi môn rung lên bần bật, vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ thiên diệu, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, trước tiến vào ba nghìn thế giới, cửa lớn phải đóng lại. Ông Thái bắt biến sắc, quát lớn. Lúc này Long Trần cùng ông Thiên Diệu ngay tại so sánh lực, lôi linh nhi toàn lực bạo phát, Long Trần đại thủ, dường như đúc tại cùng nhận phí trên đồng dạng, ông Thiên Diệu liên tục kiếm mấy lần đều không có thể đem Long Trần hai tay chấn khai. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ông Thiên Diệu, khóe môi nhếch lên âm hiểm nụ cười, ông Thiên Diệu bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Người muốn cho ta đánh mất tiếng vào ba nghìn thế giới cơ hội nằm mơ đi thôi, hiện tại tạm thời buông tha ngươi, chờ tiến vào ba nghìn thế giới lại giết ngươi. Ông thiên diệu mắt thấy cái kia ngàn tỷ dặm không gian đại môn, trong nháy mắt thu nhỏ đến mấy trăm dặm, trên mặt hiện ra một vệt không cam lòng, lạnh hừ một tiếng. Hắc bỗng nhiên cùng nhận ra khỏi vỏ, vậy mà từ long trần trong tay rút ra, long trần trong tay nhiều hơn một thanh vỏ kiếm một dạng đồ vật. Quan nhận bị rút đi, long trần trong tay vỏ kiếm ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn, tuôn hướng cùng nhận, bị cùng nhận hấp thu. Chờ xem. Ông Thiên Diệu lạnh hừ một tiếng, lúc này lại nhìn không gian chi môn, đã không đủ một trăm trượng, một cái lắc mình xông nhập không gian chi môn, bóng người trong nháy mắt biến mất. Hồ, ông Thiên Diệu biến mất, Long Trần cũng không dám thất lễ, cũng phóng tới không gian chi môn, thì tại không gian chi môn sắp đóng lại thời điểm, hiểm lại càng hiểm vọt vào, để vô số người làm hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Long Trần tiến nhập ba nghìn thế giới, cho dù là lấy hạ cô Hồng trấn định, cũng không nhìn được thở dài một hơi. Bây giờ tử viêm thiên đô, chỉ còn lại có thế hệ trước cường giả, tuy nhiên các đại tộc ở giữa có nhất định ân oán, nhưng là dù sao không phải người trẻ tuổi, không có xúc động như vậy, ao ao tại chỗ tỉnh tọa, yên tĩnh chờ đợi các đệ tử đi ra. Thật sự là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy, ta liền có thể có cấu kết lại cùng nhận khí linh á. Lôi Linh Nhi buồn bực không thôi. Trước đó Long Trần cùng Lôi Linh Nhi phối hợp, chỉ thủ không công, chính là vì tranh thủ thời gian, để Lôi Linh Nhi đi thông đồng cùng nhận khí linh, chỉ cần Lôi Linh Nhi cho cùng nhận lửu giữ xuống phù văn của chính mình, liền trực tiếp để thanh này lôi đình thần binh đổi chủ thế nhưng là cuối cùng vẫn để ông thiên diệu trốn thoát còn kém một chút như vậy thời gian mà thôi cho nên để lôi linh nhi buồn bực không thôi tức bực dậm chân không sao ngươi vừa mới đút cho cái kia khí linh nhiều như vậy bản nguyên chi lực tuy nhiên lực lượng của ngươi không bằng ông thiên diệu tinh thuần nhưng là ngươi lôi định chi lực chủng loại phong phú cái kia cùng nhận chi linh đã bị ngươi cho cho ăn thèm về sau ăn hết ông thiên diệu cho nó duy nhất lực lượng nó khẳng định sẽ vô cùng khó chịu lần sau gặp phải nó không chừng chúng ta không cần dùng đoạt chính nó đều sẽ chủ động hướng ngươi quy hàng đây Long Trần cười an ủi. Thật. Lôi Linh Nhi nghe Long Trần nói như vậy, nhất thời đại hỷ. Trước đó câu thông cùng nhận, nàng phí hết đại lực khí, càng đem chính mình bản nguyên chi lực đúc cho cái kia khí linh, kết quả thất bại trong gan tất, cho nên mới tức giận như vậy. Đương nhiên là thật, cái kia cùng nhận khí linh trí tuệ không cao, hết thảy toàn bằng bản năng làm việc, đối phó nó, lại cực kỳ đơn giản, ngươi đừng có gấp, lần sau gặp phải hắn, cùng nhận sẽ là của ngươi. Long Trần an ủi hi hi vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta có cùng nhận, hỏa Linh Nhi có chân hỏa, chúng ta song kiếm hợp bích, giúp ca ca đánh người xấu. Lôi Linh Nhi hi hi cười một tiếng, nhất thời hưng phấn lên. Gặp Lôi Linh Nhi không lại phiền muộn, Long Trần nhất thời thở dài một hơi, trên thực tế Long Trần vừa mới có cơ hội trực tiếp đem cùng nhận đoạt lại. Nhưng là như thế sẽ hao tổn Lôi Linh Nhi lượng lớn bản nguyên chi lực, nàng sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, đây là Long Trần không muốn nhìn thấy. Long Trần nhất định phải để Lôi Linh Nhi bảo trì toàn thắng trạng thái, hắn mới dám độ kiếp, không có lôi linh nhi trợ giúp hắn căn bản thật không qua tàn khốc tuyệt sát thiên kiếp an ủi tốt lôi linh nhi về sau long trần để lôi linh nhi an tâm nghỉ ngơi hắn cái này mới có cơ hội quan sát chung quanh thế giới long trần phát hiện hắn chỗ chính là hoàn toàn hoang lương thế giới phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nham thạch long trần ngồi xổng xuống cầm lấy dưới chân một khối nham thạch phát hiện nham thạch có huyết sắc đường vân đây là dùng máu tươi nhiễm đi ra nhưng là cũng không phải nhân tộc máu tươi cũng không phải yêu thú nhất tộc cũng không phải minh tộc chưa bao giờ thấy qua loại khí tức này máu tươi long trần cầm lấy huyết sắc nham thạch nhìn kỹ lại nhìn nghe thấy lại ngửi nhưng là niên đại quá xa xưa không cách nào phân biệt hình ảnh kia bên trong phát sinh hết thảy đều là thật địa điểm hẳn là ba nghìn thế giới có lẽ nơi này ẩn giấu đi kinh thiên bí mật long trần đưa mắt nhìn ra xa lại không nhìn thấy mảnh này hoang vu thế giới giới hạn cuối cùng hắn chỉ có thể tùy tiện chọn một cái phương hướng đi đến không biết điệp linh nhất tộc chút phúc linh hay không để cho ta cũng đến thử hảo vận tư vị chương 3732. Đất khô cằn chi địa, bằng phát thần diễm. Nguồn. Mê truyện audio com Long Trần một đường hành tẩu, vừa quan sát địa hình, bỗng nhiên Long Trần dừng bước, mặt hiện kinh hải. Đây không phải theo đại đạo chi hoa trong được đến chỗ kia đất khô cằn chi địa a. À. Long Trần chợt nhớ tới, lúc trước theo không gian chi môn bên trong, quan sát ba nghìn thế giới, thấy được một phiến đất hoang vu chi địa, Long Trần ký ức lực kinh người, một bên hành tẩu, một bên trí nhớ chung quanh địa hình, vậy mà cùng lúc trước nhìn đến hình ảnh, có ăn khớp chỗ. Nhớ đến đất khô cằn chi địa chỗ cốt lõi, có ánh sáng rực rỡ mang, tự hồ là hỏa diễm ba đồng. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, nếu như nơi này chính là cái kia đất khô cằn chi địa, hắn khả năng đi tới một chỗ bảo địa. Hỏa Linh Nhi, đến, chúng ta phối hợp một chút. Long Trần lập tức lấy ra một khối trận bàn, trận trên bàn có một cái kim đồng hồ. Long Trần một chỉ điểm tại cái kia kim đồng hồ phía trên, đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi xuất hiện tại Long Trần sau lưng, tay nhỏ đặt tại Long Trần trên bờ vai, hai người đồng thời nhắm mắt lại, lực cảm giác trong nháy mắt tản ra. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên trận kia trên bàn kim đồng hồ một trận lay động, cuối cùng chỉ hướng một cái địa điểm, đứng im bất động. Do xét ra được, hỏa diễm ba động ngay tại cái kia phương hướng, đi, đi xem một chút, điệp linh nhất tộc chúc phúc, linh cùng mất linh, thì nhìn lần này. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần lấy ra đánh phù triện, bóp nát một trương, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, cảnh vật chung quanh đều đã thay đổi. Đây là một trương định hướng truyền tống phù, có thể khóa chặt một cái đại khái phương hướng, tiến hành truyền tống, muốn sao tốc độ chạy như bay nhanh nhiều lắm, hơn nữa còn không dễ dàng bại lộ. Long Trần liên tục sử dụng bảy cái định hướng truyền tống phù, Hỏa Linh Nhi truyền âm nói. Long Trần ca ca, ta cảm ứng được hỏa diễm ba động, chúng ta có chút lệch rồi, phía bên trái một chút xíu. Định hướng truyền tống phù là thẳng tắp truyền tống, khoảng cách cũng không cố định, bởi vậy lại bởi vì không gian ba động, mà sinh ra nhất định sai lầm long Trần dựa theo hỏa linh nhi chỉ phương hướng lại dùng hai tấm truyền tống phù lần này không cần hỏa linh nhi chỉ điểm chính hắn cũng cảm ứng được cường đại hỏa diễm ba động trong không khí tràn ngập kinh khủng hỏa diễm ba động thiên địa cơ hồ đều muốn bị đốt lên nhưng lại mang cho người ta một loại hàng ý lạnh lẽo cái này ba động là băng phách thần diễm long trần cùng hỏa linh nhi đồng thời kêu sợ hãi hỏa linh nhi tuy nhiên nắm giữ băng phách thần diễm cũng không phải viêm hư chi hỏa thế nhưng là những ngọn lửa này cũng không thể trở thành nàng bản nguyên chi hỏa. Hỏa linh nhi trưởng khống vô số hỏa diễm, nàng có được nghịch thiên đồng hóa năng lực, có thể đem bất luận cái gì hỏa diễm đều chuyển hóa làm bản nguyên chi hỏa. Nhưng đã đến tiên giới, cái này nghịch thiên năng lực đạt được hạn chế, bằng phách thần diễm cùng viêm hư chi hỏa nàng đều không thể làm đến đồng hóa. Hai loại hỏa diễm, nàng chỉ có thể trưởng khống một tia chi lực, cái này một tia lực lượng hao hết sạch, nàng liền cần tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực đi đền bù mà đền bù sau băng phát thần diễm vẫn là chỉ có như vậy một tia sẽ không lại gia tăng cho nên hỏa linh nhi băng phát thần diễm cùng viêm hư chi hỏa đều chỉ có như vậy một tia lực lượng chỉ đủ phát ra một kích một kích sau đó lại chỉ có thể chờ đợi lấy khôi phục viêm hư chi hỏa tuy nhiên bài danh sau băng phát thần diễm cao nhưng là bởi vì hỏa linh nhi chỉ có thể trưởng khống nó một tia lực lượng viêm hư nhất tộc thần thông nàng cũng không có kế thừa mà viêm hư chi hỏa thôn phệ năng lực đối với nàng mà nói có chút gà mờ đơn luân phiên công kích lực mà nói một tia băng phát thần diễm sau một tia viêm hư chi hỏa uy lực càng mạnh. Hỏa Linh Nhi một mực mơ ước, nếu như có thể đem băng phách thần diễm luyện hóa thành bản nguyên chi lực, thực lực của nàng đem sẽ phi thăng đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Thế nhưng là tùy ý nàng cố gắng như thế nào, thử quá 10 triệu loại phương pháp, nhưng thủy chung không làm được, thì liền Long Trần cũng giúp nàng làm qua rất nhiều diễn toán, rõ ràng cảm thấy có thể, thế nhưng là đến cuối cùng, thủy chung không cách nào thành công. Về sau Long Trần ra kết luận, thiên hỏa bản 10 vị trí đầu hỏa diễm, chỉ sợ có đặc biệt thiên đạo ước thúc hậu thiên chi lực không cách nào cải biến, cuối cùng hai người chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ, cảm nhận được băng phách thần diễm ba động, dù cho trấn tĩnh như Long Trần, cũng không chịu được trái tim hoạt động hoạt động nhảy, hỏa linh nhi càng là hận không thể hiện tại thì tiến lên. Đừng nóng vội, vững vàng một chút, nơi này là ba nghìn thế giới, không chỉ có ngoại giới cường giả, còn có bản thổ sinh linh, không thể khinh thường. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi tiếp tục sử dụng truyền tống phù hướng về phía trước truyền tống, dù sao hạ thần cho hắn chuẩn bị sung túc phù truyện, cái đồ chơi này lại không cần bỏ ra tiền, Long Trần cũng không đau lòng. Mấy lần truyền tống về sau, Long Trần đi tới một chỗ to lớn thung lũng, cái này thung lũng quá lớn, lấy Long Trần năng lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến nó giới hạn. Tại thung lũng hạch tâm khu vực, từng đạo từng đạo hỏa diễm chi trụ phóng lên tận trời, chung có mấy trăm đạo nhiều, mỗi một đạo hỏa diễm chi trụ đều có mấy trăm vạn dặm phạm vi, mà lại mỗi một đạo hỏa diễm chi trụ hỏa diễm ba động đều không giống nhau. Thiên lân chi diễm, huyết ma chi diễm, song cực địa tâm hỏa ta đi, những ngọn lửa này đều là thiên hỏa bản trên hỏa diễm A. Làm Long Trần nhìn đến những ngọn lửa này, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Ghê gớm, hắn vậy mà đi tới một chỗ hỏa diễm chi địa, Long Trần nhìn về phía bồn. Hạch tâm, đáng tiếc bồn chỗ cốt lõi, bị ngọn lửa chi trụ chặn lại, Long Trần lại không dám vận dụng nhãn thuật đi quan sát, thấy không rõ tình huống bên trong. Linh Nhi, người có thể nhìn đến không? Long Trần hỏi. Không nhìn thấy, kỳ quái, rõ ràng cảm ứng được băng phách thần diễm ba động, cần phải thì ở hạch tâm mới đúng, nhưng là khoảng cách gần như thế, ba động cũng không có thay đổi đến mạnh bao nhiêu, thật giống như. Giống như bị cái gì lực lượng cho ngăn cách. Hỏa Linh Nhi kỳ quái nói. Ngăn cách. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Đi qua nhìn một chút, Long Trần cũng không tiếp tục quan sát, trực tiếp sử dụng truyền tống phù, Long Trần bóng người nhoán một cái, đã đến một đạo hỏa diễm chi trụ biên giới. Đến hỏa diễm chi trụ biên giới, Long Trần mới biết được cái gì gọi là trung động, mấy vạn dặm hỏa diễm từ dưới đất phun ra ngoài, thẳng vào bầu trời, hỏa diễm tiếng oanh minh, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ hỏa diễm chi lực bản thân cũng không phải là rất mạnh, nhưng là nó kéo dài không dứt lực lượng, làm cho người cảm thấy kính sợ. Hỏa Linh Nhi, ngươi có thể không thể khống chế ở ngọn lửa này chi trụ. Long Trần hỏi. Không được, bản thể của nó dưới đất, ngọn lửa này là lưu động, như thế lực lượng cùng bạo, ta phân thân không có cách nào nghịch chảy xuống, trừ phi là bản tôn đi xuống mới được. Hỏa Linh Nhi nói, gặp Hỏa Linh Nhi nói như vậy, Long Trần chỉ có thể từ bỏ, vốn là dựa theo Long Trần ý nghĩ, để Hỏa Linh Nhi phân thân, lặng yên không một tiếng động khống chế lại những ngọn lửa này chi trụ, như thế chẳng khác nào bày ra thiên la địa võng, đáng tiếc, hắn vẫn còn nghĩ có chút đơn giản. Đã không thể, Long Trần chỉ có thể lặng lẽ hướng hạch tâm khu vực kín đáo đi tới, phiến khu vực này quá lớn, không gian không ổn định, Long Trần không dám sử dụng truyền tống phù, ở loại địa phương này sử dụng truyền tống phù, sơ sót một cái, không biết liền bị truyền đưa đi nơi nào, thậm chí có khả năng sẽ quyển nhập không gian loạn lưu. Long Trần để Hỏa Linh Nhi dùng hỏa diễm chi lực che giấu hắn tự thân ba động, hướng hạch tâm khu vực lặng đi vào. Khi tới gần hạch tâm khu vực, Long Trần thấy được vô số bóng người, vội vàng tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn giấu đi, gặp không ai chú ý, Long Trần mới chậm rãi ló đầu ra ngoài, khi thấy đám người kia phục sức, Long Trần trong lòng rung lên. Thánh Đan Điện. Chương 3733. Mẫu Diễm. Nguồn. Mê truyện audio.com long trần thấy được mấy chục vạn thân mang thánh đang điện phục sức cường giả tập hợp một chỗ tại trước mặt bọn hắn lại là một cái truyền tống trận trên truyền tống trận thỉnh thoảng có cường giả xuất hiện lại hướng trước là một cái to lớn kết giới trong kết giới long trần thấy được một mảnh sông băng một mảnh đang thiêu đốt sông băng long trần ca ca băng phát thần diễm ngay tại cái kia sông băng bên trong hỏa linh nhi kích động nói long trần gật gật đầu cảm tình cái này ba nghìn thế giới bên trong cũng có thánh đan điện người a đây đều là dân bản địa mà những cái kia người tiến vào đều là thần quân cảnh đệ tử khí tức cùng nơi này cường giả cũng không giống nhau long trần phát hiện những cái kia truyền tống tới đệ tử giống như hắn tuy nhiên khí tức cường đại nhưng là cùng bản thổ cường giả khí tức có không nhỏ khác nhau hẳn là sinh tồn hoàn cảnh ảnh hưởng tới khí tức xem ra thánh đan điện là muốn đánh băng phách chủ ý long trần nhìn đến trong đám người lại có ba cái thần tôn cảnh cường giả tọa trấn trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ nếu như nói hắn vận khí không tốt a, à, hắn đụng phải băng phách thần diễm, nếu như nói hắn vận khí tốt đi, nơi này có một đống lớn cao thủ tọa trấn, chỗ tốt căn bản không tới phiên hắn. Ba vị thần tôn, mấy vạn giới vương, còn có mấy chục vạn tiên vương cảnh cường giả, khủng bố như thế đội hình, thực sự có chút dọa người. Long Trần không dám tùy tiện hành động, trốn ở trong tối yên tĩnh mà nhìn xem, may ra có hỏa linh nhi tại, ba động của hắn cùng chung quanh hỏa diễm khí tức hòa thành một thể, liền xem như thần tôn cảnh cường giả cũng không phát hiện được hắn. Long Trần nhìn đến càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện trong đó lại có mấy cái là chí tôn cấp thiên kiêu chỉ thấy những thứ này thiên kiêu đến đến về sau cùng cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả chào cái kia thần tôn cảnh cường giả hỏi thăm bọn họ vài câu về sau bọn họ thì đứng bình tĩnh ở một bên long trần bởi vì khoảng cách quá xa không dám dò xét nghe bọn hắn nói chuyện cũng không dám cẩn thận nhìn chằm chằm sợ đối phương sinh ra cảm ứng liền khẩu hình của bọn họ cũng nhìn không ra cũng không biết bọn họ nói cái gì bất quá những cái kia mới tới đệ tử nhìn lấy trong đại trận sông băng nguyên một đám cao hứng bừng bừng hưng phấn không thôi long trần nhìn thấy tới đệ tử càng ngày càng nhiều trong lòng hơi động lặng lẽ theo một phương hướng khác lặng tới lách qua ba cái kia thần tôn cảnh cường giả ánh mắt chậm rãi hướng những đệ tử kia dựa sát vào theo thời gian trôi qua những đệ tử kia theo lúc đầu mấy ngàn mở rộng đến mấy chục vạn đám người biến đến càng ngày càng chen chúc không thể không hướng ra phía ngoài khuếch tán Long Trần vốn là đã tới gần bọn họ, sau đó liền bất động, Long Trần để hỏa linh nhi huyển hóa ra một bộ thánh đan điện đệ tử phục sức. Làm thánh đan điện đệ tử đạt tới trăm vạn thời điểm, Long Trần thừa dịp đám người hướng ra phía ngoài khuếch tán thời khắc, lặng yên không tiến động tới gần đám người, bởi vì quá nhiều người, khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, trong đám người nhiều hơn một người, căn bản không có người để ý hắn. Rất hiển nhiên, người nơi này đến từ cửu thiên các nơi, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, nhiều Long Trần một một bộ mặt lạ hoắc, rất nhiều người chỉ là nhìn Long Trần liếc một chút, cũng không có phản ứng đến hắn, kể từ đó, Long Trần thậm chí ngay cả hình dạng đều chẳng muốn cải biến. Lẫn vào trong đám người, Long Trần rốt cục không cần để ý như vậy cẩn thận, nhìn về phía ba cái thần tôn cảnh cường giả. Lúc này bọn họ ngay tại hỏi thăm một vị mới vừa từ trong truyền tống trận đi ra chí tôn cấp thiên tài, hỏi thăm hắn đến từ có một ngày, cái nào một vực, để Long Trần không nghĩ tới chính là, người kia cũng tới tự tử viêm thiên, có điều hắn chỗ vực, lại là một cái hắn chưa từng nghe nói qua vực. Cái kia thần tôn cảnh cường giả gật đầu nói, về hàng đi ba ngày sau mở ra băng phách thần huy giúp đỡ bọn ngươi rèn luyện bản mệnh chi hỏa cơ hội ngàn năm một thuở bảo trì trạng thái tốt nhất cái kia đệ tử đuổi vội vàng hành lễ về sau tiếng nhập đệ tử trong đội ngũ truyền tống trận còn đang không ngừng mà lấp lóe thỉnh thoảng có đệ tử tràn vào mỗi cái thời gian hô hấp đều có hàng trăm hàng ngàn người buông xuống bất quá cái kia thần tôn cảnh cường giả cũng không phải là ai cũng hỏi thăm liền xem như chí tôn cấp thiên kiêu cũng không phải mỗi người đều hỏi thăm chỉ là ngẫu nhiên hỏi ý kiến hỏi một chút theo thời gian trôi qua, người càng tụ càng nhiều, ba ngày sau đó, thần quân cảnh đệ tử khoảng chừng hơn 40 triệu, số lượng này, quả thực đem long trần cho giật nảy mình. Thánh Đan điện đệ tử, đều là hỏa tu cường giả, khoảng 7 phần 10 đều là lửa tu vũ giả, chỉ có không đến 3 phần người, linh hồn chi lực cường đại dị thường, khí tức đối lập bình thản, bọn họ là đang tu. Hơn 40 triệu trong các đệ tử, chỉ tôn cấp thiên kiêu có đếm hơn trăm người, lần này đem long trần dọa sợ. Hắn tuy nhiên tiếp xúc qua thánh đang điện, nhưng là cũng không có cảm giác đến bọn hắn mạnh bao nhiêu, thậm chí cảm thấy đến sau cửu u điện cùng huyết sát điện kém xa. Đại phạm thiên dưới trướng tứ đại điện, theo thứ tự là cửu u điện, huyết sát điện, thánh đan điện cùng võ thần điện, cái kia võ thần điện long trần một mực không có cơ hội tiếp xúc qua, thế nhưng là cửu u điện cùng huyết sát điện, long trần lại tiếp xúc rất nhiều. Long trần vẫn cho là tứ đại điện cần phải thực lực tương xứng mới đúng, thế nhưng là thánh đan điện các đệ tử cái này một tập hợp, đội hình quả thực quá kinh khủng. Phải biết, tại tử viêm thiên đô mặc kệ là ân phổ đạt vẫn là liêu bản thương mang đệ tử bất quá mấy ngàn người chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao vẫn là nói liêu bản thương cùng ân phổ đạt đều che giấu thực lực trong lúc nhất thời long trần có chút mộng có chút không hiểu rõ ân phổ đạt cùng liêu bản thương thói quen sự tình chỉ sợ không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy ba ngày đến lần lượt còn có đệ tử chạy đến bất quá khi thời gian ước định thoáng qua một cái truyền tống trận trong nháy mắt mờ đi lúc này cái kia thần tôn cảnh cường giả bỗng nhiên đứng lên thần kinh của tất cả mọi người lập tức căng thẳng lên. Cái kia thần tôn cảnh cường giả ánh mắt quét mắt các đệ tử liếc một chút, mở miệng nói: "Các ngươi đều là thánh đang điện đệ tử, cũng đều là Phạm Thiên đại nhân thành tín tín đồ, hôm nay các ngươi đem lại nhận Phạm Thiên thần tôn ban ân. Tại tiền phương của các ngươi, phong ấn thiên hỏa bản trên xếp hạng thứ 9 Băng Phách thần diễm, cái này Băng Phách thần diễm có thể không phải là các ngươi tại bên ngoài nhìn đến Băng Phách chi chủng, nó là chân chính mẫu diễm, cửu thiên thập địa bên trong chỉ có nó mới thật sự là Băng Phách thần diễm, cái khác đều là hạt giống mà thôi." nó có được vô thượng thần uy tuy nhiên nó bị phong ấn ức vạn năm tự thân lực lượng đã không đủ lúc toàn thịnh một phần vạn bất quá lực lượng của nó vẫn như cũ có thể hủy thiên diệt địa chờ một lát chúng ta sẽ mở ra đoạt thiên đại trận ngăn chặn băng phách thần diễm lực lượng mặc cho các ngươi hấp thu băng phách thần diễm nắm giữ hàng băng chi khí là hỏa chủng dị thuật nếu như có thể hấp thu một tia băng phách chi lực các ngươi về sau mặc kệ là luyện đan vẫn là cùng người đối chiến đều sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn đến mức có thể hay không hấp thu đến có thể hấp thu bao nhiêu, thì xem các ngươi cá nhân năng lực cùng tạo hóa. Mặt khác nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, bây giờ băng phách thần diễm, đi qua hơn trăm lần hấp thu, đã đến mức đèn cạn dầu, lần này hấp thu sau đó, băng phách thần diễm đem về hoàn toàn biến mất. Băng phách thần diễm biến mất về sau, các ngươi nhiều người như vậy bên trong, rất có thể sẽ sinh ra một vị băng phách chi chủ, nói cách khác, các ngươi thể nội băng phách chi lực, có thể sẽ hóa thành một hạt giống, theo tu vi của ngươi tăng lên, nó cũng sẽ cùng theo mạnh lên, cuối cùng trưởng thành là chân chính băng phách thần diễm làm cái kia thần tôn cảnh cường giả giúp lời dưới, tại chỗ các đệ tử, sôi trào khắp chốn, có thể chưởng khống băng phách thần diễm, tương lai chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch rồi. Mở ra đại trận, cái kia thần tôn cảnh cường giả một tiếng gào to, long trận bọn người bỗng nhiên thân thể chấn động, không tự chủ được bị truyền vào sông băng bên trong, làm tiếng vào sông băng bên trong, một cổ mênh mông lực lượng nghiền ép lên đến, vô số đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phốc phốc phốc. Có mấy trăm vạn đệ tử, thân thể sụp đổ, hóa thành vụn băng, vụn băng lại đang thiêu đốt hừng hực. Trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, Thánh đang điện các đệ tử đều một mặt vẻ hoảng sợ. Chương 3734. Hỏa Diễm Kỳ Lân. Nguồn Mê truyện audio.com. Long Trần giật nảy mình, cái này sông băng trong thế giới uy áp kinh người, cái kia thần tôn cảnh cường giả vậy mà trước đó không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Long Trần có Hỏa Linh Nhi lực lượng chèo chống, Hỏa Linh Nhi bản thân thì có băng phách chi lực, băng phách thần diễm uy áp, đối với hắn không cấu thành thương tổn nhưng là đối với những cường giả khác tới nói, lại là phi thường trí mạng, bọn họ hộ thể thần quan trong nháy mắt bị nghiền nát, tại băng phách thần diễm uy áp trước mặt, bọn họ lộ ra như thế yếu đuối. Không. Có người điên cùng ngăn cản băng phách thần diễm uy áp, nhưng là bọn họ tuyệt vọng phát hiện, bọn họ căng ra hỏa diễm lĩnh vực, vậy mà cũng bị nhen lửa, thời gian một hơi thở thì chống đỡ không nổi mà ầm vang sụp đổ. Song băng trong thế giới, thành nhân gian luyện ngục, nguyên một đám thánh đang điện đệ tử lần lượt sụp đổ, hóa thành cháy hừng hực vụn băng có người bắt đầu hướng bên ngoài kết giới cường giả kêu cứu, có người ý thức được đây là một cái bẫy rập, bắt đầu liều mạng xông ra ngoài. Cường giả chi lộ, đều là dùng huyết nhục cùng bạch cốt lót đường, đại trận mở ra, đã đi là không thể trở về, người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Muốn sống sót, chỉ có một đường hướng về phía trước, nếu như ngay cả băng phách ý chí đều không chịu nổi, các ngươi không có tư cách trở thành phạm thiên đại nhân tín đồ. Bên ngoài kết giới, vị kia thần tôn cảnh cường giả, khuôn mặt lạnh lùng nói, ngay tại người kia nói công phu, lại có mấy trăm vạn cường giả sụp đổ, hóa thành lửa cháy hừng hực, 40 triệu cường giả, đến cái thời gian hô hấp, thì biến mất 1.000 vạn, chỉ còn lại có 3.000 vạn. Làm những cường giả này sau khi chết, thân thể sẽ bị nghiền thành vụn băng, bắt đầu cháy hừng hực, bọn họ cái này một thiêu đốt, những người khác cảm giác áp lực tự hồ nhỏ đi rất nhiều. Mọi người ổn định, không kinh hoảng hơn, ngưng thần tĩnh khí, áp chế sợ hãi của nội tâm, cái chết của bọn hắn, cho chúng ta tranh thủ thời gian, mọi người không muốn lãng phí một vị trí tôn cấp thiên kiêu cao giọng quát nói. Đó là một cái vóc người khôi ngô, lửa mái tóc màu đỏ từng chiếc dựng thẳng, như là phẫn nộ cùng sư đồng dạng nam tử. Hắn một tiếng gào to phía dưới, vô số người bình tĩnh lại, áp chế sợ hãi trong lòng, bắt đầu đi cùng băng phách thần diễm uy áp đối kháng. Lòng mang sợ hãi dần dần đi, bọn họ phát hiện, có thể dần dần thích ứng cái kia áp lực kinh khủng, trong lúc nhất thời vui mừng quá đổi bất quá theo những cái kia tử vong đệ tử thi thể thiêu đốt hầu như không còn về sau, băng phách thần diễm uy áp lần nữa bắt đầu càng ngày càng mạnh, mọi người giờ mới hiểu được, cái kia chí tôn cảnh ý của lão giả. Đây rõ ràng cũng là một trận không sống móng chết khảo hạch, người yếu sau khi chết, thân thể thiêu đốt, sẽ cho cường giả chống lên một cái cơ hội thở dốc. Hô hô hô! Đã có người bắt đầu dọc theo sông núi cấp tốc sông về phía trước, những cường giả này đều là chí tôn cấp thiên kiêu, bọn họ tự hồ minh bạch cái gì. Theo lấy bọn hắn động, những người khác cũng ào ào gia tốc sông về phía trước, Bọn họ cũng minh bạch, muốn sống sót, nhất định phải xông về trước, căn bản không có đường lui có thể nói. Bọn họ không biết đây là một cái dạng gì khảo hạch, nhưng là bọn họ biết, bọn họ những người này không có khả năng đều chết, chỉ cần đủ mạnh thì có thể còn sống sót. Mà đủ cường đại biểu hiện thì là có thể phóng tới cái kia sông băng chi đỉnh, chỗ đó phong ấn băng phách thần diễm bản thể, chỉ có đầy đủ tiếp cận nó mới có thể chứng minh chính mình đủ mạnh nhìn lấy vô số người cắn răng phi nước đại, Long Trần ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vệt lạnh ý, hắn hiểu được thánh đang điện dụng ý, đại trận này có một cái quỷ dị năng lực, có cường giả ở chỗ này tử vong, liền sẽ pha loãng rơi một bộ phận băng phát thần diễm lực lượng, mà pha loãng rơi lực lượng, bị đại trận bịt lại, sẽ không tán đi, cuối cùng sẽ bị nơi này còn sống cường giả hấp thu. Long Trần không hiểu trận pháp, nhưng là thông qua hỏa linh nhi, hắn có thể cảm giác tới đây hết thảy. Nơi này cường giả, đều là hỏa thuộc tính cường giả, bọn họ sau khi chết, cống hiến lực lượng, chuyên môn khắc chế băng phách thần diễm, mà băng phách thần diễm bị phong ấn, không thể chống cự, Long Trần thậm chí có thể cảm nhận được sông núi bên trong băng phách thần diễm phẫn nộ. Đủ hung ác, Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng theo mọi người tốc độ, hướng sông băng chi đỉnh chạy đi, vốn là càng là hướng lên, băng phách thần diễm uy áp thì càng mạnh, thật giống như vô hình thế giới đè ép xuống, làm cho người hô hấp không thông. Nhưng là theo không ngừng có người tử vong, càng không ngừng có hỏa diễm sinh ra, cái kia áp lực lúc mạnh lúc yếu, đối với cường giả chân chính tới nói, cũng không cấu thành trí mạng uy hiếp sông băng, phương viên mấy chục vạn dặm, nếu như là tại bình thường, đối những cường giả này tới nói, muốn vượt qua, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bây giờ, tại băng phách uy áp dưới, mọi người bước đi liên tục khó khăn, toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, thế nhưng là thấu xương lạnh ý, lại có thể xâm nhập thần hồn, vô số linh hồn của cường giả chi lực không mạnh, trực tiếp đầu lâu sụp đổ, chết ngay lập tức tại chỗ. Không, ta không muốn chết. Có người hỏng mất, nhìn người bên cạnh nguyên một đám chết đi, mà sông băng chi đỉnh phong, lại xa không thể chạm, loại kia cảm giác làm người tuyệt vọng theo xuất phát đến bây giờ chỉ mới qua thời gian một nén nhang ba nghìn vạn người lại có một nghìn vạn người biến thành tro tàn tiếng tiền đồ vô vọng lui con đường sau này đã đứt bọn họ chỉ có thể ở không cam lòng tru lên bên trong diệt vong mà bên ngoài kết giới các cường giả nhìn lấy tình cảnh này không có chút nào thương hại chi tình chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hỏa linh nhi có thể câu thông đến nó à long trần hỏi còn không thể ta rõ ràng đã có thể tin tưởng cảm ứng được nó cũng đối với nó lan truyền thần niệm thế nhưng là nó không để ý tới ta hỏa linh nhi nói phiền toái vừa mới ta còn có thể cảm nhận được phẫn nộ của nó hiện tại nó tức giận ý chí càng ngày càng yếu chỉ sợ là đã đèn cạn dầu chống đỡ không được bao lâu long trần có chút lo lắng long trần liếc mắt nhìn hai phía tiếp tục như vậy không được những người này sau khi chết thiêu đốt hỏa diễm sẽ không ngừng pha loãng băng phách thần diễm lực lượng nhất định phải trước lấy được nó mới được Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, bỗng nhiên người giống như một đạo tia chớp vội xong mà đi. Cái gì? Làm Long Trần một lần phát lực, lập tức vượt qua đám người ra, một ngựa đi đầu, đối với đỉnh núi mau chóng đuổi theo, dẫn đến vô số người kinh hô. Muốn trước lấy được băng phách thần diễm. Nằm mơ đi thôi. Long Trần cái này một phát lực, cái kia giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực đại hán, hai tay kết ấn, hư không trung động, một tiếng chấn thiên gào thét truyền đến, một đầu hỏa diễm kỳ lân xuất hiện, hắn cưỡi tại hỏa diễm kỳ lân phía trên, cũng hướng về sông băng vội sông mà đi, chăm chú truy tại Long Trần sau lưng. Thường cổ hỏa kỳ lân. Long Trần lấy làm kinh hãi, cái kia kỳ lân cũng không phải là hỏa diễm linh thú, mà chính là một tôn thượng cổ thần thú, Long Trần không nghĩ tới, cái này đại hán tóc đỏ, vậy mà nắm giữ bản mệnh thần thú, tại trong kết giới triệu hoán đi ra, tất nhiên là bản mệnh thần thú. Cái kia hỏa kỳ lân bốn vó tung bay, thế như thiểm điện, chăm chú truy tại Long Trần sau lưng, mà lúc này, cái khác chí tôn cấp thiên kiêu nhóm thấy thế, ao ao nổ hống, có người triệu hoán ra hỏa diễm cánh chim, có người chân đạp phi kiếm, không có đặc biệt năng lực, hai chân vùng đến cùng bánh xe đồng dạng, tốc độ thêm đến cực hạn. Mấy trăm chí tôn cấp cường giả, điên cuồng xông vào, thẳng đến sông núi chi đỉnh, lúc này thì bọn hắn cũng bắt đầu chơi bạc mạng. Long Trần không nghĩ tới, cái kia hỏa diễm kỳ lân tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá đến cái thời gian hô hấp thì đuổi tới Long Trần sau lưng. Móa nó, mặc kệ. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, quanh thân lôi đình chi lực bạo phát, hóa thành một cái lôi chuẩn, trong nháy mắt đem hỏa kỳ lân xa xa bỏ lại đằng sau. Mà khi Long Trần hóa thân lôi chuẩn trong nháy mắt, bên ngoài kết giới những người kia sắc mặt cũng thay đổi, cái kia thần tôn cảnh cường giả hét lớn. Mau giết hắn, hắn không phải chúng ta thánh đang điện người. Chương 3735 Lấy oán báo ân Nguồn Mê truyện audio com Long Trần quanh thân bị ti chấp bao khỏa, hóa thành một cái to lớn lôi chuẩn, phá không mà đi, cái này hoàn toàn bại lộ thân phận. Phải biết, tuy nhiên hỏa thuộc tính cường giả cũng có người ngoại trừ trưởng khống hỏa diễm chi lực bên ngoài có thể trưởng khống một số những lực lượng khác nhưng là hỏa diễm chi lực tuyệt đối phải chiếm chủ đạo lực lượng tuyệt đối không ai có thể cầm giữ có khổng lồ như thế lôi đình chi lực bên ngoài kết giới các cường giả vừa sợ vừa giận bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị người trà trộn đi vào hắn hắn là long trần là minh hạo thiên long trần có đệ tử kêu lên sợ hãi đó là một vị đến từ minh hạo thiên cường giả long trần tại minh hạo thiên diệt qua thánh đang điện một cái phân điện bị truy nã qua cái kia đệ tử vừa tốt nhận biết dám lẫn vào ta thánh đang điện muốn chết cái kia đại hán tóc đỏ nổ hống hắn cách long trần đã mấy ngàn dặm luận tốc độ hắn căn bản đuổi không kịp long trần hắn tay bắt ấn quyết một đám lửa trường thương trống rỗng xuất hiện ông cái kia hỏa diễm trường thương vừa mới hình thành mang theo gạo thét kịnh phong đối với long trần sau lưng nhanh đâm mà đi cũng không biết cái kia đại hán tóc đỏ dùng cái gì lực lượng cái kia hỏa diễm trường thương vừa mới thoát ly bàn tay của hắn, đã đến Long Trần sau lưng. Thoát ly không gian ước thúc. Long Trần trong lòng rung lên, quả nhiên thế giới to lớn, tàn long ngọa hổ, vậy mà gặp một cao thủ. Quanh Long Trần trên nắm tay Long hình đồ án xuất hiện, một quyền nện ở thanh trường thương kia phía trên, một tiếng bạo hưởng, thanh trường thương kia ầm vang sụp đổ, Long Trần vốn muốn mượn một thương kia chi lực, để tốc độ của mình tăng tốc. Nhưng là không nghĩ tới chính là, thanh trường thương kia sụp đổ trong nháy mắt, hư không rung động, đạo đạo phù văn lưu chuyển, vậy mà như là một cái lưới lớn, phong kín Long Trần quanh thân không gian. Rất hiển nhiên, Long Trần nghĩ đến, cái kia đại hán tóc đỏ cũng nghĩ đến, một kích này vậy mà không cách nào mượn lực, đồng thời còn muốn vây khốn Long Trần. Suy, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay chân hỏa kiếm hiện lên, chân hỏa kiếm trên lưỡi kiếm một đạo bạch quang hiện lên, cái kia phù văn chi tường bị Long Trần một kiếm chém ra. Băng phách chi lực làm Long Trần một kiếm chém ra phù văn chi tường, Mặc kệ là trong kết giới đệ tử, vẫn là bên ngoài kết giới các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần nhất kiếm phá tường, người không có làm bất kỳ dừng lại gì, cấp tốc hướng sông băng chi đỉnh bay đi. Ông cái kia nam tử tóc đỏ, vừa sợ vừa giận, muốn muốn công kích lần nữa, Long Trần cũng đã đã chạy ra công kích của hắn phạm vi, hắn giận quát một tiếng, thôi động hỏa diễm kỳ lân, cấp tốc đuổi theo. Điện chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Bên ngoài kết giới một cái thần tôn cảnh cường giả sắc mặt thay đổi nhìn về phía một vị một mực không nói gì lão giả râu bạc trắng cái kia lão giả râu bạc trắng sắc mặt đồng dạng khó coi hắn không nghĩ ra long trần là làm sao trà trộn vào tới nếu như long trần là một cái bình thường thần quân cảnh đệ tử hắn cũng không để trong lòng nhưng là long trần nắm giữ băng phách chi lực khiến trong lòng của hắn sinh ra bất an muốn hay không vận dụng kết giới phát động công kích một cái khác thần tôn cảnh cường giả nhìn không được nói không thể, một khi vận dụng kết giới, đại trận biến ảo, những cái kia pha loãng băng phách chi lực, liền sẽ trở về băng phách bản thể, như thế đệ tử đã chết, thì chết vô ích, hết thảy nỗ lực, cũng đều uổng phí. Cái kia lão giả trâu bạc trắng lắc lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Lão giả trâu bạc trắng nhìn lấy lông trần chạy như bay bóng người, ánh mắt biến đến sắc bén lên. Một cái liền chí tôn đều không phải là tiểu tử, coi như nắm giữ một tia băng phách chi lực, cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Chúng ta tỉnh quan kỳ biến, dù sao có đại trận tại, hắn không trốn thoát được, giao cho những hài tử này đi giải quyết đi. Thế nhưng là ta sợ hắn, thu được băng phách tán thành. Không thể nào, coi như thu hoạch được băng phách tán thành cũng vô dụng, băng phách bị thiên hỏa tinh kim liên khóa lại, coi như nó nhận chủ, sau cùng còn cần chúng ta thả ra nó, mới có thể triệt để hoàn thành nhận chủ. Cái kia thiên hỏa tinh kim liên, chính là lạc thiên dạ đại nhân thân thủ chế tạo, giới vực thần khí tại trước mặt nó, căn bản chính là một chuyện cười. Lão giả trâu bạc trắng thẳng nhiên nói nghe được lão giả trâu bạc trắng nói như vậy, mọi người lập tức yên tâm rất nhiều, bất quá cái kia lão giả trâu bạc trắng lạnh mặt nói. Trù tính mấy triệu năm sự tình, lại còn có thể xuất hiện dạng này chỗ sơ xuất, các ngươi là một đám heo sao? Lão giả trâu bạc trắng giận dữ, tại chỗ cường giả đều dọa đến câm như hến, một cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nói. Khởi bẩm điện chủ đại nhân, nơi này 13 đạo kết giới, hoàn hảo không huân, đệ tử vẫn luôn đang chăm chú, không dám chậm trễ chút nào, còn mời điện chủ đại nhân minh xét, điện chủ đại nhân theo trong truyền tống trận đi ra đệ tử đều là đi qua tín ngưỡng chi lực kiểm trắc liên tục qua tam đạo môn tuyệt đối không thể có cá lọc lưới một cái khác cường giả cũng đứng ra nói đã không phải ngoại môn tiến đến cũng không phải theo trong truyền tống trận tiến đến nó chẳng lẽ là trong đất sinh ra sao vị kia thần tôn cảnh cường giả cả giận nói cho rằng bọn họ là đang trốn tránh trách nhiệm không cần ầm ĩ người này nhất định là từ bên ngoài tiến đến lão giả trâu bạc trắng nói cái này cái này người kia hoảng sợ đến sát mặt trận nhìn, hắn phụ trách ngoại vi kiểm tra, cái tội danh này hắn có thể đảm đương không nổi. Chúng ta kết giới, đều là vô hình, cùng hạch tâm kết giới liền cùng một chỗ, tiểu tử kia trên thân có băng phách chi lực, cho nên mới tránh thoát kết giới dò xét, sự kiện này không trách ngươi, dù sao ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại có người nắm giữ băng phách chi lực. Lão giả trâu bạc trắng nói, mọi người nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, người kia nghe xong điện chủ đại nhân không có truy cứu hắn ý tứ, nhất thời thở dài một hơi. Tốc độ của hắn thật nhanh có người kinh hô, tuy nhiên cái kia đại hán tóc đỏ bọn người toàn lực đuổi sát, thế nhưng là vẫn như cũ bị Long Trần bỏ lại xa xa, mọi người đã tiếp cận giữa sườn núi, Long Trần đã nhanh đến đỉnh núi. Long Trần lôi đình chi lực bạo phát, nhìn chầm chầm cuồng bạo áp lực, toàn lực chạy như bay, càng đến gần đỉnh núi, áp lực thì càng khủng bố hơn, Long Trần tốc độ dần dần chậm lại. Ngu ngốc, ta là tới cứu ngươi, nhanh điểm thả ta tới. Long Trần nhìn không được mắng. Long Trần ca ca, vô dụng, nó hiện tại ở vào trạng thái hư nhược, ta lo lắng nó không chịu nổi. Hỏa Linh Nhi có chút lo lắng nói, băng phách thần diễm bị phong ấn, càng không ngừng bị rút lấy lực lượng, ức vạn năm đến không biết bị bao nhiêu người rút đi bao nhiêu lực lượng, hiện tại đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không biết người nào chính là nghiền nát nó sau cùng một cọng cỏ. Thánh đang điện dùng phương thức như vậy, muốn phá hủy băng phách thần diễm ý chí, để nó suy yếu đến cực hạn, ý chí sụp đổ về sau, tại tử vong uy hiếp hoảng sợ, sinh ra mới linh trí, một lần nữa nhận chủ, dạng này, bọn họ ức vạn năm kế hoạch, coi như thành công bây giờ chính là băng phách thần diễm lực lượng suy yếu đến cực hạn ý chí sắp sụp đổ thời điểm hiện tại nó bởi vì không ngừng có người tử vong dùng sinh mệnh chi hỏa pha loãng lực lượng của nó nó đã không có thanh tĩnh thần chí chỉ có thể dựa vào bản năng hành sự long trần tốc độ trở nên chậm sau lưng các cường giả điên cuồng đuổi theo có điều rất nhanh tốc độ của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên chậm mà tử vong người càng ngày càng nhiều bây giờ sông băng phía trên còn sống đệ tử đã không đủ ngàn vạn ông long trần chống cự lại kinh khủng uy áp rốt cục sông lên sông băng làm cưỡi trên sông băng hắn thấy được một cái từ tám đầu kim sắc xiềng xích nhốt lòng giam tại cái kia lòng giam bên trong vậy mà nhốt một vị bạch y nữ tử long trần không chút nghĩ ngợi vọt thẳng hướng cái kia lòng giam ngay tại long trần tới gần lòng giam trong nháy mắt bạch y nữ tử kia bỗng nhiên mở mắt lạnh thấu xương sát ý tràn ngập cửu thiên quanh một tiếng bạo hưởng long trần tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới bị lực lượng kinh khủng chấn động đến một nguồn máu tươi cùng phúng toàn thân rạn nứt kém chút sụp đổ con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không Long Trần vừa sợ vừa giận, chỉ nữ tử kia chửi ầm lên. Chương 3736 Tim đập thình thịch Nguồn Mê truyện audio com Vô sĩ hỗn đảng, hèn mọn sinh linh, ta băng phách sẽ không trút bất kỳ ai khuất phục. Các ngươi coi là dùng phương thức như vậy tra tấn ta, liền sẽ để ta thuận theo các ngươi a, à, dù là ta chết đi, ta ý chí bất khuất vẫn như cũ sẽ truyền thừa tiếp. Mảnh thế giới này có thể khốn ở thân thể của ta, nhưng là khốn không được ý chí của ta, ta ở chỗ này tử vong, thiên đạo lưu chuyển phía dưới, tần sinh băng phách cũng đồng dạng mang theo ý chí bất khuất, tuyệt đối sẽ không buông xuống tại trên người của các ngươi. Bạch y nữ tử kia theo trong lòng giam đứng lên, nhìn lấy Long Trần, như là bảo thạch đồng dạng trong con ngươi, mang theo vô tận cao ngạo cùng lạnh lùng. Nàng áo dài như tuyết, nàng phong hoa tuyệt đại, dù cho vây ở lòng giam bên trong, vẫn như cũ không che giấu được nàng cái thế anh tư, nàng thật giống như một tôn gặp rủi ro nữ đế, dù cho thân hãm lòng giam, vẫn như cũ tràn đầy ngạo thế cửu thiên khí khái, làm cho người tin phục. Ngu ngốc, ngươi mẹ nó mở mắt nhìn xem được không ta là tới cứu ngươi long trần vừa tức vừa gấp cái này băng phách cùng thiên hồng tiên tử thật sự là không có chút nào một dạng thiên hồng tiên tử ôn nhu uyển chuyển hàm xúc cái này băng phách quả thực không thể nói lý vừa mới chút nữa muốn mạng của hắn coi là nắm giữ một tia băng phách chi lực cùng một đám người phối hợp một chút liền sẽ chiếm được tín nhiệm của ta a à, tên ngu xuẩn cái này ức vạn năm đến loại này chiêu số các ngươi đã dùng qua vô số lần ta sẽ không mắc lừa đã ngươi đưa tới cửa vậy ta đã thu ngươi băng phách chi lực giết các ngươi nơi này tất cả mọi người. Bạch y nữ tử trong đôi mắt tất cả đều là sát cơ, bỗng nhiên nàng hai tay kết ấn. Ông Hỏa Linh Nhi một tiếng kêu sợ hãi, nàng vốn là bám vào tại Long Trần trên thân, kết quả bị một cổ lực lượng kinh khủng lôi kéo, vậy mà từ Long Trần trên thân lôi kéo ra ngoài. Ngươi mẹ nó điên rồi. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, cái này băng phách cương nhiên như thế không giảng đạo lý, đưa tay kéo Hỏa Linh Nhi. Âm âm. Bỗng nhiên ở giữa cửu thiên trung đồng tám cái kim sắc xiềng xích trung động, xiềng xích phía trên vô tận thần quan bạo phát, nó bắt đầu áp chế bạch y nữ tử lực lượng. Thế nhưng là dù vậy, hỏa linh nhi vẫn như cũ bị lực lượng vô hình lôi kéo đi qua, long trần nắm lấy hỏa linh nhi, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà bắt không được nàng, hỏa linh nhi hoảng sợ kêu to, nàng tại băng phách trước mặt vậy mà không có một tia sức hoàn thủ. Nghĩ không ra, còn có một tia viêm hư chi lực, rất tốt, ta thì dùng lực lượng của ngươi, đi giết chết các ngươi tất cả đồng bạn. Bạch y nữ tử thanh âm hơi kinh ngạc ngươi dám đã thương nàng, ta giết chết ngươi. Long Trần nộ khí trùng thiên, sát ý bạo phát, thế nhưng là Hỏa Linh Nhi chính là linh thể, tại Bạch Y nữ tử kia trước mặt, hắn có lực cũng làm không lên, chỉ có thể nhìn Hỏa Linh Nhi bị đẩy vào lòng giam. Long Trần giận dữ, hắn hôm nay chỉ có một con mắt, con mắt này trong nháy mắt biến thành đen, kinh khủng hắc ám chi lực dân trào, ngay tại Long Trần đem phải vận dụng luyện ngục chi nhãn lúc, bỗng nhiên Bạch Y nữ tử bất động. Không biết cái gì thời điểm, tại Hỏa Linh Nhi mi tâm, xuất hiện một đóa liên hoa, một đóa kim sắc liên hoa, hoa sen kia vừa xuất hiện bạch y nữ tử trên mặt sát ý trong nháy mắt biến mất nàng ngơ ngác nhìn hỏa linh nhi mi tâm kim sắc liên hoa hô bỗng nhiên bạch y nữ tử ngọc lỏng tay ra hỏa linh nhi thu được tự do dọa đến chui vào hỗn độn không gian cũng không dám ra ngoài nữa nguyên lai ngươi thật là tới cứu ta bạch y nữ tử kia nhìn lấy long trần lẩm bẩm cứu ngươi cái rắm ta mẹ nó hiện tại không cứu được sống chết của ngươi cùng ta có lông quan hệ Long Trần giận dữ, cô gái mặc áo trắng này vậy mà muốn thôn vệ hỏa linh nhi, xúc động nghịch lân của hắn, kém chút thì phải vận dụng luyện ngục chi nhãn. Bạch y nữ tử nhìn lấy giận không nhìn nổi Long Trần, miệng giật giật, tự hồ muốn nói cái gì ấy nấy lời nói, nhưng là cuối cùng không nói ra. Long Trần kiểm tra một hồi hỏa linh nhi, phát hiện nàng chỉ là nhận lấy kinh hải, cũng không nhận được tổn thương gì, Long Trần lạnh hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Người ra không được, nơi này đại trận bị bọn họ khống chế, người tu vi thấp, dạng này ra ngoài chỉ có thể chịu chết, ta vừa mới lỗ mãn, vì bổ khuyết các ngươi, ta dùng ta lực lượng cuối cùng, đưa các ngươi ra ngoài. Bạch y nữ tử nói, không cần đến, coi như không có ngươi, ta cũng có thể ra ngoài. Long Trần cười lạnh. Hắn tay cầm màu đen chủy thủ, kết giới này hắn nhìn qua, cũng không phải là dùng tín ngưỡng chi lực tạo thành, màu đen chủy thủ cần phải có thể phá vỡ. Nếu như chủy thủ không phá nổi, hắn thì vận dụng luyện ngục chi nhãn, cùng lắm thì là mấy ngày toàn mù mà thôi, dù sao có thần thức cảm giác, chỉ cần không cùng người chiến đấu, vấn đề cũng không lớn, tóm lại hắn không muốn cùng nữ nhân này giao thiệp. Gặp Long Trần nói như thế, bạch y nữ tử kia không nói, Long Trần hừ lạnh đi ra ngoài, chợt thấy cấp tốc tới gần thánh đang điện đệ tử, Long Trần tức đến xanh mét cả mặt mày, lại chạy trở về. Vẫn là ta đưa ngươi ra ngoài đi. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, còn tưởng rằng hắn rốt cục cầu nàng. Đưa ta cái rắm, là ta đưa ngươi ra ngoài, ta không lấy được ngươi, cũng không thể để bọn họ đạt được ngươi. Long Trần cả giận nói. Bạch y nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, lắc đầu nói, xiềng xích này cùng lòng giam chính là thiên hỏa tinh kim chế tạo phía trên khắc họa lấy đời thứ nhất cửu lê phù văn căn bản là không có cách trảm đinh 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 bạch y nữ tử lời còn chưa nói hết long trần tay cầm màu đen chủy thủ đối với cái kia xiềng xích chém mạnh chỉ thấy hỏa tinh vẫy ra cái kia xiềng xích vậy mà lên tiếng bẻ gãy chỉ bất quá lần này chặt đứt xiềng xích cũng không có giống như kiểu trước đây giống như là các đậu phụ xiềng xích tuy nhiên gãy mất lại chấn động đến long trần cánh tay rung lên miệng hổ đều chảy máu đại hoang khi thấy long trần dao găm trong tay bạch y nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại phun ra hai chữ lập tức nghĩ tới điều gì tay ngọc đuổi bận biểu che miệng lại oanh bỗng nhiên hư không oanh minh đại trận run rẩy bạch y nữ tử thu hồi chấn kinh chi sắc lạnh hư một tiếng tay ngọc đẩy cái kia vây khốn nạn lòng giam ầm vang sụp đổ mà long trần thì đem tám cái xiềng xích một đầu khác cũng chặt đứt cùng cái kia lòng giam toái phiến cùng một chỗ thu vào hắn biết thứ này tuyệt đối là bảo vật lấy về cho hạ thần cùng quách nhiên nghiên cứu một chút mà đúng lúc này, Long Trần đỉnh đầu đại trận ầm vang bạo hưởng, mấy chục vạn thánh đang điện cường giả vậy mà xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu, mỗi người bọn họ tay nắm ấn quyết, đứng tại phía trên đại trận, nhìn xuống Long Trần. Mà cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả cũng xuất thủ, mỗi người bọn họ tay cầm một khối trận bàn, kinh khủng thần uy bạo phát, Long Trần đỉnh đầu đại trận như cùng một vùng vũ trụ đè ép xuống. Tất cả thánh đang điện các cường giả, nguyên một đám trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, mỗi người đều thiêu đốt tinh huyết, toàn lực thôi động đại trận. Âm âm. Long trần dưới chân sông băng vỡ nát, Long trần cảm giác cả người xương cốt đều bị đập vùng, mà những cái kia vừa mới xông lên thánh đang điện các đệ tử, còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, thì bị lực lượng kinh khủng cho chấn bay ra ngoài. Long trần lạnh hừ một tiếng, thì muốn xông ra đi, hắn biết chỉ muốn rời khỏi đỉnh núi, áp lực liền sẽ thu nhỏ, hắn có thể theo bên cạnh bộ vị yếu kém lao ra. Hô, bỗng nhiên Long trần cánh tay siết chặt, lại bị bạch y nữ tử bắt được, bạch y nữ tử nói. Đem ngươi hỏa diễm chi lực mượn ta. Không mượn, Long Trần cả giận nói, nàng lại còn muốn mượn hỏa linh nhi lực lượng. Bạch y nữ tử nói. Mượn ta lực lượng, để cho ta nhẹ nhõm, ta nguyện ý cùng tiểu cô nương kia, cộng hưởng ta tất cả lực lượng. Trong nháy mắt đó, Long Trần tim đập thình thịch. Chương 3737 Đòi lại lợi tức Nguồn Mê truyện audio com Một lời đã định, không đợi Long Trần đáp ứng đâu, hỏa linh nhi vậy mà chạy ra, nàng có chút sợ hãi bạch y nữ tử kia, nhưng là lại tràn đầy chờ mong. Người ta đều là hỏa diễm chi linh, biết được ta sẽ không gạt người. Bạch y nữ tử kia nhìn lấy hỏa linh nhi nói, tốt. Hỏa linh nhi bỗng nhiên trực tiếp hóa thành hỏa diễm chi long, cuốn quanh ở bạch y nữ tử kia trên thân, sau đó cứ như vậy dung nhập thân thể của nàng. Trong nháy mắt đó hỏa linh nhi lập tức đã mất đi cùng long trần liên hệ. Long trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, long trần cùng hỏa linh nhi linh hồn tương liên, đã mất đi đối hỏa linh nhi cảm giác, long trần không biết vì cái gì tâm lý có chút hốt hoảng, sợ nàng ra chuyện. Ông lấy ta, bạch y nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía long trần khuôn mặt lạnh lùng nói ra. Long Trần sững sờ, nhanh điểm Bạch Y Nữ Tử câu mày nói. Tốt a, à, tuy nhiên Bạch Y Nữ Tử là một cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tử, nhưng là nàng là hỏa diễm chi linh, ông lấy nàng cũng không tính là gì. Long Trần giang hai cánh tay ông hướng Bạch Y Nữ Tử từ phía sau ông. Long Trần vừa mới ông lấy Bạch Y Nữ Tử, trắng nữ nữ tử nhất thời câu mày nói. A à a, à, Long Trần vội vàng từ phía sau ông lấy Bạch Y Nữ Tử tại vừa ông lấy bạch y nữ tử về sau, Long Trần không chỉ có không có cảm nhận được hương ngọc tràn đầy, ngược lại giật nảy mình rùng mình một cái, lạnh lẽo thấu xương cùng kinh khủng nhiệt độ cao, đồng thời tuôn hướng thân thể của hắn, nóng lạnh giao thế, Long Trần kém chút không có phun ra một nguồn máu tới. Bạch y nữ tử nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu những cường giả kia, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Ước vạn năm đến, các ngươi giao phó nỗi thống khổ của ta cùng khuất nhục, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hôm nay, ta muốn đòi lại một chút lợi tức. Ông bạch y nữ tử tay ngọc kết ấn, bỗng nhiên nàng dưới chân sông băng sụp đổ, trong kết giới những cái kia chạy trốn các đệ tử, bị lực lượng kinh khủng tác động đến, ao ào hóa thành hạt bụi. Chỉ có những cái kia chí tôn cấp cường giả, miễn cưỡng chèo chống, bất quá vẫn như cũ bị chấn động đến bay ngược ra thật xa, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy bạch y nữ tử. Sông băng sụp đổ, trong kết giới vô tận bạch quan hướng về bạch y nữ tử tụ lại, một khắc này, kết giới phía trên ba vị thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ hoảng sợ phát hiện, đại trận mất đi hiệu lực, những cái kia tử vong thiên kiêu nhóm sinh mệnh chi hỏa, không những không cách nào pha loãng bạch y nữ tử lực lượng, còn bị nàng cho hấp thu. Là viêm hư chi lực, Long Trần nhìn đến sông băng vỡ nát thời điểm, giữa thiên địa xuất hiện vô số màu đen điểm lắm tắm, chính là những thứ này màu đen điểm lắm tắm, đem những người kia sinh mệnh chi hỏa cho hấp thu. Đại đạo vô tình, nhân quả lưu chuyển, bằng vào ta băng phách danh tiếng, hiệu lệnh vạn pháp, bằng vào ta băng phách chi hồn, hủy diệt càng khôn, băng phách thần kiếm, ngưng. Theo bạch y nữ tử nỉ non, giữa thiên địa vô tận bạch quang ngưng tập hợp một chỗ hội tụ thành một thanh trường kiếm trường kiếm kia dài tới trăm dặm toàn thân như hàn ngọc mũi kiếm chỉ kết giới phía trên các cường giả một khắc này cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đại biến trốn ba vị thần tôn cảnh cường giả vậy mà trước tiên biến mất quanh mà bọn họ vừa vừa biến mất cái kia thanh trắng như tuyết dài kiếm đâm xuyên kết giới tại mấy chục vạn cường giả bên trong nổ tung phốc 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 băng tuyết thần kiếm sụp đổ, một đạo bạch sắc gần sóng khuếch tán, phàm là bị gần sóng bao trùm cường giả, ao ao sụp đổ, thật giống như trong cơ thể của bọn họ lực lượng nào đó bị dẫn bạo, căn bản liền ngăn cản dư lực đều không có. Ngoại trừ cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả bên ngoài, mấy chục vạn thánh đang điện cường giả, toàn bộ bị diệt sát, bao trùm ở trên trời kết giới, cũng theo sụp đổ, hóa thành vô tận toái phiến tản mát. Ngay tại lúc đó, chung quanh những cái kia cột lửa ngất trời, cũng đình chỉ phun trào, nguyên lai những thứ này hỏa trụ, cũng là khống chế băng phách trận pháp một bộ phận. Đầy trời băng tuyết vẫy xuống, mỗi một đóa tuyết hoa đều đang thiêu đốt, thiên đạo pháp tắc bắt đầu biến đến hỗn loạn, Long Trần ông lấy Bạch Y nữ tử, trốn ở phía sau của nàng, lại cũng chịu đựng lực lượng kinh khủng, nóng lạnh giao thế phía dưới, dường như thân thể bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng nhéo một cái, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, băng phách lực lượng quá kinh khủng. Đây là đã đèn cạn dầu băng phách, Long Trần vô pháp tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh băng phách, rốt cuộc mạnh cỡ nào, khó trách bài danh còn tại Thiên Hồng Tiên tử phía trên bạch y nữ tử một kích sau đó, khí tức cấp tốc hạ xuống, thân thể vậy mà bắt đầu biến đến hơi mờ lên, hiển nhiên, một kích này nàng tuy nhiên qua nghiện, nhưng là cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Ta không còn khí lực, giúp ta đem đất phía dưới đại trận bên trong cơ thạch móc ra. Bạch y nữ tử nói xong, thân thể vậy mà chậm rãi biến mất, đồng thời hỏa linh nhi xuất hiện, trên người nàng vậy mà xuất hiện bạch y nữ tử khí tức. Lúc này hỏa linh nhi khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, mới vừa xuất hiện, trực tiếp quay trở về long trần hỗn độn không gian bên trong tu dưỡng. Ta đi, cái này thì xong rồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang ta rời đi đây long trần lập tức trận tròn mắt đây không phải chơi thế này chết bỗng nhiên hư không nổ tung một cái đại hán tóc đỏ phá không mà đến tay cầm hỏa diễm trường thương trực chỉ long trần mi tâm mà đúng lúc này long trần sau lưng một cái quái vật khổng lồ xuất hiện móng vuốt gào thét đối với long trần phía sau lưng vồ xuống chính là cái kia đại hán tóc đỏ tòa kỳ hỏa nhãn kỳ lân cái kia hỏa diễm kỳ lân khí tức cực kỳ khủng bố vậy mà sau một số chí tôn cấp thiên kiêu còn kinh khủng hơn, một người một thú, một trước một sau, vậy mà phối hợp đến không chê vào đâu được, phong kính Long Trần tất cả đường lui. Chờ lão tử có rảnh rỗi, lại giết chết ngươi. Long Trần lạnh hư một tiếng, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, cả người cấp tóc chìm xuống, dưới chân sinh ra một cái động lớn, vọt thẳng xuống dưới đất. Ông cái kia đại hán tóc đỏ cùng đầu kia hỏa diễm kỳ lân, thác thân mà qua, khoảng cách gần như thế, vậy mà không có va vào nhau. Cái kia đại hán tóc đỏ vô hụt, bóng người nhoáng một cái, Hướng Long trần đuổi theo, mà hắn Hỏa Diễm Kỳ Lân theo sát phía sau. Lui về phía sau, đem người kia giao cho ta. Bỗng nhiên bên trên bầu trời ba đạo thân ảnh hiện lên, chính là ba cái kia thấy tình thế không ổn, trực tiếp đào tẩu ba vị thần tôn cảnh cường giả, lúc này ba vị này thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, tuy nhiên ba người bọn hắn trốn khỏi một kiếp, nhưng là thủ hạ của bọn hắn toàn đều đã chết. Thứ nhất làm bọn hắn kinh sợ chính là 40 triệu đệ tử, cuối cùng chỉ có mấy trăm chí tôn cấp đệ tử sống tiếp được, trách nhiệm này bọn họ không cách nào gánh chịu mà so sánh người chết đi, bọn họ sợ nhất là, vẫn là băng phách tránh thoát trói buộc, nếu để cho nàng trốn, vậy liền hết thảy đều xong. Ba người bọn họ trước tiên trở về, chính là muốn cầm xuống Long Trần, đoạt lại băng phách, bọn họ nhìn đến đại hán tóc đỏ truy hướng Long Trần, trực tiếp mệnh lệnh hắn rời đi, bọn họ muốn đích thân đối phó Long Trần, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Thế nhưng là cái kia nam tử tóc đỏ, cực làm kiêu ngạo, căn bản không nghe bọn hắn, cứ như vậy phóng tới Long Trần. Người này mệnh là của ta, xảy ra chuyện, chính ta phụ trách trách, cái kia đại hán tóc đỏ lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi! Cái kia lão giả râu bạc trắng vừa sợ vừa giận, lại lại không thể làm gì, bởi vì cái kia đại hán tóc đỏ, thân phận đặc thù, hắn mặc dù là ba nghìn thế giới bên trong thánh đang điện điện chủ, lại cũng không dám cưỡng ép mệnh lệnh hắn, bởi vì cái kia đại hán tóc đỏ, chính là thánh đang điện tín ngưỡng chi thần đệ tử. Thánh đang điện cùng huyết sát điện, cửu u điện một dạng, phía dưới có rất nhiều phân điện, có rất nhiều điện chủ, nhưng là tín ngưỡng chi thần chỉ có một cái, bọn họ mới là chí cao vô thượng quyền uy, đệ tử của bọn hắn, cũng đồng dạng nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Ba người gặp không cách nào mệnh lệnh đại hán tóc đỏ, chỉ có thể thành xếp theo hình tam giác, tách ra đem cái này khu vực phong tỏa, phòng ngừa long trận đào tẩu. Mà lúc này, sông băng phía trên còn sót lại mấy trăm vị trí tôn cấp thiên kiêu, cũng đã ào ào xông xuống dưới đất, băng phát thần uy biến mất, bọn họ một bụng lửa giận, toàn bộ vung hướng về phía long trần. Long Trần trong tai nghe được ba vị thần tôn cảnh cường giả thanh âm, trong lòng âm thầm kêu khổ, cô gái mặc áo trắng này thật sự là hố người gia hỏa, không những không mang theo hắn ra ngoài, trả lại cho hắn một cái nhiệm vụ, quá hố. Long Trần xông xuống dưới đất, lúc này mới phát hiện, dưới đất vạn dặm chỗ, có một cái to lớn trận bàn, trận bàn như bàn cờ, phía trên trưng bày vô số to lớn thần thạch, trên tảng đá tản ra kinh khủng hỏa diễm ba động. Đây chính là cơ thạch cho ta thu. Long Trần một tiếng gào to, tung ra một trương lôi đình lưới lớn, đem tất cả tảng đá bao phủ. Chương 3738 Kinh khủng dưỡng trường sinh Nguồn Mê truyện audio com Những ngọn lửa này cơ thạch, nguyên bản khảm nạm tại phía trên đại trận, không gì phá nổi, nhưng là vừa mới bạch y nữ tử một kích, trực tiếp đưa chúng nó cho chấn nới lỏng, long trần dễ như trở bàn tay, liền đem những thứ này cơ thạch thu nhập hỗn độn không gian. Long trần vừa mới đem hỏa diễm cơ thạch thu hồi, minh hồng đau ra khỏi vỏ, đối với sau lưng tật trảm xuống, Quanh một tiếng nổ vang rung trời, Long Trần một đao trảm tại một đám lửa trường thương phía trên, Long Trần tung lưới, thu thạch, xuất đao một mạch mà thành. Long Trần một đao trảm xuống, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuồn, người hướng về sau liền lùi mấy bước, không khỏi trong lòng kinh hãi, cái kia nam tử tóc đỏ lực lượng, vậy mà như thế khủng bố. Khi thấy cái kia nam tử tóc đỏ trường thương trong tay phía trên phù văn thời điểm, Long Trần đồng tử co rụt lại. Tín ngưỡng chi lực. Cái này thanh trường thương chính là là một thanh dùng tín ngưỡng chi lực ôn dưỡng giới vực thần khí, phía trên bao trùm lấy tín ngưỡng đồ đăng. Ngươi là thánh đang điện điện chủ truyền nhân. Long Trần cánh tay bị chấn động đến rung lên, lắc lắc cổ tay lạnh lùng thốt. Ta chính là thánh đang điện điện chủ Doãn Thiên Đức Quang môn đệ tử Dũng Trường Sinh, cũng là Dũng Thị huyết mạch truyền nhân, dạng này ngươi có thể nhắm mắt đi. Cái kia nam tử tóc đỏ trường thương chỉ Long Trần lạnh lùng thốt. Khó trách có thể trưởng khống tín ngưỡng chi lực, bất quá tên của ngươi không tốt lắm, bằng vào ta nhiều năm chém người kinh nghiệm, Phàm là cái gì gọi là trường sinh người, trên cơ bản đều chết không yên lành. Long Trần nhìn lấy Duẩn Trường Sinh nói, người tu hành, nhất là những cái kia cường đại người tu hành, đều thích gọi một số so sánh bá khí tên, rất nhiều tên người trong chữ đều sẽ mang thiên, địa, nhật, nguyệt, tinh, thần chờ chữ. Trên thực tế lên danh tự như vậy, đều sẽ cùng thiên đạo phát sinh quan hệ, tiếp nhận nhất định nhân quả, nếu như mệnh không rất cứng, rất nhiều sẽ trực tiếp chết yểu, thậm chí có ít người không có xuất sinh trước, tên liền đã lấy tốt, nếu như tên quá mức bá khí, trẻ sơ sinh còn chưa ra đời, liền sẽ chết từ trong trứng nước, không có cứng như vậy mệnh, khống chế không ngừng bá khí tên giống long trần gặp qua long ngạo thiên triệu nhật thiên diệp lương thần bọn người cùng bá thiên thiên bá chờ một chút nếu như mệnh không rất cứng không giống nhau trưởng thành tất nhiên chết oan chết uổng coi như trưởng thành cũng sẽ bởi vì cái này tên mà vận mệnh nhiều thăng trầm gặp trắc trở đa đa danh tự như vậy cũng không phải ai cũng có thể khống chế long trần phụ thân long thiên khiếu tuy nhiên mang theo một cái trời nhưng cũng không có nhìn trời bất kính chi ý nhưng là vẫn như cũ cả đời chinh chiến vô số lần hiểm tử hoàng sinh bị ép vào tuyệt cảnh hắn chẳng qua là một cái thế tục người tu hành, lây dính một cái chữ thiên, đều mang đến lớn như vậy nhân quả. Long Trần là sống cha Long Chiến Thiên, lúc ấy tại thần tộc Long Gia uy phong bậc nào bá đạo, được vinh dự đệ nhất thiên tài, tự sáng tạo tuyệt thế công pháp, tại thiên võ đại lục có thể nói là khoáng cổ thước kim, bị Long Gia ca tụng là có thể sánh vai đại đế tồn tại. Thế nhưng là sau đó thì sao, hai tử vừa vừa ra đời, thì tao ngộ thảm họa, vợ con ly tán, một nhà ba người, bây giờ ai cũng không biết người nào tin tức, chiến thiên, bản thân thì có muốn cùng ông trời so độ cao khí thế, rõ ràng có nghịch thiên mà đi xu thế, thiên đạo bị khiêu khích, tự nhiên đã định trước vận mệnh muốn sau so người khác càng long đông. Nếu như không phải long trần mẹ đẻ, cho long trần lên cái này bình thường tên, lấy long chiến thiên tính cách, nhất định sẽ cho long trần lấy một cái càng bá khí tên, để long trần tránh thức nghịch thiên mà đi. Chỉ bất quá, long trần mẫu thân không hy vọng con của mình, làm cái gì cái thế anh hùng, cũng không cần hắn thành tựu cao bao nhiêu, nàng chỉ hy vọng long trần có thế phổ phổ thông thông thông, bình an, vô tai vô nạn sống hết đời. Cho nên, tên thật không thể loạn lên, có ít người tên có kiên kỵ chữ, nhưng là người có thể bình an vô sự, hoặc là mệnh cách đặc biệt cứng rắn, hoặc là phúc phận đặc biệt sâu, hoặc là tự thân tích đức hành thiện, là thiên đạo chỗ vui, cho nên không hàng tai họa. Bất quá, Long Trần gặp được người, phàm là gọi trường sinh, cơ bản đều không có kết quả tốt, thì liền Long Trần trong ấn tượng, chém qua gọi trường sinh thiên kiêu, không có 100, cũng có 80 đến mức những cái kia liên thông tên báo họ cơ hội đều không có người, không biết có bao nhiêu người, chết tại Long Trần trong tay, cho nên Phạm là gọi trường sinh người, thường thường đều không được trường sinh, hôm nay, Long Trần lại gặp một cái gọi trường sinh người. Chết không yên lành người là ngươi, giao ra băng phách, ta lưu ngươi toàn thay, không giao, ta sẽ để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, cuối cùng băng phách còn sẽ thuộc về ta. Dưỡng trường sinh lạnh lùng thốt. Đóng bên cạnh hắn hỏa diễm kỳ lân một tiếng gầm nhẹ, một đôi hung lệ ánh mắt, chăm chú nhìn Long Trần, tự hồ tại lập lại dũng trường sinh. Giao ra băng phách. Vậy phải xem các hạ có bao nhiêu cân lượng. Long Trần cười lạnh, toàn thân khí huyết trung động, minh hồng đao oanh minh bạo hưởng, khí tức của hắn như là cự long thức tỉnh, cấp tốc kéo lên. Trước đó vì nhanh chóng thu lấy hỏa diễm cơ thạch, Long Trần không kịp toàn lực bạo phát, vừa mới bị thiệt lớn, lần này, hắn đem toàn lực ứng chiến. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Gặp Long Trần bày ra chiến đấu tư thế, Dũng Trường Sinh trong đôi mắt sát cơ phun trào, bởi vì hắn phát hiện, cái khác chí tôn cấp thiên tài cũng đã lao đến. Hắn mặc dù là thánh đang điện điện chủ đệ tử, cũng là điện chủ hậu duệ, nhưng là băng phách chi tranh, chỉ nói thực lực cùng cơ duyên, mấy trăm chí tôn thiên kiêu đánh tới, nếu như bị người khác đánh chết long trần, băng phách đổi chủ, hắn thì không có cách nào cưỡng ép theo trong tay người khác cướp bóc. Ta thần ở trên, xin nghe theo ngài thành kính tín độ triệu hoán, ban cho ta thần lực, giúp ta trấn áp kẻ thù ngoan cố. dưỡng trường sinh trường thương trung động, quanh thân màu ngà sữa thần quang lưu chuyển, theo hắn ngâm sướng, hùng hồn tín ngưỡng chi lực đem hắn bao khỏa trường thương trong tay của hắn phù văn cấp tốc sáng lên như là viễn cổ thần thú thức tỉnh oanh dưỡng trường sinh xuất thủ tín ngưỡng chi lực đốt lên hắn khí huyết cả người dường như bị thần minh phụ thể nhất thương đâm rơi lực áp chư thiên để long trần khiếp sợ là dưỡng trường sinh tín ngưỡng chi lực vậy mà không thể so với lúc trước lưu bản thương kém bao nhiêu tín ngưỡng của hắn chi lực làm sao lại khủng bố như thế long trần trong lòng cuồng loạn gầm lên giận dữ tinh thần chi lực bạo phát thần hoàng cùng tinh hải hiện lên, minh hồng đao một đao trảm xuống, toàn lực bạo phát. Quanh, Long Trần hai tay kịch chấn, một nguồn máu tươi cùng phúng, lại bị Dũng Trường Sinh nhất thương đẩy lui, liền lùi lại chín bước, mỗi lui lại một bước, dưới chân đại địa ào ào vỡ nát, bản tới nơi này là một mảnh trận pháp chi địa, cơ thạch bị rút lấy về sau, phòng ngự lực đại giảm, Long Trần chân đạp đại địa, lực lượng khổng lồ chấn động đến toàn bộ thế giới dưới lòng đất một trận lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ông, Long Trần vừa mới lui lại, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, rõ ràng là dũng trường sinh hỏa diễm kỳ lân nó không biết vận dụng cái gì thần thông xuất hiện tại long trần sau lưng miệng to như chậu máu đối với long trần đầu lâu táp tới ra nhận tàn nhẫn vừa lúc là long trần không cách nào tránh né góc độ lăng long trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn trường đau bên ngoài không cách nào ngăn cản tay trái một tia chớp tia chớp bay ra tại cái kia hỏa diễm kỳ lân trong miệng nổ tung oanh một tiếng nổ vang trung trời cái kia hỏa diễm kỳ lân phát ra một tiếng thống khổ tru lên đầu nứt ra máu tươi bắn tung tóe kém chút bị Long Trần một kích cho nổ chết. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này dưỡng trường sinh tính ngưỡng chi lực, làm sao khủng bố như thế, đồng thời cũng kích phát hắn cực kỳ chi tâm, cùng dai bên trong, hắn đời này đều không có bị thua thiệt như vậy. Khai thiên Long Trần gầm lên giận dữ, song tay cầm đao, liền muốn hướng Dẫn trường sinh phóng đi, muốn cùng hắn một phân cao thấp, lúc này bỗng nhiên bạch y nữ tử thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Hắn hiện tại, thì liền thần tôn cảnh cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, đi mau. Chương 3739 Mượn lực đã lực Nguồn Mê truyện audio com Cái gì? Long Trần Kinh Hải, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình Bị ta đánh chết những cái kia thánh đang điện cường giả Bọn họ sau khi chết, thể nội tín ngưỡng chi lực Sẽ chậm rãi trở về thiên địa Người này là tín ngưỡng truyền thừa giả Hắn có thể vận dụng trong thiên địa này tín ngưỡng chi lực Một mình ngươi mạnh hơn Có thể cùng tập hợp hơn 40 triệu cường giả tín ngưỡng chi lực vào một thân người A bạch y nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sức mạnh của người nọ khủng bố như thế, cái kia đều không phải là lực lượng của hắn, kể từ đó trong lòng của hắn thăng bằng rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, tại cái này hơn 40 triệu cường giả tín ngưỡng chi lực không có tiêu hao hết trước đó, người rất khó thương tổn đến bản thể của hắn. Hắn lúc này, có tín ngưỡng chi lực hộ thể, thực lực cũng không so phía ngoài ba cái thần tôn cảnh cường giả kém bao nhiêu, người bây giờ liều mạng, căn bản không có chút ý nghĩa nào bạch y nữ tử nói, vừa nói như vậy, Long Trần nhất thời thăng bằng nhiều, không phải vậy hôm nay nhất định phải cùng dưỡng trường sinh phân cái cao thấp không thể. Người bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, bạch y nữ tử lại tăng thêm một câu. Câu này, nhất thời làm Long Trần nổi trận lôi đình. Cái này còn không phải bái ngươi ban tặng. Lực lượng của ngươi, khiến thân thể của ta thụ thương, nhất thời nửa khắc không cách nào khôi phục, nếu không coi như hắn có tính ngưỡng chi lực hộ thể, ta như thế nào lại không chịu được như thế không đề cập tới sự kiện này còn tốt nhất lên sự kiện này long trần thì nổi nóng long trần một lòng cứu nàng mà hỏa linh nhi cùng với nàng lại là đồng nguyên nói thế nào mọi người cũng đều là người một nhà cho nên long trần căn bản không có đi phòng bị nàng cũng chính vì vậy long trần mới bị nàng một kích trọng thương bạch y nữ tử lực lượng ẩn chứa băng phách chi lực cho long trần nhục thân cùng linh hồn tạo thành cực lớn bị thương dù cho lấy hỗn độn không gian lực lượng cũng không thể lập tức chữa trị cho nên long trần lực lượng giảm bớt đi nhiều nếu không, coi như dưỡng trường sinh có tính ngưỡng chi lực gia trì, hắn cùng lắm là bị đẩy lui, làm thế nào có thể thổ huyết? cái này hoàn toàn là khiên động vết thương cũ chỗ đến, kẻ cầm đầu lại còn nói khoác mà không biết ngưỡng nói hắn không phải là đối thủ, Long Trần muốn làm tức chết, Long Trần một phát lửa, Bạch Y Nữ Tử không lên tiếng, nàng đem Long Trần ném vào tới cơ thạch đặt chung một chỗ, hợp thành một cái kỳ dị đoạn, khoanh chân ngồi dưới đất, đem quể oải suy sụp hỏa linh nhi ông vào trong ngực, hai người bắt đầu hấp thu cái kia cơ thạch chi lực, khôi phục thân thể, vậy mà không lại phản ứng long ông đúng lúc này trường thương kinh thiên đã lần nữa đối với long trần đâm tới mà cái kia bị thiệt lớn hỏa diễm kỳ lân đứng tại long trần trái phía sau miền rộng mở ra một đạo hỏa diễm chi kiếm phá không mà đến lực lượng cùng bạo đè ép không gian thiên địa tự hồ cũng muốn bị đè nát cái kia hỏa diễm kỳ lân trí tuệ cực cao công kích cố ý so dưỡng trường sinh chậm nửa nhịp mà lại góc độ xảo trá hai đạo công kích long trần nhiều nhất chỉ có thể né qua một đạo nếu như long trần tránh đi thứ nhất công kích tất nhiên sẽ bị đạo thứ hai công kích đánh trúng như thế đạo thứ nhất công kích chủ nhân liền có thể có thuận thế biến chiêu công kích lần nữa mà long trần liều mạng một chiêu về sau tất nhiên là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm lúc này thời điểm vội vàng nên đón công kích tất nhiên phải bị thua thiệt một người một thú phối hợp đến quả thực không chơi vào đâu được bỗng nhiên long trần miệng tụng chân kinh làm thần thánh trang nghiêm kinh vang vang lên long trần một kiếm cảm tại dưỡng trường sinh trường thương phía trên dưỡng trường sinh kinh Hải hắn hoảng sợ phát hiện Trường thương của mình bị lực lượng thần bí cho dẫn dắt, oanh một tiếng bạo hưởng, dưỡng trường sinh trường thương, vỡ nát hỏa diễm kỳ lân công kích. Mau tránh, dưỡng trường sinh bỗng nhiên kêu sợ hãi, long trần trong tay chân hỏa kiếm kề cận dưỡng trường sinh trường thương, hóa thành một đạo lưu quan thẳng đến hỏa diễm kỳ lân đâm tới, một đạo kinh khủng thần quang, theo mũi thương phát ra. Phốc cái kia hỏa diễm kỳ lân hét thảm một tiếng, thân thể lại bị cái kia đạo bắn sạch đánh xuyên, máu me tung tóe, thân thể bay ra thật xa. Ngươi, hỏa diễm kỳ lân bị trọng thương không biết sống chết, dũng trường sinh nộ khí trùng thiên. Ba thế nhưng là không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Long Trần một cái tác mạnh quất trên mặt của hắn, dưỡng trường sinh liền người đeo súng bay rớt ra ngoài. Lúc này thời điểm mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu vội xong mà đến, bỗng nhiên dưỡng trường sinh ngược lại bay qua, bọn họ giật nảy cả mình, ao ao tránh né. Khai thiên thức thứ ba, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, xuyên thủng sông băng thế giới, đối với dưỡng trường sinh chém xuống, Long Trần một đao kia, nắm đến vừa đúng, dưỡng trường sinh đang lùi lại, bất lực phản kích, những người khác bởi vì tránh né dưỡng trường sinh mà thư giãn, long trần một đao kia, bổ sung vô địch ý chí, đoạt người tâm phách, làm cho mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu, tứ tán chạy trốn. Quanh thiên địa bị bổ mở, thế giới sụp đổ, vô tận sông băng mảnh vụn bay ra, những cái kia chí tôn cấp thiên kiêu nhóm, theo mảnh vụn bên trong chật vật bay ra. Ngút trời đao ảnh một đường đẩy về phía trước, đại địa không ngừng bị đao ảnh xé rách, đao ảnh phía trước, Dưỡng trường sinh nổ hống, tay cầm trường thương điên cuồng ngăn cản, dưới chân đại địa không ngừng vỡ nát, bị đẩy ra mấy vạn dặm, hắn mới thở lại được, trường thương khuấy động, đao ảnh bị vỡ nát. Long Trần Dũng trường sinh cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo, chân đạp hư không bay thẳng chiến trường hạch tâm, bởi vì Long Trần lúc này đang đứng tại hạch tâm khu vực, quanh người hắn lôi định chi lực lưu chuyển, gánh lấy đại đao, chính nhìn xuống hắn, trên mặt tràn đầy khinh thường. Cái gì cậu thí trường sinh, cho dù có tính ngưỡng chi lực gia trì, cũng không gì hơn cái này, có ba cái lão gia hỏa tại, hôm nào lại lấy cái mạng nhỏ ngươi. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, thẳng đến nơi xa bay đi, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Muốn chạy trốn. Nằm mơ đi thôi. Hư không bên trên, ba cái kia thần tôn cảnh cường giả lạnh hường một tiếng, một người thân hình thoát một cái động, chặn Long Trần đường đi. Ông bỗng nhiên tại Long Trần phương hướng ngược nhau, một vệt thần quang bắn ra, cái kia thần quang tốc độ quá nhanh, không tốt, cái này mới là chân thân. Lão giả trâu bạc trắng cùng một cái khác thần tôn cảnh cường giả biến sắc, đồng thời xuất thủ ngăn cản, Long Trần chạy như bay phương hướng, vừa lúc là hai người vị trí giữa, bọn họ sợ một người xảy ra ngoài ý muốn, hai người đồng thời đồng thủ. Ông, liền tại bọn hắn hai cái xuất thủ trong nháy mắt, bỗng nhiên đại địa phía trên bụi đất tung bay, cái thứ ba Long trần xuất hiện, một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Ngu ngốc, ta mới là thật, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, thật tốt còn sống, lần sau ta đến thu các ngươi thi. Long trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, dừng lên trong tay phù triện, bỗng nhiên phù triện phía trên thần quan sáng lên, cả người trong nháy mắt biến mất. Oanh, Long trần thân thể vừa vừa biến mất, một đạo kiếm quang chém xuống, hư không bị đánh xuyên, vô tận thời không toái phiến lưu chuyển, thành thế cực kỳ dọa người. Đáng tiếc, lão giả trâu bạc trắng một kiếm này, cuối cùng vẫn chém một cái không, Long Trần đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Âm âm, bỗng nhiên hai tiếng bạo hưởng, trước hết chạy ra ngoài Long Trần, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, mà một cái khác Long Trần thì hóa thành một trương dính máu phù triện. Ban đầu tới một cái là Long Trần lôi đình phân thân, một cái là thế thân phù, lôi đình phân thân vốn là nắm giữ Long Trần khí tức, làm cho không người nào có thể phân biệt, mà cái kia thế thân phù bên trên có long trần tinh huyết, đồng dạng khiến người vô pháp phân biệt. Kết quả tại mấy trăm chí tôn thiên kiêu bao vây bên trong, tại ba vị thần tôn cảnh cường giả giám thị dưới, long trần dễ dàng trốn. Long trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long trần truyền tống đi, muốn đuổi theo đều không địa phương truy, dẫn trường sinh nộ khí trùng thiên, phát ra thê lương nộ hống, cùng bạo sát ý, khiến phong vân biến sắc. Chương 3740 Lệnh truy nã Nguồn Mê truyện audio.com Long Trần chạy trốn, cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Trấn áp ức vạn năm băng phách thần diễm, bao nhiêu đời người nỗ lực, rốt cục sắp nấu chết nó, đến cuối cùng một khắc, lại thất bại trong gan tất. Ba vị thần tôn cảnh cường giả nhìn về phía dưỡng Trường Sinh, nếu như không phải thân phận của hắn đặc thù, bọn họ hiện tại liền sẽ dùng tay đem hắn xé nát. Nếu như không phải hắn, ba người bọn họ trực tiếp xuất thủ, căn bản không cho long trần trù tính cơ hội long trần làm sao có thể trốn được người cái này ngu ngốc ngu xuẩn một đám chí tôn cấp thiên kiêu nhóm gặp long trần đào tẩu còn mang đi băng phách thần diễm hơn 40 triệu đệ tử cuối cùng chỉ có mấy trăm người sống tiếp được những thứ này đệ tử đã chết đều là dùng tới cho bọn hắn những cường giả này trái đường kết quả đây người đã chết chỗ tốt đều bị long trần đoạt đi đám người bọn họ liều sống liều chết long đều không mò được mà dưỡng trường sinh là cái thứ nhất cùng long trần giao thủ căn bản không cùng bọn hắn phối hợp, nếu không mọi người đồng thời xuất thủ, Long Trần căn bản trốn không thoát. Không có khả năng kia, vẫn yêu thể hiện, đánh không lại người khác, cũng đừng trang lớn muối nhi tỏi. Vốn là tất cả mọi người trông cậy vào tại tiếng giai tiên vương cảnh trước đó, dựa vào băng phách thần diễm luyện thể luyện hồn, gắn đạt tới đạt tới hoàng mỹ trúc cơ, hoàng mỹ đột phá. Hiện tại tốt, toàn bởi vì một mình ngươi thể hiện, dẫn đến bao nhiêu đời người nỗ lực, đều uổng phí, ngươi còn có mặt mũi đại hống đại khiếu. Ngươi sao không đi chết đi? một cái chí tôn cấp thiên kiêu trường kiếm chỉ dưỡng trường sinh cắn răng nghiến lợi mắng bộ dáng kia hận không thể đem dưỡng trường sinh chém thành muôn mảnh băng phách bị phong ấn ức vạn năm mỗi lần ba nghìn thế giới mở ra ba nghìn thế giới bên trong cùng cửu thiên thập địa bên trong thánh đan điện đệ tử đều sẽ chạy đến hấp thu băng phách chi lực mỗi lần mở ra đều muốn chờ đợi mấy chục vạn năm thậm chí mấy triệu năm không giống nhau có một ít chí tôn cấp thiên kiêu tu vi đạt tới thần quân đỉnh phong về sau liền sẽ bị phong ấn chờ đợi ba nghìn thế giới mở ra trăm vạn năm chờ đợi chính là vì hấp thu băng phách chi lực, đồng thời cũng sẽ lưu một phen vận khí, hy vọng chính mình có thể trở thành may mắn. bị băng phách nhận chủ, vị kia tay cầm trường kiếm, lòng đầy căm phẫn cường giả, cũng là một vị người phong ấn, hắn nhiều năm như vậy, chờ đợi, mang vô tận hy vọng mà đến, bây giờ cái này hy vọng sụp đổ, hắn làm sao có thể không giận? Ta cho ngươi một cái cơ hội, công bình một trận chiến, sinh tử đều do thiên mệnh. tay kia cầm trường kiếm nam tử, nhìn lấy dưỡng trường sinh sát yến ngút trời chết dũng trường sinh bởi vì long trần đào tẩu lại đem băng phách cũng cùng nhau mang đi đã sớm tức giận đến thất khiếu bốc khói bây giờ bị mọi người giận dữ hắn nộ hống chấn thiên phốc tay kia cầm trường kiếm chí tôn cấp cường giả bỗng nhiên thân thể sụp đổ sương máu đầy trời tại vô tận trong huyết vụ xuất hiện một đoàn hình người hỏa diễm đó là nguyên thần của hắn hô dũng trường sinh vẫy bàn tay lớn một cái người kia nguyên thần bị kỳ dị lực lượng hấp xả đến dũng trường sinh trong tay liền như là nắm con gà con đồng dạng cái kia cường đại chí tôn cấp thiên tài tại dưỡng trường sinh trong tay, vậy mà không có một tia phản kháng chỗ trống. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người hoảng hốt, người kia nguyên thần điên cuồng dãy dùa, nhưng lại thủy chung không cách nào tránh thoát dưỡng trường sinh tay cầm. Sư phụ ta cũng là thánh đang điện điện chủ Doãn Thiên Đức, là tín ngưỡng của các ngươi chi thần, mà ta cũng là tương lai thánh đang điện điện chủ, sư phụ lão nhân gia ông ta y bác để cho ta kế thừa, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám bất kính với ta. Quanh dưỡng trường sinh đại thủ bỗng nhiên vừa dùng lực, người kia nguyên thần ầm vang sụp đổ, một cái chí tôn cấp thiên kiêu bị cứ thế mà diệt sát, cái khác chí tôn cấp thiên kiêu nhóm đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy dưỡng Trường Sinh. Những đệ tử này, lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì dưỡng Trường Sinh sông lớn như thế họa, ba vị thần tôn cảnh cường giả chỉ là sắc mặt khó coi, lại không trách phạt. Thần minh đệ tử, nắm trong tay tín ngưỡng chi lực, mà bọn họ đều là Doãn Thiên Đức tín đồ, tín ngưỡng chi lực cũng là câu thông thần minh cầu nối, mà đứng tại chúng sinh phía trên Doãn Thiên Đức là không thể ngỗ nghịch mà xem như Doãn Thiên Đức đệ tử, Dũng Trường Sinh cũng nắm trong tay tín ngưỡng chi lực, tương đương với nắm trong tay Sinh Tử của bọn hắn mệnh môn, mặc kệ bọn hắn chiến lực như thế nào, có tín ngưỡng chi lực ước thúc, bọn họ đối Dũng Trường Sinh xuất thủ, chỉ có một con đường chết. Trước đó Long Trần cùng Dũng Trường Sinh đối thoại, bởi vì là dưới đất, bọn họ căn bản không nghe thấy. Nếu như biết Dũng Trường Sinh thân phận, bọn họ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Dũng Trường Sinh đem cái kia đệ tử đánh giết, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người mà Duẩn Trường Sinh lại càng phát ra phẫn nộ. Vốn là lần này băng phách thí luyện, là hắn một lần biểu diễn, hắn che giấu thân phận, lẽ loi một mình đi tới nơi này, đây là sư phụ hắn an bài cho hắn, để hắn tại lần này thí luyện bên trong dựng đứng uy tín, làm cho tất cả mọi người đều có thể từ nội tâm đi tin phục hắn, dạng này hắn có thể càng tốt hơn truyền thừa tín ngưỡng chi lực. Vốn là kế hoạch là, Duẩn Trường Sinh dẫn dắt mọi người, cùng một chỗ tới gần băng phách, dần dần phát triển hiện thực lực của mình cùng lãnh đạo lực. Băng Phách là không thể nào khuất phục, sau cùng tất nhiên sẽ liều cho cái chết lưới rách, người nào cũng không chiếm được nó tán thành. Nhưng là những cái kia đệ tử đã chết, có thể cho Dưỡng Trường Sinh cung cấp vô tận tín ngưỡng chi lực, mà Doãn Thiên Đức càng đem khống chế tín ngưỡng chi lực, thu phục băng phách phương pháp dạy cho Dưỡng Trường Sinh. Thế nhưng là ai biết, nửa đường vết ra cái Long Trần, đem hắn hết thảy kế hoạch đều cho làm rối loạn, Dưỡng Trường Sinh căn bản không có cơ hội thi triển thu phục băng phách phương pháp, băng phách liền chạy tới Long Trần hỗn độn không gian đi mà dưỡng trường sinh ngoại trừ thu phục băng phách phương pháp bên ngoài, đối tính ngưỡng chi lực căn bản không hiểu trưởng khống, chỉ có thể đem tính ngưỡng chi lực đưa vào trường thương bên trong, cùng long trần liều mạng, cái khác kỹ xảo không có chút nào sẽ. Cái này rất giống một cái ông lấy chén vàng ăn xin khất cái, chỉ có một thân lực lượng, lại không xử ra được, trơ mắt nhìn long trần đào tẩu, hắn phổi đều muốn tức điên. Truyền lệnh xuống, ba nghìn thế giới bên trong tất cả thánh đang điện người, đều cho ta toàn lực truy nã long trần, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. dưỡng trường sinh lạnh lùng thốt, đúng ba cái thần tôn cảnh cường giả chỉ có thế gật đầu cái kia lão giả râu bạc trắng trầm ngâm một chút nhìn không được nói trường sinh điện hạ hiện đang tìm kiếm long trần không khác nào mò kim đáy biển tìm kiếm sự tình giao cho chúng ta điện hạ cùng chư vị đệ tử cần phải điều chỉnh trạng thái chuẩn bị trùng kích tiên vương băng phách biến mất chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác phát động tất cả đại trận mau chóng chế tạo một cái khác thiên họa thế giới ba nghìn thế giới quá lớn long trần lại là dùng truyền tống phù đào tẩu căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm tìm hắn quá khó khăn. Nếu vì tìm kiếm Long Trần mà làm trễ nải trùng kích tiên vương cảnh, đến lúc đó Long Trần tiến giai tiên vương, mà mọi người còn dừng lại tại thần quân cảnh, vậy nếu là gặp phải Long Trần, phải đoàn diệt không thể. Vậy làm phiền các hạ rồi. Dũng Trường Sinh đè xuống lửa giận trong lòng, gật đầu nói, bây giờ chỉ có thể dạng này. Hơn 40 triệu đệ tử, mấy chục vạn thế hệ trước cường giả, kết quả chỉ còn lại có ba cái lão nhân cùng mấy trăm đệ tử rời đi. Thông thiên hỏa trụ không thấy, hỏa diễm kết giới không thấy, Cao vút trong mây sông băng sụp đổ, đại địa một mảnh hỗn độn, sông băng hạch tâm có cái hình cung hố to, từ không trung nhìn lại, liền như là một cái treo trào phúng miệng, đang cười nhạo lấy cái gì. Chương 3741 Kim Liên Liệu Thương Nguồn Mê truyện audio.com Hô, Long Trần liên tục sử dụng mười mấy tấm truyền tống phù, về sau ba tấm, dùng chính là không định hướng truyền tống phù, Long Trần chính mình cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Ba tấm không định hướng truyền tống phù sử dụng hết, Long Trần triệt để yên lòng, liền xem như hạ thần cái này phù truyền cao thủ từ phía sau truy, cũng không có khả năng tìm tới vị trí của hắn. Huống hồ, những người kia đều là thánh đang điện cường giả, bọn họ ngoại trừ luyện đan cũng là luyện lửa, căn bản không hiểu phù truyền, Long Trần tuyệt đối an toàn. Long Trần hướng chung quanh nhìn lướt qua, đã đã chạy ra đất khô cằn chi địa, chung quanh xuất hiện xanh biết thảm thực vật, chỉ bất quá đều là bụi cây thấp, không thấy đại thụ. Long Trần bố trí mấy đạo ẩn nặc, báo động trước cùng truyền tống trận bàn mới dám yên lòng nghỉ ngơi, trốn đến nơi đây, Long Trần đã là một thân mồ hôi. Không phải mệt, là bị hù, mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu, nếu như hắn bị ngăn lại, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không nói người khác, chỉ là một cái dũng trường sinh liền có thể mài chết hắn, tín ngưỡng chi lực, quả thực cũng là gian lận lực lượng, không có thể ngăn cản. Trừ phi đăng lâm tiên vương, ngưng tụ ra thiên đạo vương miệng, nếu không, thật không thể cùng bọn hắn những thứ này gian lận gia hỏa đấu. Long Trần một trận nổi nóng. Tính ngưỡng chi lực, quả thực không giảng đạo lý, không cách nào phá giải, may mắn dưỡng trường sinh không thế nào biết vận dụng tính ngưỡng chi lực, bằng không hắn muốn là giống lưu bản thương như thế, có thể ngưng tụ ra lĩnh vực, hắn một cái khác ánh mắt chỉ sợ cũng đến mùng một đoạn thời gian. Long Trần vuốt vuốt mắt trái, vẫn là rất đau, tự hồ một chút khôi phục dấu hiệu đều không có, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tốt, hơi vi điều chỉnh một chút, chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, Long Trần mới yên tâm một số, triển khai nội thị, phát hiện bên trong máu thịt của bản thân, có thật nhiều vết trách, như là màu ngà sữa mạn nhện, đem huyết nhục cắt đứt. Long Trần chưa bao giờ thấy qua dạng này thương tổn, hắn vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng, chữa trị lên, cũng cực kỳ chậm chạp. Quy, chớ cùng người không việc gì một dạng, giúp ta liệu thương A. À. Long Trần đối với hỗn độn không gian bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất Bạch Y Nữ Tử nói, Bạch Y Nữ Tử ông lấy hỏa linh nhi, nàng quanh thân ngọn lửa màu trắng lưu chuyển, chính đang hấp thu những cái kia lực lượng của thần thạch, nghe được Long Trần thanh âm, nàng mắt cũng không mở, thẳng nhiên nói. Thương tổn thân thể ngươi, là ý chí của ta chi lực, Ta băng phách ý chí đồng thời công kích nhục thể của ngươi cùng linh hồn. Nhưng ngươi ý chí cường đại, không có bị ta gây thương tích, nhưng là nhục thân cùng ý chí không xứng đôi, lực lượng của ta không cách nào công phá ý chí của ngươi, cho nên toàn bộ thêm tại nhục thể của ngươi phía trên. Nói những thứ này có làm được cái gì? Tranh thủ thời gian thu hồi lực lượng của ngươi a. À? Long Trần không nhịn được nói. Xin lỗi, thu không trở lại. Bạch Y Nữ Tử lắc đầu. Vì cái gì? Long Trần sững sờ nếu như nói ngươi cùng dưỡng trường sinh đối chiến trước đó, ta vẫn là có thể thu hồi, nhưng là bây giờ những vết thương kia trên, bám vào tín ngưỡng chi lực, nếu như ta thu hồi lại, ta bản nguyên sẽ bị ô nhiễm. Bạch y nữ tử nói, cái kia ngươi trước vì cái gì không giúp ta thu. Long trần cả giận nói, ngươi lại không để cho ta thu. Bạch y nữ tử mặt không thay đổi nói, ngươi. Long trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Đi, được, xem như ngươi lợi hại, coi như ta không may. Long Trần tức giận đến không được, cái đồ chơi này còn cần lão tử nói sao? Ngươi đều tiến vào ta trong không gian, không giúp ta. Ta thật không hiểu rõ, thiên hỏa bản trên, thiên hồng tiên tử rõ ràng bài danh tại ngươi về sau, thế nhưng là người ta ôn nhu hiền thục, nho nhã lễ độ, mà ngươi thì sao? Long Trần nhìn không được nói lầm bầm. Ngươi gặp qua thiên hồng rồi. Nói cho ta một chút tình huống của nàng. Làm Long Trần nói đến thiên hồng tiên tử, bạch y nữ tử lập tức mở mắt. Long Trần vốn không muốn phản ứng nàng, nhưng là thấy nàng vẻ mặt thành thật chi sắc, Long Trần vẫn là gặp đến Thiên Hồng Tiên Tử sự tình, một năm một mười nói, đồng thời cũng nói ra Dư Thanh Tuyền sự tình. Bạch Y Nữ Tử cúi đầu trầm ngâm một chút nói, Thiên Hồng Tàn Hồn bị viêm hư thôn phệ, danh xưng mạnh nhất hỏa diễm viêm hư, vậy mà cũng lây dính nhân quả, hắn thôn phệ Thiên Hồng Tàn Hồn, người giết chết con của hắn, báo ứng đến thật nhanh. Thiên Hồng Tân Chủ Nhân sinh ra, ngươi lại cùng Thiên Hồng Tân Chủ Nhân quan hệ mật thiết, từ đó số mệnh luân chuyển phía dưới, nhân quả càng phát ra mê ly. Thiên Hồng Tiên Tử cùng ngươi cùng vì trên thiên đạo bản hỏa diễm, hai bên lại nhận biết nghe nói cái chết của nàng ngươi không có chút nào khổ sở a à? long trần không khỏi hỏi bởi vì nói đến thiên hồng tiên tử bạch y nữ tử từ đầu đến cuối bình thản như nước không thấy mảy may tâm tình chập chờn tại sao muốn khổ sở bạch y nữ tử hỏi ngươi tốt a à, ta quên ngươi căn bản cũng không phải là người a à, không đúng rồi thiên hồng tiên tử cũng không phải người nhưng là nàng có phong phú tình cảm không chỉ có là thiên hồng tiên tử hỏa linh nhi cũng là như thế các nàng đều có tình cảm mặc dù không có huyết nhục nhưng là các nàng bản thân cùng người giống như đúc long trần nói bạch y nữ tử nghe vậy không nói tự hồ lâm vào suy nghĩ gặp bạch y nữ tử không nói lời nào long trần cũng không lại nói chuyện với nàng mặc dù cùng là thiên hỏa nhưng là băng phách cùng thiên hồng hoàn toàn là hai tính cách so sánh dưới hắn càng ưa thích thiên hồng tiên tử thậm chí không tiếc vì nàng muốn đi cùng viêm hư liệu mạng thiên hồng tiên tử là thiện lương vì nàng thiện lương long trần nguyện ý đi giúp nàng dù là mất đi tính mạng nhưng là băng phách thì người cũng như tên, lạnh như băng, tự hồ không có một chút tình cảm, mặc cho ngươi nhiệt tình như hỏa, cũng khó có thể ấm áp nàng hàng băng chi tâm. Đã băng phách không cách nào giúp hắn liệu thương, Long Trần chỉ có thể chính mình chậm rãi dùng hỗn độn không gian lực lượng đi sự phục. Chúng ta đều là bên trong thiên địa hỏa diễm, hết thảy đều là số mệnh an bài, sinh tử luân hồi, sớm có định số, cái gọi là cảm tình, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Như thiên địa tuyết trắng, mùa đông rơi xuống, mùa xuân hòa tan, Chờ đến năm đông chí, người nào còn để ý tuyết này vẫn là đi năm tuyết A. Bạch y nữ tử lắc đầu nói. Long trần lắc đầu nói. Lời ấy sai rồi, đều nói nhân sinh một thế, thảo mộc một xuân, hạ trùng không thể ngữ băng, diễn con ếch cũng không ngôn hải, hạ trùng cũng được, diễn con ếch cũng được, dù là chỉ sống ở lòng người không gian, một dạng có thể dòm đại đạo. Người sống một đời, khổ vui nửa nọ nửa kia, thế nhân khổ tu đại đạo, muốn tìm cách khổ đến vui chi đạo, vốn không biết rõ, không có đen, ở đâu ra trắng không có khổ lại ở đâu ra vui là không phải năm ngoái tuyết không sao cả cái kia thích ngươi người sẽ một mực thích ngươi thật giống như ta thích thiên hồng tiên tử một dạng thế nhưng là ta lúc ấy không có năng lực cứu nạn nếu không ta nhất định sẽ cùng viêm hư liệu mạng long trần nói xong gặp bạch y nữ tử lại đang trầm tư long trần nhịn không được nói ngươi có phải hay không quá mệt mỏi trí não vận tốc quay không đủ nói thế nào câu nói liền muốn suy nghĩ suy nghĩ ngươi nghỉ ngơi đi ta muốn chữa thương Long Trần cảm giác cái này băng phách có chút lạ quái, nói chuyện với nàng quá phí sức, dứt khoát không đi nói chuyện với nàng. Vậy ngươi sẽ vì ta liều mạng sao? Ngay tại Long Trần ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị nhập định chữa thương thời điểm, Bạch Y nữ tử lại mở miệng nói. Mệnh ta đều muốn bị ngươi cho liều không có, ta còn liều cái lông mệnh. Long Trần đại hỏa lên, kéo cuốn hồng hét lớn. Long Trần nổi giận, Bạch Y nữ tử lại không lên tiếng, gặp nàng không lên tiếng bộ dáng, tựa hồ có chút ủy khuất, Long Trần lại cảm giác có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói ta một cái lão gia môn, không nên nhỏ mọn như vậy đối ngươi nổi giận, chúng ta có việc trễ giờ nói, trước hết để cho ta liệu thương. Long Trần nói xong, tập trung ý chí, ngay tại hắn sẽ phải nhập định thời điểm, bạch y nữ tử mở miệng. Quy, Long Trần lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, trên đầu ngọn lửa đều tuôn ra tới, vừa muốn đối bạch y nữ tử nộ hống, bạch y nữ tử nói. Người trong không gian đóa này kim sắc liên hoa, có thể giúp ngươi liệu thương. Long Trần vốn là muốn chửi ầm lên, kết quả lập tức nén trở về, trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Ngươi, ngươi biết làm sao vận dụng nó? Chương 3742 Kim sắc liên hoa ảo diệu. Nguồn: Mê truyện audio.com. Không, ta không biết. Bạch y nữ tử trả lời gọn gàng. Phốc Long Trần bị tức đến kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Ngươi không biết, nói ra có cái cái trắm dùng a. À? Ta chỉ biết là cái này liên hoa có thể xua tan tội ác lực lượng, ta cũng chính là bởi vì nhìn đến nó mới cuối cùng không có giết ngươi nó thuộc về ngươi, ngươi có thể thử nghiệm câu thông nó, sử dụng lực lượng của nàng, đi ma diệt tín ngưỡng chi lực. đương nhiên, nếu như trên người ngươi tín ngưỡng chi lực thuộc về quang minh hiền lành, kim sắc liên hoa là vô hiệu nhưng là nếu như thuộc về tà ác tối tâm, nó cần phải có thể bị khu trừ. bạch y nữ tử nói nghe bạch y nữ tử nói như vậy, long trần hỏa khí chậm rãi tiêu trừ, không khỏi hỏi. cái này liên hoa là một vị trưởng giả đưa cho ta, thế nhưng là ta một mực không cách nào cùng nó câu thông, không biết trước. ân, ừ, ngươi có biện pháp gì hay không long trần vốn định tôn xưng một tiếng tiền bối thế nhưng là cái này băng phách căn bản không có một tia tiền bối phong phạm long trần không muốn ăn thua thiệt đối với long trần xưng hô bạch y nữ tử cũng không thèm để ý lắc lắc đầu nói nó là ngươi nếu như ngươi câu thông không được chỉ có thể chứng minh ngươi công đức cơ duyên không đủ tóm lại ngươi tự nghĩ biện pháp đi bạch y nữ tử nói đến công đức hai chữ có một cái rõ ràng dừng lại mà long trần nhìn lấy kim sắc liên hoa cũng không có chú ý tới chi tiết này mà lại nói đến công đức hai chữ bạch y nữ tự ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt khẩn trương gặp long trần không có để ý nàng trong bóng tối thở dài một hơi băng phách nói cái này liên hoa có thể giúp hắn xua tan tín ngưỡng chi lực cái này khiến long trần tim đập thình thịch nếu như là thật vậy sau này hắn chẳng phải là không cần sợ cái này biến thái lực lượng rồi chỉ bớt quá băng phách tự hồ đối với cái này kim sắc liên hoa biết rất ít long trần cũng chỉ có thể thử nhìn một chút long trần lần nữa căng dặn băng phách tại hắn nhập định thời điểm không cần nói bằng không hắn sẽ trở mặt băng phách sau khi gật đầu Long Trần mới dám ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu lấy linh hồn đi câu thông kim sắc liên hoa, Long Trần linh hồn xuất hiện tại kim sắc liên hoa bên cạnh, ngồi xếp bằng trên hư không, chính đối kim sắc liên hoa, tâm vô tạp niệm, yên tĩnh cảm thụ được kim sắc liên hoa ba động. Kim sắc liên hoa tỏa ra lấy ánh sáng thần thánh vàng ống, tỏa ra Long Trần, Long Trần trên thân dường như độ một tầng hoàng kim, cả người lộ ra thần thánh trang nghiêm, cao không thể chạm. Bất quá trừ cái đó ra, kim sắc liên hoa cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nó phối hợp xoay chậm chậm. Đem kim sắc thần huy vậy hướng toàn bộ hỗn độn không gian. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thời gian từng chút từng chút đi qua, kim sắc liên hoa không có bất kỳ cái gì dị dạng, mặc cho Long Trần lấy các loại phương thức đi cùng nó câu thông, nó vẫn như cũ tự mình vận chuyển, tự hồ là một cái không có sinh mệnh vật thể, không có nửa điểm đáp lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Long Trần tắm rửa tại kim sắc thần quan bên trong, thần thái an tường, ngay từ đầu, hắn còn thử nghiệm cùng nó đi câu thông, về sau, Long Trần ngược lại quên đi mục đích của mình cứ như vậy xếp bằng ở kim sắc liên hoa đối diện, đối mặt nó, Long Trần nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm gần sống. Một khắc này, kim sắc liên hoa cũng là một phương tịnh thổ, tại bên cạnh của nó, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh an lành, có thể khiến người ta quên mất hết thảy phiền não. Thế gian một chút xíu đi qua, Long Trần đã tiến nhập một loại trạng thái vong ngã, quên đi thời gian, cũng quên đi không gian, càng quên đi mục đích của mình. Đến ngày thứ bảy thời điểm, kim sắc liên hoa động, kim sắc liên hoa chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hoàng kim thai, đem long trần chậm rãi nắm ở phía trên. Một khắc này, chính đang khôi phục thân thể băng phách, đột nhiên mở mắt, nhìn lấy xếp bằng ở liên hoa đại trên long trần, trong mắt mang theo một vệt chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ hắn thật thì là đại nhân ngài tuyển định người A, thế nhưng là hắn sát lục chi khí nặng như vậy, nội tâm mặt khác, càng là ẩn giấu đi một cái tuyệt thế hung ma, đại nhân, ngài thật muốn chọn hắn A. Nàng yên tĩnh mà nhìn xem, bị thần quan bao phủ long trần, mang trên mặt không dám tin thần sắc làm long trần xếp bằng ở kim sắc liên đài phía trên, long trần trên vết thương tính ngưỡng chi lực, như là mặt trời đã khuất tuyết hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Làm tính ngưỡng chi lực biến mất hầu như không còn, bằng phách tay ngọc kết ấn, từng đạo thần huy vẫy xuống, đó là lực lượng tinh thần của nàng, bị nàng thu hồi lại. Băng phách lực lượng là kinh khủng, cho dù là lấy long trần hỗn độn không gian cường đại sức khôi phục, cũng vô pháp hữu hiệu loại bỏ, chỉ có thể từng chút từng chút ma diệt, tính ngưỡng chi lực tiêu trừ, băng phách chi lực bị thu hồi không cần Long Trần tự mình làm cái gì, hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ đã bắt đầu tự động giúp Long Trần khôi phục thân thể, rất nhanh, Long Trần thân thể liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Hô bỗng nhiên, Long Trần bị theo kim sắc liên đại trên đưa xuống dưới, Long Trần từ từ mở mắt, hắn con ngươi bên trong, một đạo kim sắc liên hoa đồ án, chậm rãi rút đi. Long Trần trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười, hắn tự hồ rốt cục cùng kim sắc liên hoa lấy được một tia trên tinh thần liên hệ, lần sau muốn sử dụng kim sắc liên hoa liệu thương, hẳn là không cần lao lực như vậy. Long Trần nhập định trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là thanh tĩnh, hắn biết chung quanh phát sinh hết thảy, một khắc này, hắn giống như thoát ly cái thế giới này trói buộc, theo một người đứng xem góc độ, đi xem lấy chính mình, đi xem lấy kim sắc liên hoa, nhìn lấy chữa thương băng phách cùng hỏa linh nhi, nhìn lấy hết thảy chung quanh, cái gì đều không muốn, không hề làm gì, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu trạng thái. Loại này trạng thái huyền diệu, theo cùng hắn thoát ly kim sắc liên hoa sau biến mất, dường như linh hồn một lần nữa bị chứa vào thân thể, nhưng là hoàn toàn khôi phục thân thể, mang đến cho hắn vô tận vui vẻ. Long Trần nhìn lấy xoay chầm chậm kim sắc liên hoa, nó vẫn là dáng dấp ban đầu, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Băng Phách, ta gọi như vậy ngươi, ngươi không ngại a? À? Long Trần nhìn về phía bạch y nữ tử nói, không ngại. Băng Phách thản nhiên nói, ngươi bây giờ như thế nào? Khôi phục bao nhiêu? Hỏa Linh Nhi nàng hiện tại thế nào? Long Trần nhìn lấy còn đang ngủ say Hỏa Linh Nhi, có chút lo âu hỏi, ta hiện tại đem những này hỏa diễm cơ thạch lực lượng cực trong cơ thể nàng, nàng đại khái chừng 10 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến mức ta. Năm đó trận chiến kia, để cho ta đã thương bản nguyên, rơi vào trong tay của bọn hắn, cái kia lũ hỗn đảng ức vạn năm đến, càng không ngừng tra tấn ta, ta bản nguyên chi lực bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục. Xa xa khó vời. Băng phách trong ánh mắt mang theo sát ý, hiển nhiên nhớ lại thống khổ chuyện cũ. Bỗng nhiên băng phách nhìn về phía Long Trần nói. Ngươi không cần lo lắng, ta cam kết sự tình, nhất định sẽ thực hiện tuy nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, nhưng là ta khôi phục tốc độ, sẽ không bị của ngươi phát triển tốc độ hất ra, nàng sẽ cộng hưởng ta tất cả lực lượng, giúp ngươi chống cự cường địch. Băng phách hiểu lầm Long Trần ý tứ, coi là Long Trần lo lắng nàng vô dụng, ngữ khí của nàng rất rõ ràng, coi như ta yếu hơn nữa, cũng so với ngươi còn mạnh hơn, hỏa linh nhi có thể tùy thời vận dụng lực lượng của nàng, Long Trần cứu được nàng, tuyệt đối không thiệt thòi. Long Trần cười khổ một cái, tuy nhiên hắn không thể nào ưa thích băng phách tính cách, nhưng là Long Trần cứu nàng, cũng không có muốn thu hoạch được cái gì hồi báo, chỉ bất quá, có mấy lời không cần thiết giải thích. Long Trần lui ra hỗn độn không gian, nhìn một chút chung quanh, mấy ngày trôi qua, chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, xem ra đám người này cũng biết, không có khả năng đuổi tới hắn, dứt khoát từ bỏ. Long Trần đem trận bàn thu vào, hít sâu một hơi, cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, lại khôi phục Long Tinh hổ mảnh trạng thái, thậm chí có một loại trở về tìm dưỡng trường sinh lại đánh một trận xúc động. Long Trần phân biệt một chút phương hướng, hướng về đất khô cằn đại địa ngược lại một cái phương hướng bay đi, chạy như bay nửa ngày, bỗng nhiên phía trước xuất hiện đồng tỉnh, là có người tại kịch chiến. Làm Long Trần chạy như bay đến phụ cận, thấy rõ ràng tình huống về sau, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chương 3743 Lạc thị một mạch Nguồn Mê truyện audio.com Long Trần thấy được ba cái khí huyết ngút trời thần quân cảnh cường giả, đang cùng một đám giới vương cường giả kịch chiến những cường giả kia bên trong lại còn có một cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả ba người lấy cỡ nào địch thiếu nhưng lại dị thường dũng mãnh mặt đất đã nằm mười mấy bộ thi thể tất cả đều là giới vương cường giả nơi xa là một mảnh bỏ hoang thành trì trong thành trì mấy ngàn người một mặt hoảng sợ tránh ở nơi đó một số tiên vương cảnh cường giả tay cầm binh khí đem thành trì vây quanh một mặt tức giận nhìn về phía trước chiến trường đáng tiếc căn bản không có tư cách tiến vào chiến trường tộc ta cùng các ngươi không oán không cừu các ngươi cần gì phải dồn ép không tha cái kia nửa bức thần tôn cảnh cường giả, toàn lực xuất thủ ngăn cản một người trong đó, nghiêm nghị quát nói. Hắn ngăn cản người kia, chính là một vị trí tôn cấp thiên kiêu, cái kia người khí huyết ngút trời, uy áp kinh người, khí tức bên trong mang theo mang hoang chi lực, rõ ràng là một vị yêu thú tộc cường giả. Không oán không cừu. Giết các ngươi nhân tộc, còn cần gì cừu oán A, à, hèn mọn nhân tộc, vốn là không cần phải sống tại trên thế giới. Cái kia yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu cười lạnh một tiếng, một quyền nện xuống, đâm vào lão giả kia trên binh khí một tiếng bạo hưởng tay không tiếp thần binh cái kia hiện ra bàn tay màu hoàng kim vậy mà không hư hao chút nào ngược lại là lão giả kia bị chấn động đến bỗng nhiên nhoáng một cái hắn cái bàn tay này lại là chí tôn cốt ta liều mạng với các ngươi lão giả kia bị chấn động đến khí huyết cuồn cuồng nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp điểm đốt sinh mệnh chi hỏa đến cưỡng ép tăng lên chiến lực lấy cái gì liều nam tử kia cười lạnh đại thủ mở ra trên bàn tay phù văn màu vàng lưu chuyển cùng bạo khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần phốc bỗng nhiên một đạo màu đen quang mang lóe qua máu me tung tóe cái kia tay của nam tử trưởng bị cắt xuống ngay sau đó một cái nam tử áo đen xuất hiện bắt lại bàn tay lớn kia là long trần xuất thủ màu đen chủy thủ phát động trực tiếp đem tay của người kia trưởng cắt xuống làm bàn tay kia rơi vào long trần trong tay bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn tay gấu thôi đi cái đồ chơi này chỉ sợ không ai sẽ muốn long trần gặp người kia đại thủ lại là một cái tay gấu không khỏi thất vọng trực tiếp ném vào hỗn độn không gian vốn là cái kia tay gấu vừa vừa rơi vào long trần trong tay phía trên kim quan bạo phát vậy mà muốn từ long trần tay cầm tránh thoát nhưng khi nó bị ném nhập hỗn động không gian trong nháy mắt nam tử kia phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên người hắn chí tôn chi khí trong nháy mắt biến mất đã mất đi chí tôn cốt cả người hắn trong nháy mắt biến đến uể oải lên chết mà cái kia đốt lên sinh mệnh chi hỏa lão giả một kiếm chém xuống người kia liền năng lực phản kháng đều không có liền bị một kiếm chém thành sương máu chí tôn cấp cường giả mất đi chí tôn cốt trong nháy mắt cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hàng lâm. Cái kia chí tôn cấp thiên kiêu bị đánh chết, cái khác hai vị yêu thú cường giả hoảng hốt, khí huyết bạo phát, trước tiên đào tẩu, những cái kia giới vương cường giả muốn ngăn cản, lại căn bản ngăn không được. Cái kia hai cái thần quân cảnh cường giả chạy vội mà ra, thể hiện ra bản thể, lại là hai cái lân ưng, hai cánh chấn động, đã trốn ra bên ngoài mấy vạn dặm, tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Phốc phốc, bỗng nhiên một đạo đao ảnh từ trên trời giáng xuống, chém xuống hư không, cái kia hai cái to lớn thân ảnh, bị một đao trảm thành bột phấn. Hắc làm mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Long Trần trường đao chậm rãi vào vỏ, như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lại đem tất cả mọi người giật nảy mình. Long Trần một đao kia vô thanh vô tức, xuất thủ không có dấu hiệu nào, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hết thảy đều kết thúc. Đa tạ anh hùng xuất thủ cứu giúp, ta lạc thị một mạch, vĩnh viễn cảm kích ngài đại ân đại đức. Cái kia nửa bức thần tôn cảnh lão giả đối Long Trần liền ông quyền, trên mặt tràn ngập cảm kích nói. Nếu như không phải Long Trần hắn coi như liều mạng đầu này mạng già, có thể hay không địch nổi vị kỳ chí tôn cấp cường giả, đều là một ấn số, nếu như hắn bại, phía sau hắn tất cả tộc nhân đều muốn chết thảm. Lạc thị một mạch. Long Trần vừa muốn khách khí khách khí, thế nhưng là nghe tới người kia nói ra Lạc thị một mạch, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía trên đất những người chết kia, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, một giọt máu tươi rơi vào Long Trần trong tay, Long Trần nhìn lấy cái kia máu tươi bên trong, vậy mà mang theo một vệt nhàn nhạt tử sắc khí tức, không khỏi mang trên mặt một vệt chấn kinh chi sắc. Khi thấy Long Trần bộ biểu tình này, tại chỗ các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, vùng trọng nắm chặt binh khí trong tay, lập tức biến đến khẩn trương lên. Thì liền cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi, tuy nhiên hắn cực lực biểu hiện được tự nhiên một số, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được nội tâm bối rối. Các ngươi là tử huyết nhất mạch. Long Trần nhìn lấy nửa bước thần tôn cảnh lão giả hỏi. Không tệ, lão giả kia gặp Long Trần nhận ra thân phận của bọn hắn, không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng là ngụy biện đã vô dụng, đành phải thừa nhận không cần khẩn trương, tính toán ra, ta cũng là tử huyết nhất mạch, hôm nay tính toán là đụng phải người mình. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Bất quá Long Trần nói như thế, thế nhưng là những người trước mắt này, trong mắt vẫn như cũng mang theo thật sâu đề phòng. Huyết mạch của các ngươi đã làm nhạt đến cơ hồ phải biến mất, tiếp tục như vậy, không ra ba đời, đem hoàn toàn mất đi tử huyết nhất mạch tất cả truyền thừa chi lực. Nghe ta mệnh lệnh, chỗ có thần quân cảnh đệ tử đều đứng ra. Long Trần đối với người bên trong thành nhóm nói, những người này nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút lão giả kia, lão giả kia tuy nhiên đối Long Trần tràn đầy đề phòng, mà lại từ Long Trần trên thân không cảm giác được chút nào tử huyết chi lực, nhưng là Long Trần một kích chặt đức chí tôn cấp thiên kiêu tay cầm, một kích diệt sát hai người khác, lộ ra nhẹ nhàng như vậy, nếu như hắn muốn giết bọn hắn, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Lão giả kia trầm ngâm một chút, đối những người kia gật gật đầu, sau đó theo bỏ hoang trong thành trì, đi ra hơn 300 cái thần quân cảnh đệ tử long trần theo hỗn độn không gian thiên đạo thù trên lấy ra một đống lớn thiên đạo quả phân cho bọn hắn để bọn hắn ăn hết những đệ tử này nhìn lấy trái cây cũng không dám ăn nhìn lấy lão giả kia lão giả kia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết nên không nên để những đệ tử này ăn kết quả làm long trần đem một cái trái cây đưa cho một thiếu nữ thời điểm gặp thiếu nữ trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi không khỏi đau lòng sờ lên đầu của nàng đối nàng cười một tiếng đừng sợ ca ca chỉ sẽ giúp ngươi sẽ không hại ngươi long trần cười một tiếng cực kỳ cảm nhiễm lực thiếu nữ kia nhu thuận gật đầu vậy mà không chút do dự đem trái cây ăn nàng lần ăn này đem những người khác cho giật nảy mình ông trái cây vừa mới bị ăn dưới thiếu nữ kia bỗng nhiên quanh thân khí huyết trung động trên thân vậy mà bịt kín một tầng nhàn nhạt tử khí làm cái kia tử khí vừa xuất hiện tất cả mọi người giật nảy cả mình một mặt không dám tin nhìn lấy thiếu nữ kia tử khí khôi phục là tử khí khôi phục cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả đại hỷ một mặt không dám tin nhìn lấy thiếu nữ kia long trần một mực nhìn lấy thiếu nữ kia đáng tiếc, nàng con ngươi bên trong cũng chưa từng xuất hiện tử sắc phù văn, đó chỉ có thể nói nàng tử huyết quá mức mỏng manh, liền xem như thiên đạo quả cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp nàng tới đây. Nhìn đến cô gái kia biến hóa, đệ tử khác ào ào ăn thiên đạo quả, rất nhanh nguyên một đám đệ tử tử khí quấn thân, lạc thị một mạch các cường giả, trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin, giống như đặt mình vào trong mộng. Tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, bỗng nhiên đối với Long Trần thi lễ một cái, cung cung kính kính nói. Chương 3744 Tử huyết nhất mạch đại sự. Nguồn Mê truyện audio.com. "Đừng a, à, ngài mới là tiền bối, ngươi xưng hô như vậy ta, ta thực sự không dám nhận." Long Trần chặn lại nói. "Tử huyết nhất mạch chính là hắn người nhà mẹ đẻ, mặc kệ hắn thực lực mạnh cỡ nào, tu vi cao bao nhiêu, cũng không dám tại người nhà mẹ đẻ trước mặt tự cao tự đại. Cái kia thất lễ, còn mời mượn một bước nói chuyện." Long Trần theo lão giả kia đến gần phế tích cổ thành bên trong tòa thành cổ có vài chỗ thô sơ lều vải, còn không có tới gần lều vải, Long Trần thì ngửi được nồng đậm thảo dược vị. Có người thụ thương rồi. Long Trần hỏi. Nói thật, đào vong đến bây giờ, người bị thương vô số, anh hùng còn mời dời bước một lần. Lão giả kia nói, nói chuyện, làm một cái thủ hiệu mời, ý tứ để Long Trần dời bước một cái khác lều vải. Trước thông thả, để ta xem bọn hắn thương tổn. Long Trần khoát khoát tay, cũng không khách khí, trực tiếp đi vào một cái khác lều vải tiến vào lều vải về sau, Long Trần giật nảy mình, trong trướng bồng nằm mấy ngàn người, mỗi cá nhân trên người đều có vết thương kinh khủng, trên vết thương có màu đen nước chảy ra, tản ra khó ngửi một nát khí tức. Mỗi người trên vết thương đều thoa lấy thảo dược, vết thương đại đa số đã thối rửa, thương tổn có thể thấy được xương cốt, rất nhiều người cũng đã hấp hối, chính thừa nhận thống khổ tra tấn. Minh khí, minh tộc thủ đoạn. Long Trần nhìn đến miệng vết thương của bọn hắn, không khỏi nhíu mày. Không sai, cũng là minh tộc, bọn họ bị minh tộc truy sát, một đường đào vong, Mấy chục vạn người gia tộc, bây giờ chỉ còn lại có mấy ngàn người mà thôi. Mà những thứ này, thảo dược này chỉ có thể tạm thời làm dịu nỗi thống khổ của bọn hắn, về phần bọn hắn có thể hay không chịu đựng, thì xem bọn hắn có thể hay không đem minh khí bức ra ngoài thân thể, hy vọng cực kỳ xa vời. Lão giả kia nhìn lấy thụ thương cường giả, thanh âm trầm thấp, mang theo vô tận thương cảm nói: "Hắn biết, người nơi này, có thể sống sót tỷ lệ là phi thường thấp, nhưng là đối với minh khí, bọn họ không có chống cự phương pháp, chỉ thuận theo ý trời." Tím Nhị Minh Tâm Thảo tuy nhiên đối minh khí có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng là trị ngọn không trị gốc, các ngươi thể nội tử huyết chi lực quá yếu, sau khi bị thương, tinh huyết thâm hụt, càng không có lực phản kháng, dần già, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần lắc lắc đầu nói. Lão giả kia nghe, thở dài một hơi, hắn cũng biết dạng này, bất quá lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta chỗ này có một ít đang dược, trước cho bọn hắn ăn, bảo trụ mạng của bọn hắn, để bên ngoài những cái kia ăn rồi trái cây đệ tử tiến đến, bọn họ hiện tại tử huyết trang đầy, rót vào trong cơ thể của bọn họ, giúp bọn hắn chống cự. Long Trần nói, Long Trần nói xong, lấy ra một số đan dược cho lão giả kia, lão giả kia vừa mừng vừa sợ, vội vàng bắt chuyện các đệ tử tiến đến. Long Trần thừa dịp lấy bọn hắn mớm thuốc thời khắc, tại hỗn độn không gian một khu vực bên trong, lấy ra mấy chục loại trân dược, những thứ này trân dược đều là Long Trần tại minh giới thời điểm thu thập, vẫn luôn không dùng đến, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Long Trần đem những thứ này trân dược hỗn hợp lại cùng nhau, dung nhập đan lô, trực tiếp luyện chế thành dược trấp, luyện chế dược chấp cũng không cần cái gì kỹ xảo, không cần tỉnh lại hỏa linh nhi, Long Trần chính mình liền có thể giải quyết. Làm dược chấp phối tốt, Long Trần để những đệ tử này, cho những cường giả này bôi lên tại trên vết thương, làm dược chấp rơi vào trên vết thương, trên vết thương, nhất thời chảy ra đại lượng hôi thối nước đen. Nhìn đến cái kia nước đen, chúng người vui mừng, cái này cũng thì mang ý nghĩa, minh khí bị pha loãng sau dẫn đi ra, trong lúc nhất thời, người người đối Long Trần kính như thiên nhân mấy lần bôi lên về sau, những người này sắc mặt từ đen chuyển trắng, Long Trần để bọn hắn định chỉ bôi lên, lại cho bọn hắn cho ăn hạ một lần đang dược, chờ một lúc lâu sau lại bôi lên. Ăn rồi ba lần đang dược về sau, những cường giả này thể nội minh khí diệt hết, chỉ bất quá tất cả mọi người vô cùng suy yếu, nhưng như sinh một cơn bệnh nặng. Bất quá mọi người mệnh, xem như kiếm về, vô số nhà tộc nhóm ông lấy những thứ này người bị thương vui đến phát khóc, bọn họ coi là những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh hùng đại ân đại đức, ta lạc thị một mạch, vĩnh thế không quên lạc gia lão giả kích động không thôi vậy mà đối long trần đi quỳ bái chi lễ may mắn long trần đã sớm chuẩn bị gấp vội vương tay ngăn lại tiền bối thật không cần khách khí mẫu thân của ta cũng là tử huyết nhất mạch đồng thời cũng là lạc họ người nói trắng ra là mọi người khả năng đều là người một nhà ngại khách khí như thế thực sự không dám nhận gặp long trần nói như vậy lão giả kia hỏi vậy lão hữu cả gan hỏi một chút vì sao các trong hạ thể không có một tia tử huyết ba động lão giả kia hỏi xong nhất thời cảm thấy không ổn chặn lại nói ngài đừng hiểu lầm ta không phải không tin được ngài chỉ bất qua trong lòng lại là cảm thấy vô cùng kỳ quái long trần cười nói không có gì bởi vì ta vừa sinh ra tới không bao lâu linh huyết liền bị người quất đi cái gì người nào như thế ác độc mọi người kinh hãi đây cũng quá âm độc được rồi vậy cũng là chuyện cũ không đề cập tới cũng được tóm lại các ngươi chỉ cần biết ta đối với các ngươi không có ý xấu liền tốt các ngươi còn có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói, ta không phải ba nghìn thế giới bên trong người, lần này ba nghìn thế giới mở ra, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể cùng các ngươi quá lâu. Long Trần có chút ấy nấy mà nói. Những người này đều là tử huyết nhất mạch, hơn nữa lại là lạc họ, theo lý thuyết, Long Trần cần phải giúp bọn hắn một chút, tối thiểu muốn chờ những người này hoàn toàn khôi phục lại rời đi. Nhưng là hắn là đến ba nghìn thế giới lịch luyện, dừng lại thời gian có hạn, thời gian vô cùng quý giá, nửa điểm trì hoãn không được, lớn nhất khiến Long Trần có chút tâm lo chính là, cái kia long tộc cường giả hiện tại còn vẫn luôn không có từng nói chuyện với hắn hắn cũng không biết long lân ở nơi nào đã không trông cậy được vào long tộc cường giả hắn được bản thân nhiều chạy một chút vạn nhất chính mình đụng phải đây lão giả kia nhìn long trần một hồi lâu bỗng nhiên cắn răng một cái thôi đã ngươi nói ngươi là tử huyết nhất mạch ta thì đánh cược một lần đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi đi chúng ta tử huyết nhất mạch bây giờ thu đến triệu hoáng muốn làm một kiện đại sự quan hệ này đến chúng ta tử huyết nhất mạch sinh tử tồn vong thế nhưng là chúng ta vừa vừa nhận được tin tức, thì bị minh tộc cường giả đánh lén, chúng ta cùng bọn hắn đã trải qua một trận đại chiến, đánh lui bọn họ, bỏ gia viên trốn thoát. Trên đường lại gặp mấy lần ngăn cản, chúng ta người bị thương càng ngày càng nhiều, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, lần này đi trên đường, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngươi nói ngươi cũng là tử huyết nhất mạch người, ta thì coi ngươi là tử huyết nhất mạch người, đây là chúng ta tử huyết nhất mạch tính vật, ngươi nhận lấy đi. Chúng ta tử huyết nhất mạch, khắp 3.000 thế giới, cũng có siêu cấp cường giả tồn tại, nếu như ngươi gặp rủi ro, cũng có thể tìm ta tử huyết nhất tộc giúp đỡ. Nếu như ngươi đủ cường đại, nếu có năng lực, thu đến triệu hoán, ta cũng hy vọng ngươi có thể đến đây, giúp bọn ta một chút sức lực. Nói chuyện, lão giả kia lấy ra một khối tạo hình cao cổ ngọc bội, ngọc bội là tử sắc, bản thân dường như thì có sinh mệnh ba động, bên trong có dòng máu màu tím đang chảy. Long Trần nắm ngọc bội kia, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nhìn lấy lão giả kia, Long Trần hỏi. Ngài yên tâm, chỉ cần ta làm xong việc, tấn thăng tiên vương về sau, nhất định sẽ chạy đến trợ giúp, chỉ bất quá không biết, tiền bối các ngươi muốn đi chỗ nào. Lão giả kia lắc đầu. Chúng ta cũng không biết, chúng ta bây giờ muốn đi một cái khác tử huyết bộ lạc tụ hợp, đúng, ta đưa ngươi một vật, đây cũng là ngươi vô cùng cần. Nói chuyện, lão giả kia lấy ra một trương tờ gia thú, lại là một tấm bản đồ. Chương 3745 Phát hiện mới Nguồn Mê truyện audio com ba 3.000 thế giới địa đồ Long Trần vừa mừng vừa sợ, đây chính là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất phía trên này có đánh dấu các đại tộc địa bàn cùng một số phúc địa bảo địa cấm địa hung địa chỉ bất quá chúng ta địa đồ hơi ngoáy ngó chỉ có thể làm làm tham khảo địa đồ cũng quá xa xưa chúng ta cũng không có cách nào đi sự chính càng không biết có nhiều chỗ có phải hay không đã sản sinh biến hóa tóm lại cái này bức bản đồ chỉ có thể làm làm tham khảo chúng ta không có gì có thể giúp ngươi hy vọng hắn có thể mang cho ngươi đến một chút trợ giúp lão giả kia nói ngài đây đã là đưa thang khi có tuyết bản đồ này với ta mà nói quá trọng yếu nếu không ta hiện tại thì cùng con ruồi không đầu một dạng, cũng không biết đi nơi nào tốt. Long Trần cười nói. Đúng lúc này, những cái kia thụ thương các cường giả, đã miễn cưỡng có thể đứng lên, ào ào tới cho Long Trần hành lễ, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Những người này đại bộ phận đều là giới vương cường giả, là lạc thị một mạch trung kiên lực lượng, chờ bọn hắn khôi phục về sau, cần phải có sức tự vệ nhất định. Đã bọn họ đã bắt đầu khôi phục, chúng ta có mệnh tại thân, không dám trì hoãn, chỉ có thể ở nơi này hướng ngươi đạo tạm biệt. Lão giả kia nói. Bọn họ cuốn cùng đi đường, vốn là dừng lại là bởi vì không có cách nào tiếp tục đi đường, những người này không chiếm được nghỉ ngơi, đều sẽ chết mất. Chờ một chút, Long Trần nói chuyện, lấy ra một đống thiên đạo quả, số lượng có mấy chục vạn nhiều, khi thấy những này thiên đạo quả, những thứ này lạc tộc các cường giả, đều thất kinh. Phải biết, cái quả này đối bọn hắn tới nói, quả thực là thần quả, có thể tăng lên độ đậm của huyết thống, đây quả thực là nghịch thiên năng lực. Long Trần trước đó xuất ra những cái kia trái cây, bọn họ đã đối Long Trần vô cùng cảm kích, bây giờ Long Trần lập tức lại lấy ra nhiều như vậy, bọn họ từng cái đều trong lòng cuồng loạn, như là đặt mình vào trong mộng. Những trái này các ngươi đều mang, nếu như là sắp bạo phát đại chiến, hy vọng thép tốt có thể sử dụng tại trên lưỡi đao, cho những cái kia có cần ngươi. Mặt khác, ta chỗ này còn có một số đan dược và phù triện, cũng cho các ngươi một số, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh ngoại trừ thiên đạo quả bên ngoài long trần lại cho bọn hắn một số phụ triện cùng đang dược long trần đã không thể cùng bọn họ đồng hành cũng chỉ có thể tận lực nhiều cho bọn hắn một ít gì đó những ngày kia đạo quả là long trần toàn bộ tích xúc bất quá long trần không thèm để ý hắn hiện tại muốn không phải thiên đạo quả mà chính là chí tôn quả về sau đại chiến không ngừng thiên đạo quả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều ngoại trừ mấy trăm viên thiên cấp thiên đạo quả bên ngoài long trần đem địa cấp linh cấp phàm cấp thiên đạo quả đều cho bọn hắn Đồng thời nói cho bọn hắn, loại nào trái cây tốt nhất, tốt nhất trái cây lưu cho những cái kia bản thân chiến lực thì mạnh, huyết mạch tinh thuần người, như thế có thể khiến cho bọn hắn nâng cao một bước. Lạc Thị một mạch các cường giả, cảm động đến không biết nói cái gì cho phải, Đối Long Trần Thiên ân vạn tạ về sau, mới mang theo các tộc nhân rời đi. Lạc Thị một mạch cường giả rời đi, Long Trần lặng lẽ đi theo một đoạn thời gian, phát hiện cũng không có bị người theo dõi, Long Trần mới yên lòng Long Trần nhìn một chút trụi lũi thiên đạo quả cây, mặt trên còn có lấy một khỏa tảng ra chí tôn khí tức quả thực, Long Trần sững sờ, lập tức đi tìm bị hắn ném vào hỗn độn không gian cái kia tay gấu. Kết quả phát hiện, cái kia tay gấu đã biến mất, làm sao tìm được cũng không tìm được, hỏi Lôi Linh Nhi mới biết được, cái kia tay gấu ném vào hỗn độn không gian về sau, trong nháy mắt hư thối biến mất. Chẳng lẽ chí tôn cốt không thể được thu vào hỗn độn không gian? Là, chí tôn chi khí là kết nối thiên đạo cùng người đạo cầu nối, tiến vào hỗn độn không gian, cùng thiên đạo ngăn cách cùng chủ nhân liên hệ cũng bị chém đứt cho nên thì phế bỏ long trần bừng tỉnh đại ngộ đáng tiếc thật tốt một cái chí tôn xương tay cứ như vậy phế bỏ long trần có chút đau lòng bất quá suy nghĩ một chút cái này tay gấu có vẻ như cũng không có cách nào cùng người xương cốt đụng vào nhau một người mang theo một cái sao chính mình thân thể còn lớn hơn tay cầm thật có thể chiến đấu a à. long trần đem viên kia chí tôn quả lấy xuống khi thấy cái kia chí tôn quả trên xuất hiện một cái nho nhỏ tay gấu ấn ký thời điểm long trần trong lòng cuồng loạn chẳng lẽ long trần nghĩ đến một loại khả năng có phải hay không người nào ăn trái cây này tay cầm liền sẽ lột xác thành chí tôn cốt nếu quả như thật là như vậy thiên đạo cây coi như thật quá nghịch thiên sớm biết dạng này quách nhiên cũng không cần thụ nhiều như vậy khổ đi đem cánh tay kia tiếp ở trên người không đúng khí tức không đúng tuy nhiên thiên đạo quả bên trên có chí tôn khí tức nhưng là cùng bản tôn khí tức so sánh yếu rất nhiều mà quách nhiên trực tiếp đem chí tôn tí cất ở trên người chí tôn tí lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt hẳn là quách nhiên cái chủng loại kia phương pháp, càng hơn một bậc. Long Trần cẩn thận cảm ứng chí tôn quả trên khí tức, cùng lúc trước cái kia tay gấu trên khí tức so sánh với, giảm bớt cần phải có khoảng 3 phần 10, có một bộ phận năng lượng biến mất, không biết là bị thiên đạo thụ cho hấp thu, hay là năng lượng chuyển đổi sau tiêu hao hết. Long Trần nhìn hướng thiên đạo cây, không biết vì cái gì, cảm giác khí tức của nó, tự hồ tại tiến hành một loại nào đó lặng lẽ cải biến, nhưng là cụ thể ở nơi nào, nhưng lại nói không rõ ràng. Long Trần nhìn một chút trong tay chí tôn quả, lắc lắc đầu nói, quản hắn như vậy nhiều đây, sau này long huyết quân đoàn, tất nhiên là chí tôn quân đoàn, lại xem chúng ta như thế nào hoành hành thiên hạ đi. Long Trần đem chí tôn quả thu hồi, lấy ra địa đồ, phát hiện tại trên địa đồ, hắn vẫn như cũ ở vào đất khô cằn đại địa biên giới, mà đất khô cằn đại địa hạch tâm địa phương, bị ghi chú cấm địa hai chữ, phía trên còn ghi chú thánh đang điện tiêu chí. Nói cách khác, đất khô cằn đại địa cũng là thánh đang điện trấn giữ cấm địa, không cho phép người khác tới gần. Long Trần nhìn một chút địa hình, không khỏi nhìn không được cười lên, hắn chạy ra đất khô cằn đại địa, vì hất ra địch nhân truy tung, sau đó lung tung truyền tống, vậy mà chạy ra một cái đường vòng cung, vây quanh đất khô cằn đại địa lượng quanh non nửa vòng. Bất quá cũng may mắn như thế, mới đụng phải lạc thì một mạch, trên bản đồ biểu hiện, chung quanh hoàn toàn hoang lương, có vài chỗ phế tích, không có bất kỳ cái gì sinh linh ở lại. Long Trần nghiên cứu một chút, phát hiện gần nhất nhân tộc thành trì, cách hắn nơi này cũng có gần một ngày lộ trình, hơn nữa còn phải xuyên qua một mảnh sông lớn, cái kia mảnh sông lớn chung quanh ghi chú nguy hiểm, đồng thời viết một cái chữ thú cái kia một mảnh hẳn là thú tộc bộ lạc muốn vượt qua chỉ sợ có chút khó khăn nhưng là long trần thời gian đang gấp cũng không lo được nhiều như vậy hắn nhất định phải tìm được trước một chỗ nhân tộc thành trì đáng tiếc sớm biết truyền tống phù tốt như vậy dùng ta thì nhiều muốn một chút long trần khẽ đếm trong tay truyền tống phù đã không đủ trăm tờ không khỏi có chút ảo não trước kia hắn chưa từng có dùng phù triện thói quen hiện tại mới hiểu được có phù triện là cỡ nào thuận tiện một đường chạy như bay căn bản không uổng phí nửa chút khí lực tùy thời đều có thể bảo trì đỉnh phong chiến lược đồng thời còn không dễ dàng bị người phát hiện hắn cũng không phải hạ thần dùng hết có thể chính mình khắc họa những phù triện này chỉ có thể giữ lấy khẩn cấp dùng long trần thu hồi phù triện triển khai lôi đình cánh chim hóa thành một cái to lớn lôi chuẩn hướng về thành trị phương hướng vội sông mà đi nửa ngày về sau làm long trần đi vào trên bản đồ đánh dấu bờ sông khu vực long trần thấy được vô số đám yêu thú ngay tại tập hợp long trần nhãn châu xoay động bỗng nhiên cứ như vậy thẳng tắp sông về bọn họ chương 3746. Thái Dương Hậu Duệ. Nguồn. Mê truyện audio com Một đám yêu thú cường giả, ngay tại tập hợp, một cái thần tôn cảnh cường giả, ngay tại đối đám kia tuổi trẻ đám yêu thú nói cái gì đó. Tại cái kia thần tôn cảnh cường giả sau lưng, có một cái to lớn tế đàn, trên tế đàn có một khỏa thần thạch, đang thiêu đốt hừng hực, tỏa ra lấy vô tận hỏa diễm, mênh mông tính ngưỡng chi lực, làm thiên địa biến sắc. Bọn nhỏ, cầu nguyện đi, hướng vĩ đại thái dương thần cầu nguyện nó sẽ vì các ngươi hạ xuống chúc phúc. Khi các ngươi trùng kích thú vương thời điểm, vĩ đại thái dương chi thần sẽ chiếu cố các ngươi, cho các ngươi thắp sáng đường phía trước, từ đó các ngươi không lại mê mang, không còn cô đơn nữa. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, vung tay hô to, tại hắn phía trước mấy triệu yêu thú các cường giả, cũng quỳ theo cao giọng hò hét. Trong đám người, có mấy trăm ngàn năm nhẹ cường giả, ngay tại thành kính cầu nguyện, theo lấy cầu nguyện của bọn hắn, cái kia trên tế đàn thần thạch quang mang nở rộ, đốt sáng lên toàn bộ thế giới cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, đi đầu quỳ xuống, đầu đập xuống đất, đối với tế đàn kích động hô hoáng. Vĩ đại thái dương chi thần, ngài nghe được ngài tín đồ thành kính kêu sao? Bọn họ đều là hài tử của ngài, bọn họ sắp trùng kích thú vương chi cảnh, bọn họ cần ngài chỉ dẫn, cần ngài chúc phúc, xin ngài. Ông bỗng nhiên, giữa thiên địa một vệt thần quan hạ xuống, tinh chuẩn rơi vào trên tế đàn, thông qua vô tận hỏa diễm, mọi người tự hồ nhìn đến một cái cự điểu rơi xuống. Vĩ đại thái dương chi thần, ngài vậy mà tự mình buông xuống, khi thấy cái kia con chim lớn hạ xuống tế đàn cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả kích động kêu to càng không ngừng dập đầu đệ tử khác cũng đều cùng nhiệt la lên thái dương chi thần tên đừng kích động như vậy nếu như các ngươi ưa thích ta sẽ bồi thường cho bỗng nhiên cái kia trên tế đàn truyền đến một cái trêu tức thanh âm cái kia xông vào tế đàn người không là người khác chính là long trần hắn thật xa liền thấy cái này tế đàn trên thần thạch cái này thần thạch bên trong hỏa diễm ba động đem hỗn độn không gian bên trong băng phách cùng hỏa linh nhi đều cho đánh thức nghe được Long Trần thanh âm, tại chỗ yêu thú nhất tộc các cường giả, cảm giác có chút không đúng, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn. Hôi, mà đúng lúc này, Long Trần thân thủ đem tế đàn trên, cái kia cao mấy trường hỏa diễm cự thạch thu vào, ngay sau đó toàn bộ tế đàn trong nháy mắt mờ đi. Các bằng hữu, tạm biệt, nếu như các ngươi nhớ ta, tiếp tục cầu nguyện, ta nghe được, còn sẽ tới. Long Trần đối với một mặt kinh ngạc yêu thú các cường giả, thân thiết cười một tiếng, phất phất tay, trực tiếp bóp nát một trương truyền tống phù, trong nháy mắt cả người biến mất. Long Trần biến mất, trọn vẹn qua mấy cái chớp mắt thời gian, những thứ này yêu thú nhất tộc các cường giả mới phản ứng được, tín ngưỡng của bọn họ thần thạch lại bị người tại dưới ban ngày ban mặt cho trọng đi, vậy căn bản không phải thần minh buông xuống. Rống yêu thú nhất tộc các cường giả phát ra trống giận rung trời, truy tất cả đám yêu thú sát khiến ngút trời, ao ao thể hiện ra bản thể, hướng bốn phương tám hướng dết ra ngoài. Đáng tiếc, Long Trần đã sớm liên tục sử dụng truyền tống phù, xuyên qua địa bàn của bọn nó, một đường chạy như điên long trần ca ca ngươi quá tuyệt vời làm cái kia thần thạch bị long trần ném vào hỗn độn không gian hỏa linh nhiên ngạc nhiên kêu to hóa thành hỏa diễm chi long liền muốn bắt đầu hấp thu ngọn lửa kia lực lượng của thần thạch lại bị băng phách cản lại đây là thái dương hậu duệ tín ngưỡng chi hỏa nếu như ngươi hấp thu về sau chỉ sợ sẽ là thái dương hậu duệ tử địch ngươi có thể cần nghĩ kỹ băng phách khuôn mặt nghiêm túc nói hỏa linh nhiên ngẩn ngơ trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ lúc này long trần thanh âm truyền đến cái gì Thái Dương Hậu Duệ, không phải liền là Kim Ô nhất tộc a. À? Rất đáng gầm a, à, ta liền bọn hắn người đều giết không biết bao nhiêu, vốn là cũng không phải bằng hữu, cứ việc hấp thu chính là. Thái Dương chi hỏa, cũng là Kim Ô chi hỏa hình thái cuối cùng, tại thiên hỏa thế giới, Long Trần chém giết không ít Kim Ô nhất tộc cường giả, sớm cũng không có cái gì cố kỵ. Nghe Long Trần nói như vậy, Hỏa Linh nhi nhất thời đại hỷ, ông lấy thần thạch thì mở gặm, thế nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện, nàng vậy mà không cách nào hấp thu cái này thần thạch bên trong hỏa diễm chi lực băng phách nói đây không phải phổ thông kim ô chi hỏa chính là thái dương hậu duệ chi hỏa tuy nhiên không phải chân chính thái dương chi hỏa nhưng là ẩn chứa trong đó tính ngưỡng chi lực căn bản không phải ngươi bây giờ có khả năng thôn phệ đã ngươi quyết tâm muốn thôn phệ vậy thì tốt ta dạy cho ngươi một bộ khống hỏa tâm pháp ngươi sau khi thôn phệ phân ta một chút phanh long trần còn tại một đường chạy như bay kết quả nghe tới băng phách một câu nói kia thân thể nhoáng một cái trực tiếp đem một ngọn núi đụng nát quá vô sĩ đi chúng ta nhiễm nhân quả ngươi đến ngồi mát ăn bát vàng. Long Trần không khỏi cả giận nói: "Long Trần ca ca, ngươi không nên nói như vậy, Băng Phách tỷ tỷ là người tốt, ta nguyện ý đem lực lượng của ta cho nàng." Không giống nhau Băng Phách trả lời, Hỏa Linh Nhi cướp lời nói: "Xong, xong, đứa bé này muốn bị cướp chạy, hiện tại bắt đầu hướng về ngoại nhân nói, Long Trần nhất thời tâm lý có chút cảm giác khó chịu, nhưng là đã Hỏa Linh Nhi đều nói như vậy, Long Trần cũng không có cách nào. Băng Phách truyền cho Hỏa Linh Nhi một bộ khẩu quyết, Hỏa Linh Nhi cực kỳ thông minh vừa học liền biết hai tay kết ấn về sau, đạo đạo hỏa diễm xiên xích bay ra, đem ngọn lửa kia thần thạch vây khốn. Hỏa diễm chi lực theo hỏa diễm thần trong đá dẫn xuất, tại xiên xích tụ hợp chỗ đi qua chuyển hóa, sau đó mới rót vào hỏa linh nhi thể nội. Kể từ đó, hỏa linh nhi liền có thể tránh thức hấp thu hỏa diễm lực lượng của thần thạch, để Long Trần không nghĩ tới chính là ngọn lửa này thần thạch bên trong, vậy mà ẩn chứa vô cùng hùng hậu lực lượng. Hỏa linh nhi khí tức tại điên cùng tăng vọt, không chỉ khôi phục lúc đầu lực lượng, kinh khủng hỏa diễm, dọc theo thân thể của nàng phun trào, vậy mà khống chế không nổi những cái kia hỏa diễm. Băng phách tay ngọc đặt tại hỏa linh nhi trên thân, nàng không cách nào trưởng khống lực lượng, bị băng phách hấp thu, ngược lại là một chút cũng không có lãng phí. Hai người tại một lúc lâu sau, đem tất cả hỏa diễm chi lực hút sạch, ngọn lửa kia thần thạch đã mất đi màu sắc nguyên thủy cuối cùng hóa thành bột phấn. Mà hỏa linh nhi dường như biến thành người khác, toàn thân đều là lực lượng, giơ tay nhấc chân ở giữa, kim sắc hỏa diễm bốc lên, bây giờ còn có chút không cách nào khống chế những lực lượng này. Thái Dương Chi Hỏa, Thiên Hỏa bản bài danh thứ sáu, bài danh sau băng phách cao hơn, bây giờ Hỏa Linh Nhi nắm trong tay một tia Thái Dương Chi Hỏa, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là thực lực đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà cùng Hỏa Linh Nhi nhờ, băng phách thân thể ban đầu đã bắt đầu có chút hư hóa, tự như lúc nào cũng muốn tản ra đồng dạng, bây giờ hấp thu một số Thái Dương Chi Hỏa, thân thể của nàng ngưng thật một số, sắc mặt cũng khá một tia, chỉ bất quá, khí tức của nàng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thần thạch bên trong lực lượng, Hỏa Linh Nhi hấp thu một nửa, một nửa tiết ra ngoài bị băng phách hấp thu, hỏa linh nhi như là thoát thai hoán cốt, mà đối với băng phách tới nói, xác thực hạt cát trong sa mạc, băng phách thật giống như sắp khô cạn hải dương, cần bổ sung lực lượng nhiều lắm. Hỏa linh nhi biến đến sinh long hoạt hổ lên, đối với băng phách vô cùng nhiệt tình, thật giống như gặp chị ruột của mình đồng dạng, long trần nếu như cùng băng phách có xung đột, nàng sẽ che chở vị tỷ tỷ này. Mà băng phách cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu truyền thụ hỏa linh nhi một số khống hỏa chi thuật, cùng băng phách so sánh, hỏa linh nhi khống hỏa chi thuật, thực sự quá nông cạn gặp băng phách nghiêm túc truyền thụ hỏa linh nhi tuyệt học của mình long trần trong lòng cũng dễ chịu một chút bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu nàng vẫn là đáng giá ngày thứ hai long trần rốt cục chạy tới địa độ tiêu ký thành trì long trần vừa tới cửa thành có không ít người đi theo hắn cùng một chỗ bỗng nhiên có người hướng long trần tới gần long trần bản năng hộ thể linh khí rung động đem người kia bắn ra ai u người kia bỗng nhiên kêu thảm một tiếng té ngã trên đất đột nhiên một đám sắc mặt không tốt người xông tới người giả bị đụng đây long trần châu mày ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vẹp sát cơ. Chương 3747 Chuyên hố nhân tộc Nguồn Mê truyện audio com Tiểu tử, người có ý tứ gì? Người kia vừa mới ngã xuống, thì có 10 cái tiên vương cảnh cường giả xông tới, nguyên một đám thái độ hung dữ, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Tiểu tử, đi bộ không mang theo ánh mắt A, à, đụng phải ta huynh đệ, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, bồi cái lễ, chúng ta chẳng có chuyện gì. Một cái tiên vương cảnh cường giả, quát lạnh nói mà đúng lúc này ba cái yêu thú nhất tộc cường giả đi tới bọn họ cũng vừa theo cửa thành đi qua nhìn long trần cùng mọi người liếc một chút trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng cứ như vậy hướng bên trong thành đi đến mà tại chỗ những cường giả này nhìn đến ba cái kia yêu thú tộc cường giả đi tới cũng không có làm khó bọn họ chờ bọn hắn đi qua về sau mới không kiên nhẫn nhìn về phía long trần một người cầm đầu lạnh lùng thốt nhìn cái gì vậy quỳ xuống nhận lỗi sự kiện này coi như xong chúng ta cũng không làm khó ngươi Long Trần nhìn lấy đám người này, lửa giận trong lòng càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên, thói quen này Long Trần gặp nhiều, nếu quả như thật chịu nhận lỗi, vậy liền thỏa, phía dưới khẳng định có càng nhiều hố chờ lấy đâu, miệng xin lỗi khẳng định không đủ thành ý, sau đó cần mời rượu mời cơm, sau cùng đưa lên xin lỗi lễ, bọn họ sẽ từng bước một đem ngươi ép khô. Một khi mở miệng nói xin lỗi, coi là không sao, trên thực tế hoàn toàn nhảy vào bẫy rập của bọn họ, bọn họ đây là một loại thăm dò, nếu như dựa theo bình thường quy củ, nói vài lời cứng trắng lời nói, sau đó ném cho bọn hắn ít tiền, coi như là đánh ra này ăn mày, sự kiện này cũng liền đi qua, bọn họ cũng không nhất định sẽ làm khó ngươi. Nhưng là để Long Trần lửa giận bốc lên, không phải bọn họ người giả bị đụng nhi, mà chính là bọn họ đều là nhân tộc, lại chuyên hố nhân tộc, đối mặt ba cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, liền cái rắm cũng không dám thả, nhất là ba cái kia yêu thú nhất tộc cường giả khóe môi nhếch lên cười lạnh, đối Long Trần tới nói là to lớn nhục nhã. Thế giới trật tự cần trọng kiến, mà thế giới trật tự trọng kiến, đầu tiên muốn theo nhân tộc nội bộ bắt đầu. Long Trần ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi mẹ nó nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Tranh thủ thời gian cho lão tử xin lỗi. Trước đó giả ý ngã xuống người, ỉ vào người đông thế mạnh, vọt tới Long Trần trước mặt, vù một cái về phía Long Trần cổ áo. Răng rắc, kết quả hắn tay, vừa mới dơ lên, liền bị Long Trần một phát bắt được, một tiếng rận người tiếng xương nước truyền đến, cánh tay của người nọ, bị Long Trần ôm đồng nát. À! Người kia nghĩ không ra Long Trần cũng dám động thủ, kịch liệt đau nhức toàn tâm, tiếng kêu trên liên hồi buông tay, mọi người vừa sợ vừa giận, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, bọn họ lập tức cảm giác được không ổn, giống như nhìn lầm, người này tự hộ cũng không phải là một cái dê béo. Phốc, Long Trần một chỉ điểm ra, cái kia người giả bị đụng nhi Long Trần người, bị Long Trần nhất chỉ đánh xuyên mi tâm, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phu phu, Long Trần nhẹ buông tay, thi thể của người kia, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Giết người rồi, giết người rồi, có người tại ngọn núi khổng lồ trước cửa thành giết người rồi. Những cái kia vây quanh Long Trần các cường giả kéo cuốn họng kêu to tiểu tử, ngươi dám ở trước cửa thành giết người, ngươi đây là cùng toàn bộ ngọn núi khổng lồ thành là địch, ngươi chết chắc. Phốc, ngươi cầm đầu, ngay tại kêu to, kết quả Long Trần một bàn tay đập đi, người kia bị Long Trần đập thành sương máu, phổ thông tiên vương cảnh cường giả, tại Long Trần trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Còn lại cường giả thấy thế, không khỏi kinh hãi, ào ào chạy trốn, đồng thời trong thành từng đạo khí tức cường đại dâng lên, hiển nhiên có cường giả nghe tin chạy đến. Phốc phốc phốc. Long Trần nhất chỉ một cái, từng đạo lôi đình chi tiễn bay ra, những cái kia vây quanh Long Trần Cường Giả, nguyên một đám bị đánh chết. Gia gia, chúng ta sai, cầu ngài buông tha chúng ta. Phốc phốc phốc. Đáng tiếc, Long Trần không hề bị lay động, đạo đạo lôi quang bắn ra, những người kia một cái tiếp một cái bị giết, nguyên một đám dọa đến sợ chết khiếp, nơi nào còn có trước đó phách lối bộ dáng dừng tay, lúc này bên trong thành có cường giả kêu to, bốn cái giới vương cảnh cường giả lao đến, nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, ngón tay liên tục điểm, sau cùng mấy cái chạy trốn người, cũng bị hắn toàn bộ đánh chết, mà người cuối cùng, cũng là chết tại cái kia giới vương cường giả trước người. Thật to gan, cũng dám đến ngọn núi khổng lồ thành dương oai, cho ta. Phốc. Một đạo ánh đao bay qua, vì kia giới vương cường giả bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh, còn lại ba vị giới vương cường giả đều sợ ngay người. Long Trần một đao kia nhanh như thiểm điện, lại lặng yên không một tiếng động, tự thân cũng không có bại lộ bất luận cái gì khí thế, dường như cũng là tiện tay một đao, cái kia giới vương cường giả liền bị Long Trần một đao diệt sát. Ngươi, ngươi là người phương nào? Cái kia giới vương cường giả bị giết, còn lại ba người thất kinh, gặp Long Trần gánh lấy sau bản thân còn cao đại đao chậm rãi đi tới, hoảng sợ đến bọn hắn liên tục lùi lại. Long Trần ra tay giết người, bên trong thành ngoại thành vô số cường giả kinh hãi, ào ào lui lại, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này gánh lấy đại đao, đằng đằng sát khí nam tử áo đen ta là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi những thứ này ức hiếp đồng tộc gia hỏa, thì muốn trở thành người chết. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần dùng Minh Hồng đao chém giết người kia, Minh Hồng đao đánh nát người kia nguyên thần, đọc đến trí nhớ của hắn, Long Trần biết, cái này ngọn núi khổng lồ thành từ trên xuống dưới, cũng không có cái gì người tốt. Bọn họ hiếp yếu sợ mạnh, đối tộc khác người cúi đầu không lưng, cùng chó một dạng, nhưng là đối với nhân tộc lại vinh vang đắc ý, chuyên môn lừa đồng tộc người yếu. Ba người sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, bọn họ thân hình vừa động, bỗng nhiên tiếng gió khẽ động, Long Trần cùng bọn hắn sượt qua người, ba người thân thể chấn động, không dám tin cúi đầu xuống, trơ mắt nhìn một nửa thân thể từ không trung rơi xuống. Sau đó bọn họ thì đã mất đi ý thức, nửa khúc trên thân thể cũng rơi trên mặt đất, bị Minh Hồng đao chém qua về sau, nguyên thần của bọn hắn cũng bị Minh Hồng đao diệt sát. Minh Hồng đao bản thân liền là giết chóc thần binh, chuyên môn thôn phệ người nguyên thần đến trưởng thành, bây giờ theo Long Trần một đường huyết chiến, thôn phệ vô số linh hồn, tự thân càng ngày càng cường đại, không chỉ có thể diệt sát nguyên thần, còn có thể thay thế Long Trần độc đến đối phương trí nhớ, Long Trần liền siêu hồn đều bớt đi. Hèn mọn nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết sao? Làm Long Trần vừa mới vào thành, bên trong thành truyền đến một tiếng băng lãnh gào thét, ngay sau đó một cái xương rắn roi dài, ngăn cách khoảng cách mấy ngàn dặm, theo bên trong thành vung đến, thẳng đến Long Trần mi tâm, chiêu số tinh chuẩn tàn nhẫn, mà lại xương rắn trên roi dài, vậy mà mang theo kinh khủng thần thánh uy áp. Chí tôn cấp cường giả có người kinh hô, con rắn kia xương roi dài phía trên, mang theo thần thánh chí tôn chi khí, rõ ràng là chí tôn cấp thiên kiêu xuất thủ. Ba, Long Trần không có xuất đao, mà chính là đưa tay trái ra, trong tay trái kim sắc long lân dày đặc, bắt lại con rắn kia xương roi dài, đồng thời phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Lực lượng cùng bạo, tạo thành chói tai âm bạo, chỉ thấy một vệt sóng gần từ Long Trần trong lòng bàn tay khuếch tán, làm gần sóng khuếch tán ra mấy chục trượng về sau, mới tạo thành cùng bạo kình phong gào thét mà đi, vô số người đều bị giật nảy mình không có người biết, bên trong thành lại còn có một vị trí tôn cấp cường giả, lại không người nghĩ đến, cái này hát bào nam tử, toàn thân không có phát ra bất kỳ khí tức gì, vậy mà có thế tay không nên đón thần binh một kích. lăn ra đến. Long trần một tiếng gào to, quát như sấm mùa xuân, như là sấm sét giữa trời quan vang vọng càng khôn, theo long trần đại thủ bỗng nhiên kéo một phát, thành trì rung động, từng đạo từng đạo kiến trúc vỡ nát, một thân ảnh bị long trần cứ thế mà cho túng đi ra. Chương 3748 Cường hãng hỏa Linh Nhi Nguồn mê truyện audio com âm âm một thân ảnh bị long trần cứ thế mà theo trong thành lôi ra to lớn lôi kéo lực trực tiếp đem vô số kiến trúc va sụp một thân ảnh theo trong thành bị kéo ra ngoài thân ảnh kia gầm lên giận dữ xương rắn roi dài phía trên phù văn bạo phát long trần nhưng cảm giác một cổ âm nhu chi lực truyền đến trong tay roi dài giống như sống lại như là bắt lấy cá chạch cái đuôi trần không chùn mất tay ông con rắn kia xương ro dài dĩ nhiên cũng liền như vậy từ Long Trần trong tay quốc ra, như thế âm nhu chi lực, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải. Con rắn kia xương ro dài chủ nhân rốt cục xuất hiện, đó là một cái thân thể thon dài, khuôn mặt âm trầm tóc dài nam tử, trên đầu của hắn vậy mà mọc lên hai cái sừng. Giao Long một mạch. Làm người kia xuất hiện, hắn khí huyết bạo phát, Long Trần lập tức nhận ra thân phận của người kia. Mà cái kia tóc dài nam tử, nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tham lam, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau lưng dị tượng căng ra, hắn trong nháy mắt toàn thân hiện đầy lân phiến, sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện một đầu vạn dặm giao long. Cái kia giao long vừa xuất hiện, tóc dài nam tử khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, xương rắn roi dài hất lên, vậy mà như là trường kiếm đồng dạng, đâm thẳng long trần, cái kia giao long nhất tộc nam tử trong mắt tất cả đều là vẻ cung nhiệt. Chân long tinh huyết là của ta. Long trần lạnh hừ một tiếng, Minh Hồng Đao vừa muốn giơ lên, bỗng nhiên hỏa linh nhi truyền âm nói. Long trần ca ca, người này giao cho ta. Ông bỗng nhiên long trần trước người một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện, hỏa linh nhi mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bị khủng bố nhiệt độ cao bao phủ, như rơi biển lửa. Để long trần không nghĩ tới chính là, lúc này hỏa linh nhi, vậy mà mặc lấy toàn thân áo trắng váy trắng, cùng băng phách cách ăn mặc giống như đúc. Tiểu nha đầu vừa xuất hiện, tay cầm chân hỏa kiếm, đối với xương trắng ro dài chém tới. Quanh chân hỏa kiếm thần quang bạo phát, xương trắng roi dài chấn động mạnh một cái, phía trên vậy mà bao trùm một thành hàng băng, hàng băng bao trùm roi dài cấp tốc lan tràn thẳng đến cái kia giao lông nhất tộc cường giả mà đi cái kia giao lông nhất tộc cường giả kinh hãi cánh tay liên tục vung vẩy chí tôn chi huyết bạo phát muốn đem bao trùm tại roi dài phía trên hàng băng đánh rơi xuống thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là cái kia hàng băng vậy mà dính tại xương rắn trên roi dài căn bản là không có cách vùng thoát khỏi lớn nhất lệnh hắn cảm thấy sợ hãi chính là hàng băng đang thiêu đốt hắn càng là dùng lực ngọn lửa kia thiêu đến thì vượt mạnh hắn chí tôn chi huyết vậy mà thành nhiên liệu hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hỏa diễm. Hồ mắt thấy hàng băng sắp bao trùm đến tay của hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vùng thoát khỏi roi dài, đồng thời miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc thần quang đối với hỏa linh nhi kích bắn đi. Cái kia đạo huyết sắc thần quang như là độc xà lệ lưỡi, mang theo vô tận hung lệ chi khí, nhìn đến cái kia huyết sắc thần quang, làm cho tất cả mọi người một trận tê cả da đầu, bản năng muốn chạy trốn. Tại cái kia huyết sắc thần quang bên trong, mọi người cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Giao Long chi độc. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, cho dù là hắn cũng không muốn bị cái kia đạo thần quan cho nhiễm. Giao Long cũng không phải là chân long, còn bảo lưu lấy răng độc cùng độc dịch, đó là nó bảo mệnh một trong những tuyệt chiêu, rất nhiều sao giao long sinh linh mạnh mẽ, bởi vì độc dịch nguyên nhân, bình thường không dám quá phận bức bách bọn họ. Quanh đối mặt giao long nhất tộc cường giả công kích, Hỏa Linh Nhi tay cầm chân hỏa kiếm một kiếm chém xuống, chân hỏa kiếm pháp chi trên, bao trùm một tầng băng sương, chính đâm vào hào quang màu đỏ ngầm kia phía trên một tiếng bạo hưởng giữa thiên địa nổi lên một mảnh sương máu vũ khí ở trong thiên địa bị ngọn lửa nhen nhóm hóa thành vô tận khói đen cái này sương mù có độc có người kinh hô ào ào chạy trốn hắc vụ tản mát hư không đều bị ăn mòn ra một cái động lớn một số vẫy ra độc dịch rơi trên mặt đất kiến trúc cùng đại địa đều bị ăn mòn ra nguyên một đám hang lớn long trần âm thầm kinh hãi cái này giao long nhất tộc độc dịch xác thực khủng bố vừa mới may mắn bàn tay của hắn bị long lân bao trùm nếu như hắn nắm lớn một chút tay không đón đỡ xương trắng roi dài tay cầm muốn là thụ thương trúng độc vậy thì phiền toái ba bỗng nhiên hư không bên trong một tiếng bạo hưởng đem tất cả mọi người giật nảy mình rõ ràng là hỏa linh nhi một kiếm vỡ nát thần quan thuận tay đem xương trắng roi dài đoạt lấy nàng vốn định dùng xương trắng roi dài công kích giao long nhất tộc nam tử thế nhưng là hỏa linh nhi căn bản vô dụng qua mềm binh khí bỗng nhiên hất lên xương trắng roi dài trên không trung sẽ qua một đường vòng cung tại hỏa linh nhi đỉnh đầu phát ra một tiếng bạo hưởng kém chút đem hỏa linh nhi chính mình cho rút đến dọa nàng nhảy một cái, vội vàng đem xương trắng roi dài ném cho Long Trần. Long Trần vừa mới tiếp nhận roi dài, chợt phát hiện roi dài không có hàng băng bao trùm, nó lại bắt đầu biến đến láo cá lên. Long Trần biết cái kia giao long nhất tộc cường giả, lại tại khống chế xương trắng roi dài, Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem roi dài thu nhập hỗn độn không gian. Phốc, làm xương trắng roi dài được thu vào hỗn độn không gian, cái kia giao long nhất tộc cường giả một ngụm máu tươi cùng phúng, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, con rắn kia xương roi dài chính là hắn bản mệnh thần binh một khi chặt đứt liên hệ, hắn bám vào tại xương rắn trên roi dài nguyên thần, nhất thời biến mất, tương đương với nguyên thần cứ thế mà chết mất một khối. Giao Long nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, đã mất đi bản mệnh thần binh, nguyên thần trọng thương, hắn đã bất lực tái chiến. Hèn mọn nhân tộc, ngươi cho ta chờ. Giao Long nhất tộc cường giả nổ hống, hắn bóng người hơi rung động thì muốn chạy trốn. Băng phách huyễn ảnh, hỏa linh nhi lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, theo trên thân thể nàng, vậy mà bay ra một cái bóng phốc cái bóng kia mới vừa xuất hiện đã đến cái kia giao long nhất tộc cường giả bên người một kiếm đem người kia chém thành hai đoạn hô huyễn ảnh lắc lư cùng hỏa linh nhi trọng trọng lên nhau hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu mọi người cũng cảm giác ánh mắt hoa lên thì liền long trần đều không thấy rõ hỏa linh nhi động tác phu 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 một đầu mấy ngàn dặm giao long bị hỏa linh nhi một kiếm chém thành hai đoạn thi thể rơi trên mặt đất liền nguyên thần đều bị cùng một chỗ diệt sát thi thể rơi xuống đất khơi dậy đầy trời bụi đất, vô số người một mặt hoảng sợ nhìn lấy thi thể, lại nhìn một chút Long Trần, rất nhiều người đã bắt đầu lặng yên lui lại. Hô, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, cái kia hai đoạn thi thể nổi lên giữa không trung, Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi phơi thay hoang dã. Nói xong, Long Trần một mặt chính khí đem thi thể ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, hắc thổ thôn phệ thi thể, nhất thời phóng xuất ra kinh tính mạng con người khí tức, chính như Long Trần sở liệu, thi thể của nó, là phi thường có giá trị. Ngay tại lúc đó, Long Trần Thiên Đạo thụ trên, lại kết xuất một quả trái cây màu đỏ ngòm, lại một cái chí tôn quả tới tay. Long Trần đứng trên không trung, nhìn xuống toàn bộ thành trì, nhìn đến vô số chủng tộc cường giả, trốn ở trong tối, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Dị tộc hiếp yếu sợ mạnh, nhân tộc bại loại nhóm, nhưng đều là chuột khiên thương gia đình bạo ngược, chỉ biết là đồng tộc khi dễ đồng tộc. Một khi cùng dị tộc khai chiến, các ngươi sẽ cái thứ nhất làm phản nhân tộc, ngu ngốc nhóm, các ngươi tốt nhất đừng đụng vào trong tay của ta, nếu không gặp một cái vết một cái, gặp một đám vết một nhóm. Long Trần khuôn mặt âm u mà nói. Nói xong, Long Trần đem hỏa linh nhi thu nhập hỗn độn không gian, tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, đi lên truyền tống trận. Ông, Long Trần trước mắt hình ảnh biến đổi, phóng nhãn chỗ, người đông tấp nập, bất quá không đợi Long Trần thấy rõ ràng tình huống chung quanh, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Long Trần, hôm nay ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Chương 3749, thành toàn các ngươi. nguồn: Mê truyện audio. com. Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, một vị trí tôn cấp thiên kiêu chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Long Trần không biết người này có điều hắn trên thân mênh mông ma khí có thể nhìn ra, hắn có căm thù Long Trần lý do. Đó là một vị ma tộc cường giả, chung quanh còn có vài chục cái ma tộc cường giả, trong đó có ba người là chí tôn cấp thiên kiêu, người còn lại thì là phổ thông ma tộc cường giả. Cái kia ma tộc cường giả vừa mở miệng để truyền tống trận chung quanh vô số cường giả ào ào hướng long trần nhìn tới truyền tống trận ở vào một tòa cổ thành bên ngoài thành này tên là thất tinh thành đến mức lai lịch long trần cũng không biết trên bản đồ là như thế đánh dấu thành này là một cái trung lập thành tuy nhiên thuộc về nhân tộc tất cả nhưng là các đại tộc đều có thể đến chỉ cần không tại trong thành nháo sự tuân thủ quy tắc thất tinh thành đều sẽ tiếp nhận thất tinh thành tại ba nghìn thế giới bên trong thuộc về là một cái trung đại hình thành trì bên trong thành có mấy vạn truyền tống trận thông hướng các nơi truyền tống phạm vi, cơ hồ có thể bao trùm 3.000 thế giới 1% diện tích. 1% tuy nhiên nhìn qua có chút nhỏ bé, nhưng là phải biết, 3.000 thế giới là bực nào to lớn, 1% phạm vi, bình thường thần quân cảnh cường giả, không ngừng chạy như bay, cũng cần trăm năm. Mà lại, 3.000 thế giới bên trong, vạn tộc sang sát, cấm địa, hung địa vô số, căn bản không thể vượt qua, 1% này phạm vi, đã là vô cùng khó lường. Cho nên, thất tinh thành nơi này hội tụ vô số thiên kiêu, có bản thổ cường giả, cũng có cửu thiên thiên kiêu, náo nhiệt bên trong, cũng mang theo hỗn loạn. Đối tại cửu thiên cường giả tới nói, ba nghìn thế giới là một trận ngạn năm một thổ thí luyện, mà đối ba nghìn thế giới bản thổ cường giả tới nói cũng giống như vậy. Bởi vì ba nghìn thế giới mở ra về sau, cửu thiên chi cửa mở ra, ba nghìn thế giới đem nên đón một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế giới pháp tắc tại hoàn thiện, lúc này trùng kích tiên vương cảnh, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện không còn là mộng tưởng. Mà lại, cửu thiên chi cửa mở ra, ba nghìn thế giới bên trong một số cấm địa, hung địa, bảo địa cũng sẽ giống như là núi lửa phun trào, xuất hiện dị hưởng, các loại bảo vật ào ào xuất thủ, cửu thiên cường giả khổ đợi mấy triệu năm, mà ba nghìn thế giới thiên kiêu nhóm cũng giống vậy, đều đang đợi lấy giờ khắc này đến. Thất tinh thành mặc dù chỉ là ba nghìn thế giới bên trong một cái trung đại hình thành trì, cũng không phải là siêu đại hình thành trì, nhưng là dù vậy, lúc này bản thổ cùng cửu thiên cường giả hội tụ, đang tiến hành chuyển, nghỉ ngơi, tiếp tế, tụ hợp, như vậy đại một thành trì, chỉ riêng thần quân cảnh thiên kiêu, liền đã nhiều như cái giết sang sông, nhiều vô số kể, khó gặp chí tôn cấp cường giả, ở chỗ này đã cũng không mới mẻ, vừa nắm một bó to. Long Trần bị ma tộc cường giả nhằm vào, hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, bất quá mọi người nguyên một đám thần sắc bình thản mà lại lạnh lùng, tự hồ sớm đã thành thói quen. Thật sự là buồn cười, ngươi chừng nào thì gặp ta trốn qua. Nếu như các ngươi ba cái muốn chơi chơi, ta tùy thời phụng bồi. Long Trần nhìn ba người kia liếc một chút, thản nhiên nói. Dù là đối mặt ba vị trí tôn cấp thiên kiêu, Long Trần căn bản không để trong lòng, lần trước Hỏa Linh Nhi chém giết vị kia yêu thú nhất tộc cường giả, bất quá là ngưu đao tiểu thí, Long Trần rất muốn biết, Hỏa Linh Nhi hiện tại đến cùng cường đến trình độ nào. Thất tinh thành trước, không được tư đấu, như muốn tỷ thí, đi thành Tây Sinh Tử Đài một quyết thắng thua. Long Trần vừa mới nói dứt lời, truyền tống trận bên cạnh thì có cường giả lạnh lùng thốt. Long Trần lúc này mới chú ý tới, tại truyền tống trận chung quanh lại có 10 cái người mặc chiến giáp, tay cầm thần binh thủ vệ. Khá lắm, Liên thủ vệ đều là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, Long Trần nhìn đến bốn cái lão giả, không khỏi thầm hô đại thủ bút, bất quá suy nghĩ một chút, nếu như là giới vương cường giả ở chỗ này làm thủ vệ, những thứ này mắc cao hơn đầu thiên kiêu nhóm, căn bản không để ý bọn họ. Long Trần, có dám lôi đài một trận chiến. Cái kia ma tộc cường giả nghiêm nghị quát nói, hiển nhiên, vì kia ma tộc cường giả có chút tự tin. Cái kia ma tộc cường giả một tiếng gào to, thanh âm cực lớn, dẫn đến vô số người ghé mắt thì liền một số đã tiến vào trong thành cường giả, cũng đều xoay đầu lại nhìn lấy bọn hắn, nơi này cường giả vô số, các tộc, các thế lực sinh linh đều nhìn về Long Trần, bất quá mỗi người cũng chỉ là ông lấy xem kịch vui thái độ mà thôi. Thì ngươi, vẫn là thôi đi, thời gian của ta rất quý giá. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, tuy nhiên hắn rất muốn thu mấy khỏa chí tôn thiên đạo quả, nhưng nhìn đến tại chỗ nhiều như vậy chí tôn cấp cường giả, hắn ngược lại không nóng nảy, dù sao thịt sớm muộn sẽ nát trong nồi. Sợ rồi hả? đây chính là nhân tộc chi thành, ngươi muốn đem cả nhân tộc mặt đều mất hết a? À. Long Trần không thèm để ý người kia, thẳng đến trước cửa thành đi đến, cùng ma tộc cường giả sự qua người, cái kia ma tộc cường giả cười lạnh nói. Long Trần khóe miệng hết lên, không có phản ứng người kia, tiếp tục hướng trong cửa thành đi đến, bên trong thành vô số cường giả nhìn lấy Long Trần, đều lắc đầu, cảm thấy Long Trần thật không có loại, một trận trò vui nhìn không xong rồi. Thật là vô dụng, chẳng lẽ cha ngươi mẹ ngươi sinh ngươi đi ra, cũng là để ngươi tới làm rùa đen rút đầu sao? ngay tại Long Trần đi đến trước cửa thành, bỗng nhiên một cái nhân tộc cường giả cười lạnh nói. Đó là một cái chí tôn cấp cường giả, khí tức kinh người, rất hiển nhiên, hắn đối với Long Trần không dám ứng chiến, mười phần trơ trẽn, mở miệng nói móc. Nhưng lại không biết, hắn lời vừa mới nói xong, vốn là một mặt bình tĩnh Long Trần, con người bên trong hắc khí lưu chuyển sát ý ngút trời, toàn bộ thế giới dường như lâm vào trong hầm băng. Người kia sắc mặt đại biến, trước tiên sinh ra cảm ứng, một thanh hoàng kim đại thuẫn nơi tay, cản trước người. Dừng tay thất tinh thành trước cấm đoán động thủ cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, lớn tiếng hô quát. Oanh, đáng tiếc Long Trần cũng không có nghe bọn hắn, Minh Hồng đau tự như ti chớp ra khỏi vỏ, người kia Hoàng Kim Đại Thuẫn vừa mới dựng thẳng lên, liền bị Long Trần một đao trảm ở phía trên, một tiếng vang thật lớn, cái kia Hoàng Kim Đại Thuẫn phụ văn còn không có hoàn toàn sáng lên, phòng ngự còn không có căng ra, liền bị Long Trần một đao trảm đến tứ phân ngũ liệt. Cái kia nhân tộc cường giả nửa người sụp đổ, ngay tại hắn bị chấn động đến thân thể rung lên, thần hồn run rẩy trong nháy mắt, Long Trần cùng hắn thác thân mà qua, một đao trảm gãy mất cổ họng của hắn. Một cái đầu người lăn lộn mà ra, để nhất chí tôn cấp thiên kiêu, liền tự thân lực lượng đều không phát huy ra, liền bị một kích diệt sát. Tiểu tử lớn mật, bắt lại cho ta. Cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả giận dữ, long trần ở trước cửa thành giết người, đây rõ ràng là tại khiêu chiến thất tinh thành uy nghiêm, không đem bọn hắn để vào mắt, bốn người đồng thời xuất thủ, thẳng đến long trần đánh tới. Cút cho ta, long trần minh hồng đao vung lên, thần hoàng xuất hiện, tinh hải chìm nổi, minh hồng đao trên vô tận tinh thần lưu chuyển, lực áp chư thiên quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả đồng thời rên lên một tiếng bị long trần một đau cho chém bay rớt ra ngoài trong lúc nhất thời vô số cường giả kinh hãi trước đó hướng long trần khiêu khích mấy cái kia ma tộc cường giả hoảng hốt bọn họ không nghĩ tới long trần vậy mà như thế khủng bố bọn họ chợt phát hiện long trần nhìn về phía bọn họ không khỏi sắc mặt đại biến long trần ánh mắt ẩn chứa cùng bạo sát ý đã đem bọn họ khóa chặt hô long trần bóng người biến mất tại chỗ trong nháy mắt đó Bọn họ da đầu trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng tử vong uy hiếp đem bọn hắn bao phủ. Đã các ngươi một lòng muốn chết, ta thẳng thắn thành toàn các ngươi được rồi. Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đỉnh đầu bọn họ phía trên, Minh Hồng đau như là một giải ngân hà chém xuống. Chương 3750 Băng Phách Hiển Uy Nguồn Mê Truyện Audio.com Mấy cái kia ma tộc cường giả kinh hải, Long Trần quá dũng mảnh gan dạ, căn bản không quản nơi này là địa phương nào, vừa ra tay cũng là cùng bạo tuyệt sát ba người còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ tới kịp triệu hồi ra thần binh, liền bị Long Trần một đao bao trùm. Khai thiên thức thứ ba, quanh trường đao trảm lạc tinh hà, thiên đạo vỡ ra, ba người thần binh ầm vang sụp đổ, liền người mang binh khí cùng một chỗ tiêu vong. Ông ông ông. Minh Hồng đao quanh minh bảo hưởng, dường như một tôn thượng cổ thần thú thức tỉnh, khí tức của nó càng phát ra địa cung bạo. Những cái kia vỡ nát thần binh phía trên, vô tận phù văn lại bị nó nuốt chửng lấy, nó vậy mà sử dụng những cái kia phù văn đến đề thăng chính mình một người một đau, sát ý ngút trời, long trần sắc mặt âm trầm, sát ý vô tận trong con ngươi lưu chuyển, hắn nổi giận. Tại ngọn núi khổng lồ thành là như vậy, tại thất tinh thành cũng là như vậy, nhân tộc đã triệt để đọa lạc, nhân tộc đọa lạc, là nội tâm đọa lạc, là trên tinh thần mục nát. Chủng tộc khác, đều lẫn nhau đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau, duy chỉ có nhân tộc, càng không ngừng nội đấu, càng không ngừng hại đồng tộc, đối mặt dị tộc, khúng núng nịnh bợ, đối mặt đồng tộc, vên váo tự đắc. Hắn không thể nào hiểu được, nhân tộc làm sao lại biến thành cái dạng này. Từ từ, Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tiến vào ba nghìn thế giới trước, Hạ Cô Hồng căng dặn hắn, phải cẩn thận đồng tộc. Địch nhân không đáng sợ, nhìn không thấy địch người mới có thể sợ, mà sao nhìn không thấy địch nhân, càng đáng sợ chính là, những cái kia ngươi tự nhận là có thể tín nhiệm đồng loại. Thân vị nhân tộc, nhìn đến nhân tộc bộ dáng này, Long Trần vừa sợ vừa giận, vừa đau vừa hận, nhìn đến những này nhân tộc, Long Trần tự hồ khơi gợi lên một loại nào đó xa xôi nhớ lại. Nhân tộc, ngươi muốn chết. Gầm lên giận dữ kinh thiên, cùng bạo uy áp khiến thất tinh thành trên không biến sắc thiên đạo tại oanh minh vô tận ma khí che đậy bầu trời một cái ma tộc thần tôn cảnh cường giả buông xuống long trần đánh giết nhân tộc hắn mặc kệ nhưng là ở chỗ này đánh giết ma tộc cái kia chính là đang gây hấn với ma tộc hắn vừa ra xuất hiện trong thành xuất hiện mấy vị thần tôn cảnh cường giả ma đạo bằng hữu lại bất giận bạo lực không giải quyết được vấn đề mời không để cho chúng ta khó làm đi ra thần tôn cảnh cường giả bên trong có ba cái nhân tộc cường giả bọn họ mặc sắc mặt ngưng trọng ngăn tại cái kia ma tộc cường giả trước mặt Đồng thời cũng chặn Long Trần đường lui, đem Long Trần bao vây lại. Các ngươi nhân tộc thật to gan, dám ở trước mắt bao người, Dết ta người của ma tộc, coi ta ma tộc dễ khi dễ a." À. Cái kia ma tộc thần tôn cảnh cường giả nghiêm nghị quát nói. Bằng hữu tạm thời bất giận, sự kiện này, chúng ta sẽ cho ma tộc một cái công đạo. Nhân tộc lão giả không phải thường khách khí mà nói. Làm hắn quay mặt lại, nhìn về phía Long Trần thời điểm, trên mặt khách khí biến mất, thay vào đó lại là một mảnh lạnh lùng cùng hung ác xấu ta thất tinh thành quy củ, loạn làm giết hại sự tình, ta mặc kệ ngươi ở đâu một ngày, ở đâu một giới, cũng mặc kệ sư phụ của ngươi là ai, lớn bao nhiêu bối cảnh, tiến vào ba nghìn thế giới, liền muốn thủ ba nghìn thế giới quy củ, làm sao? Không quỳ xuống đền tội, vẫn chờ ta đồng thủ A. À. Quy củ. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to. Đúng, ngươi nói rất đúng, cần phải có quy củ, bất quá, về sau cửu thiên thập địa bên trong, ta chính là quy củ. Ông, Long Trần Minh Hồng đao quanh Minh bạo hưởng, tự hồ cảm nhận được long trần sát ý vô biên minh hồng đao cũng biến thành hưng phấn lên hắn tự hồ muốn nếm thử thần tôn cảnh cường giả mùi máu tươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng vậy mà còn dám phản kháng những này nhân tộc thần tôn cảnh cường giả sầm mặt lại bọn họ không muốn ở chỗ này xuất thủ là sợ thất thủ phá hủy thành trì đại trận cái này cũng là bọn hắn ngăn cản cái kia ma tộc cường giả động thủ nguyên nhân Hồ bỗng nhiên ba người kia tộc chí tôn cấp cường giả hiện ra xếp theo hình tam giác đem long trần vây quanh đồng thời bọn họ sau đầu thần huy rung động một cổ vô hình thần uy, giống như là biển gầm, đối với Long Trần đè xuống. Kèn kẹt. Long Trần thân thể bỗng nhiên trầm xuống, thân thể cốt cách bắt đầu vang lên kèn kẹt, dưới chân đại địa phía trên, vậy mà xuất hiện mạng nhận đồng dạng vết nứt, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Thần tôn uy áp, có người kinh hô, ba người không muốn động thủ, muốn lấy thần tôn uy áp để Long Trần khuất phục, cái này uy áp bên trong ẩn chứa thần tôn cường giả vô thượng ý chí, nếu như dám phản kháng, sẽ trực tiếp nghiền nát người thân hồn. Nếu như là một cái thần tôn cảnh cường giả uy áp, thân là chí tôn thiên kiêu có lẽ còn có thể tại đối phương uy áp không có khóa định trước đó đào tẩu bây giờ ba người đồng thời thi triển uy áp chẳng khác gì là bày ra thiên la địa võng chấp cánh khó thoát long trần quanh thân không gian ngưng kết cùng bạo thần tôn ý chí tạo thành vô hình phong bạo bọn họ muốn dùng ý chí nghiền nát hắn long trần giận dữ thì liền thần tôn cảnh cường giả đều hướng ma tộc khuất phục ba nghìn thế giới nhân tộc chẳng lẽ cứ như vậy không có cốt khí a luận liệu ý chí long trần không sợ bất luận kẻ nào nhưng là luận thực lực hắn cùng ba người liều mạng, hắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Long Trần biết rõ không cần phải trêu chọc bọn hắn, nhưng là lửa giận trong lòng, căn bản khống chế không nổi, thậm chí sâu trong linh hồn đang để ý chí, cũng không cho phép hắn lui lại. Long Trần nắm chặt lấy Minh Hồng Đao, thể nội 10 vạn tám ngàn tinh thần rung động, lực lượng vô tận phun ra ngoài. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị liều chết liều mạng thời điểm, bỗng nhiên Long Trần sau lưng một bóng người xuất hiện, đó là một vị phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử, lại là băng phách xuất hiện nàng vừa xuất hiện lấy long trần làm trung tâm đại địa bị băng sương bao trùm trong nháy mắt lan tràn ra ba người kia tộc thần tôn cảnh cường giả nhìn đến băng phách sắc mặt đại biến cấp tốc lui lại đang lùi lại đồng thời bọn họ trên đầu vũ khí bốc hơi thật giống như đốt đỏ lên trên lò bị hàng băng bao trùm băng phách vừa xuất hiện tại chỗ thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi nhất là ba cái kia lấy ý chí áp bách long trần lão giả nhất thời cảm giác linh hồn một trận nhói nhói lại bị băng phách ý chí chi lực gây thương tích may mắn bọn họ thấy tình thế không ổn kịp thời lui lại, nếu không hậu quả khó mà lường được, bọn họ một mặt khiếp sợ nhìn lấy lông Trần sau lưng băng phách. Ngươi là người phương nào? Một cái thần tôn cảnh cường giả nghiêm nghị quát nói. Bọn họ không cảm giác được băng phách khí tức, nhưng lại tại trên người của nàng, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, nhìn lấy nàng, khiến người ta cảm thấy linh hồn bất an. Các ngươi không có tư cách hỏi bản tọa lai lịch, nếu như muốn chết, cứ việc xuất thủ chính là. Băng phách ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng thốt những cái kia thần tôn cảnh cường giả bị băng phách ánh mắt đảo qua cảm giác linh hồn đều muốn đông cứng trong lòng bọn họ hoảng sợ vậy mà nhìn không ra cô gái mặc áo trắng này sâu cạn băng phách giúp ta một chuyện cho ta giết chết bọn họ long trần sắc mặt âm trầm đối băng phách truyền âm nói không có khả năng ta hiện tại cực kỳ suy yếu nhiều lắm là dùng tinh thần ý chí hù dọa bọn hắn một chút nếu như bọn họ xuất thủ thì lòi tranh thủ thời gian nghỉ biện pháp rời đi ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ đừng xúc động làm chuyện điên rồ. Băng phách đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần nắm minh hồng đao, nhìn chằm chặp ba cái kia thần tôn cảnh cường giả, lại nhìn một chút những cái kia ma tộc cường giả, Long Trần sắc mặt âm trầm nói. Nhân tộc mặt, đã bị các ngươi mất hết, các ngươi đã quên đi lịch sử, quên đi cái kia huyết hải thâm cừu, đã quên mất quá khứ, chẳng khác nào phản bội. Các ngươi đã phản bội nhân tộc, ta Long Trần ở đây lập xuống lời thề, chờ ta Long Trần đăng lâm tuyệt đỉnh ngày, cũng là thanh lý phản nghịch thời điểm. Long Trần nói xong, cứ như vậy tại trước mắt bao người đi hướng cổng thành, băng phách cùng ở phía sau hắn, theo băng phách di động, trên mặt đất từng đóa từng đóa băng hoa nở rộ, hàng băng sau đó, ngọn lửa màu trắng bốc lên, khiến vô số người hoảng sợ nhượng bộ, không dám ngăn trở, mặc cho Long Trần nghênh ngang đường đi vào thành ao. Chương 3751 Dùng thực lực nói chuyện Nguồn Mê truyện audio com Tiến vào trong thành, vô số cường giả nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên dè, rốt cuộc không ai dám đối Long Trần khiêu khích đều cách Long Trần xa xa. Long Trần những nơi đi qua, mọi người tránh để, Long Trần liền phản phất một tôn ôn thần đồng dạng, không ai dám tới gần hắn. Trên thực tế, mọi người sợ không phải Long Trần, mà chính là Long Trần sau lưng băng phách, băng phách bằng vào khí tức, liền làm vô số cường giả kinh hồn bạc vía. Tuy nhiên băng phách ức vạn năm đến, không ngừng bị rút lấy bản nguyên chi lực, bây giờ đã vô cùng suy yếu, nhưng là nàng dù sao cũng là thiên hỏa bản trên bài danh thứ 8 băng phách thần diễm, là trời hỏa trung vương giả, cường thịnh thời điểm, nhất niệm có thể lật diệt thiên địa, sâu trong linh hồn cao quý đủ để áp đến chúng sinh chỉ cần không phải thần tôn cảnh cường giả ra tay với nàng không có người biết nàng hư thực đến mức những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn nàng liếc một chút long trần chinh chiến nhiều năm lần này lại hồ giả hổ uy một lần long trần sắc mặt một mực vô cùng khó coi cái kia ánh mắt tựa như lúc nào cũng muốn giết người tất cả mọi người tránh long trần xa xa băng phát xuất hiện chấn nhiếp toàn trường thì liền thần tôn cảnh cường giả cũng không dám đối long trần xuất thủ chớ nói chi là những người khác làm long trần tiến vào thất tinh thành thất tinh thành bên trong mười mấy ánh mắt đều nhìn về băng phách đây đều là thần tôn cảnh cường giả bọn họ trong ánh mắt đều tràn đầy kiên kỵ chỉ bất quá gặp long trần cũng không có quá kích động tác bọn hắn cũng đều trong bóng tối bất động tại những thứ này thần tôn cảnh cường giả bên trong những này nhân tộc cường giả thứ nhất bất an sợ long trần ở chỗ này lung tung giết người cái này muốn là đánh lên tòa thành này nhưng là phế đi bất quá để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là tuy nhiên long trần sát mặt âm trầm dọa người cũng không có làm ra khác người sự tình trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều trong bóng tối căng dặn thủ hạ đệ tử, không nên trêu chọc Long Trần. Vì cái gì tức giận như thế? Băng Phách hỏi. Nhìn lấy những người này quên đi lịch sử, quên đi cừu hận, quên đi các vị tổ tiên là làm sao chết thảm. Bây giờ lại cùng bọn này giết chết bọn hắn tổ tiên người, thông đồng làm bậy, khúng núng nịnh bợ, hận không thể quỳ xuống đất liếm dày bộ dáng, ta làm sao có thể không giận. Long Trần cắn răng nói, Long Trần một mực tin tưởng vững chắc, ban đầu ở tử viêm thiên đô nhìn đến hết thảy, đều là thật, đó là lịch sử ảnh thu nhỏ mà lại long trần tại thiên võ đại lục thì bị ma tộc huyết tộc thú tộc tà đạo nhóm thế lực áp bách cùng giết hại nhân tộc lịch sử cũng là một trận khuất nhục huyết lệ sử cho nên đối với mấy cái này chủng tộc long trần đặc biệt thống hận thế nhưng là cái thế giới này so địch nhân càng làm cho người ta thống hận cũng là phản đồ tuy nhiên nhân tộc phản đồ long trần gặp qua không ít nhưng là tiến vào ba nghìn thế giới về sau long trần đối loại này người hận ý nhất là mãnh liệt hận không thể đem những người này toàn bộ giết sạch đáng hận, hắn hiện tại năng lực có hạn, còn chưa đủ lấy địch nổi thần tôn cảnh cường giả, nếu không, Long Trần sẽ trực tiếp lật tung tòa này thất tinh thành. Cái này là các ngươi nhân tộc ưu điểm, cũng là khuyết điểm, tộc khác sẽ đem cừu hận khắc vào đầu khớp xương, khắc trong linh hồn. Mà các ngươi nhân tộc trí nhớ không cách nào bị truyền thừa, đại đa số đều cần hậu thiên đến học tập. Chỗ tốt là, các ngươi không cần gánh vác trầm trọng cừu hận đi sinh tồn, có thể để sinh hoạt qua được nhẹ lỏng một ít, như ý một số. Mà chỗ xấu chính là Tốt vết sẹo quên đâu, lịch sử không ngừng mà tái diễn, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, dường như nhân tộc vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ cái này tuần hoàn. Cái này là nhân tộc lớn nhất nhược điểm trí mạng, chỉ cần không đánh vỡ cái này tuần hoàn vòng lẫn quẩn, các ngươi nhân tộc mãi mãi cũng chỉ có thể ở vạn tộc trung hạ tầng sinh tồn. Không quản các ngươi nhân tộc đã từng cường đại cỡ nào, nhiều huy hoàng, không quản các ngươi đã từng sừng sững tại dạng gì độ cao, không đánh vỡ vòng lẫn quẩn, lại huy hoàng thời đại, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không có thể dài lâu thái cổ thời đại trận đại chiến kia về sau, nhân tộc đã triệt để xuống dốc, không chỉ đã mất đi tín ngưỡng, càng đã mất đi tôn nghiêm, hiện tại nhân tộc đã không có nhiều lòng tự trọng, người muốn tìm trở về nhân tộc tôn nghiêm, khó, vô cùng khó. Băng phách thanh âm bình tĩnh nói, khó, cũng không phải là không thể, khó có thế, vừa rồi đáng ngưỡng mộ, chỉ cần ta long trần bất tử, ta cuối cùng muốn đánh phá hiện hữu quy tắc, thành lập một cái mình muốn thế giới. Long trần chém đinh chặt xác mà nói, vì gì cố chấp như thế? Băng phách hỏi, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía băng phách, nhìn lấy con mắt của nàng nói. Nếu như chưa từng thấy qua ánh sáng, ta bản có thể nhìn thụ hắc ám, nhưng đã thấy qua, ta cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ cái thế giới này hỗn loạn. Làm toàn bộ thế giới, đều là hắc ám, như vậy ánh sáng thì là một loại tội nghiệp. Trước kia, đối mặt toàn bộ thế giới nghi vấn, ta đã từng dao động qua, vì cái gì ta cùng cái thế giới này không hợp nhau, là ta sai rồi, vẫn là cái thế giới này sai rồi. Vì thế, ta còn đã từng lâm vào nội tâm phân liệt, tiếng nhập tự mình phủ định may mắn ta gặp cung di là nạn để cho ta nội tâm triệt để kiên định nàng ban cho ta kim sắc liên hoa vì ta chiếu sáng đường phía trước ta hiện tại đã biết rõ ta không sai cái thế giới này cũng không sai đã tất cả mọi người không sai vậy liền bằng thực lực nói chuyện băng phách nhìn lấy long trần ánh mắt mỹ lệ như bảo thạch đồng dạng con ngươi lên một tia gần sóng nàng nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm không biết nàng gật đầu là tán đồng long trần thuyết pháp vẫn cảm thấy long trần can đảm lắm cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác Long Trần vào thành về sau, không ít người bởi vì sợ Long Trần mà ào ào tránh né, bất quá gặp Long Trần tuy nhiên sắc mặt âm trầm, cũng không có cố ý tìm ai phiền phức, thì dần dần yên lòng, bên trong thành dần dần khôi phục lúc đầu trật tự. Long Trần đi vào trong thành, nơi này đông như trảy hội, đã không người nào dám đối Long Trần xuất thủ, băng phách lại trở về hỗn độn không gian, nàng sợ thời gian dài, sẽ bị nhìn ra manh mối. Thất Tinh Thành là một cái đại thành, bản thổ cường giả cùng ngoại lai cường giả hướng nơi này tập trung, ở chỗ này có thể mua được rất nhiều bảo bối chỉ bất quá nơi này mua bán, đại đa số đều là lấy vật đổi vật, rất ít khi dùng tiền đến kết toán, mọi người đều chỉ dùng của mình trong tay để đó không dùng đồ vật, đem đổi lấy vật mình cần, Long Trần cũng dùng một số đan dược, đổi lấy một chút hỏa hệ linh thạch, đến giúp băng phách khôi phục, lần này băng phách ra sân, dọa lui một đống thần tôn cảnh cường giả, Long Trần tự nhiên không thể để cho nàng trắng xuất thủ, mua ít đồ bổ khuyết nàng một chút. Đáng tiếc, hỏa hệ loại bảo vật cũng không nhiều, mà Long Trần đang dược, ở chỗ này lại là khan hiếm bảo bối, rất nhiều người nhìn lấy đỏ mắt nhưng là Long Trần hiện tại ngoại trừ hỏa hệ bảo vật bên ngoài, cũng không có hắn thứ mà hắn cần, đừng người đỏ mắt cũng không có cách nào. Long Trần ở chỗ này, một lần nữa mua mấy cái bức bản đồ, cùng lạc thị tộc nhân cho Long Trần địa đồ đại khái giống nhau, bất quá, lạc thị tộc nhân địa đồ đối lập cổ lão một số, có chút đánh dấu địa phương, không đủ tinh chuẩn. Mà lại có nhiều chỗ, chủng tộc thay đổi, rất nhiều địa bàn đều đã đổi chủ, cấm địa cũng nhiều thêm rất nhiều bên trong thành còn có chuyên môn buôn bán tin tức địa phương, Long Trần bỏ ra mấy chục vạn tiên vương tin, mua một phần tối toàn tin tức, tin tức này bên trong ẩn chứa ba nghìn thế giới các đại thế lực phân bố, thực lực tình huống cường giả nhiều ít, thiên kiêu mạnh yếu chờ một chút, cứ như vậy, Long Trần đối ba nghìn thế giới bản thổ có hiểu một chút, mấy chục vạn tiên vương tin tiêu đến coi như rất đáng giá. Oanh bỗng nhiên ngoài thành một tiếng bạo hưởng, mọi người lấy làm kinh hãi, lại có người đánh nhau, người bên trong thành ào ào tuôn hướng cổng thành, Long Trần cũng vọt tới, vừa tốt nhìn đến ngỗ ngang lộn xộn mười mấy bộ thi thể, chỉ thấy một tóc dài nam tử, tay cầm trường kiếm, trên trường kiếm máu tươi vẩy xuống, hắn trong đôi mắt sát cơ phun trào, quanh thân vậy mà cuốn quanh lấy lôi đình ký hiệu. Khi thấy rõ nam tử kia, Long Trần đại hỉ. Chương 3752 Thư Tông Lý Thành Cương Nguồn Mê truyện audio com Giang lôi nhìn đến cái kia tóc dài nam tử, Long Trần kích động kêu to, người kia không là người khác, chính là long huyết quân đoàn bên trong long huyết chiến sĩ cũng là long huyết chiến sĩ bên trong số rất ít nắm giữ lôi đình thuộc tính chiến sĩ nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà gặp hắn âm âm bỗng nhiên canh giữ ở trước truyền tống trận cái kia bốn cái nửa bức thần tôn cường giả đồng thời xuất thủ thẳng hướng giang lôi long trần giận dữ thân hình thoát một cái xuất hiện tại giang lôi trước người minh hồng đao ra khỏi vỏ một đao trảm xuống quanh một tiếng nổ vang trung trời đại địa bị chém ra một đầu vạn dặm khoảng cách cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả máu tươi cùng phúng bay rất ra ngoài cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cũng là không may trước đó liền bị long trần một đao quét bay bây giờ lần nữa thổ huyết lùi lại long trần một đao sau đó trên mặt lại hiện ra một vệt vẻ kinh dị xoay đầu lại nhìn về phía một người người kia là một cái vóc người thon gầy nam tử mọc lên một trương mặt chữ quốc mày rậm mắt to một mặt chính khí băng cục đầu mũ thư sinh người mặc trường bào màu lam cổng ở sau lưng một cái thật dài thư tính nhìn kỹ hướng cái kia thư tính phía trên khắc lấy kỳ quái văn tự, tự hồ là một bộ cực kỳ cổ lão quyển sách. Người kia một thân nho sinh cách ăn mặc, nhưng là khuôn mặt uy mãnh, chính khí lẫm nhiên, cũng không có bao nhiêu dáng vẻ thư sinh, cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị. Lão đại giang lôi giết người, đối mặt bốn vị nửa bước thần tôn cường giả, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn nghĩ đến trước khi chết có thể hay không kéo một cái đệm lưng, lại không nghĩ rằng Long Trần xuất hiện, không khỏi kích động kêu to. Long Trần vỗ vỗ giang lôi bả vai, quay đầu đối cái kia nho sinh nói. Tại hạ Long Trần, Cảm tạ các hạ xuất thủ cứu ta huynh đệ. Giang Lô giật nảy cả mình, hắn tưởng rằng Long Trần cứu được hắn, không nghĩ tới vậy mà một người khác hoàn toàn. Nguyên Lai Long Trần chém ra một đao trước đó, Long Trần thanh thanh sợ sở, sở nhìn đến, ở trong hư không xuất hiện một đạo tự phù, cái kia tự phù sụp đổ, đem bốn người kia bắn ra, hắn một đao kia bổ vào không trung. Lúc ấy Long Trần giật nảy mình, cái kia tự phù nhìn qua cũng không đáng chú ý, nhưng là nổ tung thời điểm, ẩn chứa kinh thiên chi lực thì liền bốn vị nửa bước thần tôn cường giả đều không thể ngăn cản chỉ bất quá người này xuất thủ coi trọng phân tất, chỉ là muốn đem bốn người bắn ra, thì cứu Giang Lôi một mạng, kết quả, bốn người bị bắn ra trong nháy mắt, bị Long Trần đao khí gây thương tích, cho nên mới ào ào thổ huyết. Long Trần. Thế nhưng là vị kia Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng. Cái kia nho sinh lấy làm kinh hãi. Hổ thẹn, chính là tại hạ, xin hỏi tên họ đại danh. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, nghĩ không ra người này vậy mà nghe qua tên của hắn. Cái kia nho sinh lúc này mới hoàng lễ nói, Tại Hạ Lý Thành Cương, đến từ Thư Tông, gặp qua Long Trần viện trưởng. Thư Tông. Lần này đến Phiên Long Trần lấy làm kinh hải, không chỉ riêng Long Trần giật mình, thì liền những cái kia chạy tới cường giả cũng giật nảy mình, những cái kia nổi giận đùng đùng chạy tới thần tôn cảnh cường giả cũng đều ngây ngẩn cả người. Thái cổ tứ tông, cầm, kỳ, thư, họa, bốn đại truyền thừa, như thiên ngoại du long, thấy đầu không thấy đuôi, thần bí cùng cực, không người nào biết bọn họ tông môn chỗ. Thái cổ tứ tông cường giả rất ít xuất hiện chỉ có đệ tử bên ngoài du lịch tu hành, cho dù là du lịch đệ tử, cũng cực ít có người có thể đụng tới. Thái cổ tứ tông đệ tử, bên ngoài du lịch, cực ít cùng người phát sinh hiềm khích, càng sẽ không trêu chọc cái gì ân oán, cho nên có rất ít người nhìn thấy thái cổ tứ tông đệ tử xuất thủ. Tuy nhiên không có người biết thái cổ tứ tông đạo thống ở nơi nào, cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào, nhưng là không ai dám trêu chọc thái cổ tứ tông đệ tử. Thái cổ tứ tông đệ tử, trên cơ bản từ trước tới giờ không gây chuyện, nếu có người dám khó xử đệ tử của bọn hắn đều không có kết cục tốt đã từng có một ít cường đại tông môn cũng không tin tà giết cầm tông đệ tử kết quả không có ra ba ngày toàn tông hủy diệt ngàn vạn đệ tử bao quát bảy vị thần tôn cường giả toàn bộ chết tại trong tông môn lớn nhất làm cho người cảm động kinh khủng là những người này thời điểm chết không có bất kỳ cái gì vết thương phản phất là bị trong nháy mắt cướp đi sinh mệnh căn bản bất lực phản kháng thì liền thần tôn cảnh cường giả đều không có sức phản kháng lúc ấy tạo thành oanh động cực lớn tại cửu thiên thập địa địa phương khác cũng có các loại truyền thuyết tóm lại dám vì khó thái cổ tứ tông đệ tử cơ bản đều không có kết quả gì tốt cho nên làm lý thành cương báo ra lai lịch của mình về sau tất cả mọi người chấn kinh những cái kia vốn định hưng sư vấn tội thần tôn cảnh các cường giả cũng lập tức không biết như thế nào cho phải nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thư tông truyền nhân khó trách có thân thủ như thế hành ngộ hành ngộ long trần lần nữa ông quyền cảm tạ lý thành cương khẽ mỉm cười nói cùng đại danh đỉnh đỉnh lăng tiêu thư viện so ra, chúng ta thư tông không tính là gì. Sư Tôn từng nói cho Thành Cương, tại lăng tiêu thư viện bên trong, có một bộ đại danh đỉnh đỉnh cửu lê nguyên thư, nghe đồn là cửu lê tộc cường giả tự tay viết, phía trên khắc họa chính là sơ đại cửu lê văn, Thành Cương sớm muốn bái phỏng, hy vọng có thể thấy hắn hình dáng. Chỉ bất quá, cảm giác quá mức đường đột, sợ làm người chỗ không thích, một mực không có mạo mùi tiếng về. Nếu có cơ hội, Lý Thành Cương tự nhiên chuẩn bị trên lễ mọn, đến đây bái phỏng, còn mời Long Trần Viện trưởng vui lòng chỉ giáo mới là cửu lê nguyên thư long trần chính mình cũng chưa từng nghe qua bất quá lời này xuất từ lý thành cương miệng chỉ sợ hẳn là bất giả xem ra hắn đối lăng tiêu thư viện hiểu rõ vẫn là quá ít long trần khẽ mỉm cười nói nếu như lý huynh đến long trần tự nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi bất quá tiểu đệ bất quá là một phần viện viện trưởng chủ viện sự tình không tiện làm chủ bất quá lý huynh có thể tự mình đăng lâm thư viện đủ thấy thành ý ta tin tưởng viện trưởng đại nhân sẽ không để cho lý huynh thất vọng đối với thư viện sự tình, Long Trần không hiểu nhiều, cho nên, có nhiều thứ, không thể tùy tiện đáp ứng, miễn cho làm không được, đánh mặt sẽ không tốt. Tốt, có cơ hội, Thành Cương nhất định sẽ đi lăng tiêu thư viện quan sát một phen, dù là không gặp được cửu Lê Nguyên Thư, chiêm ngưỡng một chút thiên hạ đệ nhất thư viện cũng là tốt. Lý Thành Cương cười nói. Lý Thành Cương nói xong, hướng những cái kia thần tôn cảnh cường giả nói. Chư vị tiền bối, ta thư tông đệ tử không phải thích chỏ mũi vào chuyện người khác người, bất quá, những người này thực sự quá phận, nhục người không kịp phụ mẫu, cừu oán không kịp vợ con, người sống một đời, biết được kính sợ. Có ý tứ gì? Một cái thần tôn cảnh cường giả lạnh lùng thốt, cái kia thần tôn cảnh cường giả khí huyết thông thiên, sau lưng mọc lên cánh chim, rõ ràng là một vị yêu thú tộc cường giả, mà gian lôi giết những người kia, chính là yêu thú nhất tộc cường giả. Cũng là làm người không nên quá phận, đừng khinh người quá đáng. Lý Thành Cương thẳng nhiên nói, cho dù là đối mặt thần tôn cảnh cường giả, hắn mảy may không sợ nếu như ta nhất định phải khinh người quá đáng đâu cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sắc mặt âm trầm nói rất hiển nhiên yêu thú này nhất tộc cường giả cũng không hiểu rõ lắm thái cổ tứ tông hắn trêu chọc không nổi long trần nhưng lại muốn ra tay thăm dò thăm dò cái này lý thành cương mà lúc này cái khác thần tôn cảnh cường giả khuôn mặt cổ quái nhìn thoáng qua cái kia yêu thú nhất tộc cường giả bất quá bọn hắn đều không nói gì đối với thái cổ tứ tông mọi người chỉ là nghe nói đối bọn họ giải giới hạn tại truyền thuyết Đến mức Thái cổ tứ tông là có hay không như trong truyền thuyết khủng bố như vậy, không có người biết, gặp cái kia yêu thú nhất tộc cường giả muốn cân nhắc một chút người này phân lượng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nếu như ngươi nhất định phải khinh người quá đáng, ta không thể nói được, ta không thể làm gì khác hơn là theo ngươi giảng giảng đạo lý. Lý Thành Cương lạnh hừ một tiếng, trên người trường bào không gió mà bay, hắn sau lưng cái kia thư tính từ từ mở ra, ngay sau đó một cổ cổ lão mang hoang chi khí đập vào mặt. Chương 3753. Thiên Hà cửu chuyển bích ngọc trúc nguồn mê truyện audio com thư tính như họa quyển đồng dạng triển khai dài trên tiệc khắc đầy lít nha lít nhít văn tự một cổ mang hoang chi khí bức xạ ra thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc làm trưởng tịch triển khai lộ ra thư tính rõ ràng đường vân vô số người kinh hô nhận ra sách này giảng dùng cây trúc lại là trong truyền thuyết tiên chủng thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc cái kia thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc mỗi một cây cao có ba thước chiều rộng một tấc toàn thân bích ngọc mỗi một cây thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc trên đều mang chín đầu vừa mảnh vừa dài dây nghe đồng thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc cùng với những cái khác cây trúc không giống nhau khác cây trúc đều là trống rỗng mà thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc hạch tâm bộ phân sẽ sinh ra một cái tiêu xích một dạng trúc tâm cái này trúc tâm chính là thần liệu không chỉ dẻo dai cực mạnh đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm rất khó hư hao thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc cách mỗi ngàn vạn năm trúc tâm thì sẽ sinh ra một đầu dây nhỏ đó là tính mạng của nó dây cũng là tuổi của nó vòng lý thành cương thư tính trên mỗi một cây trúc mảnh đều là thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc trúc tâm, mỗi một cây trúc tâm đều có chín đầu dây nhỏ, vậy liền chứng minh, mỗi một cây trúc mảnh đều có 90 triệu năm lịch sử. 90 triệu năm thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc tâm, cái kia cơ hồ cũng là thiên nhiên giới vực, trần quý vô cùng, mà Lý Thành Cương thư tính, rộng một trường một thước, cùng sở hữu 99 căn thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc tâm sâu chuỗi mà thành. Một cái thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc trúc tâm, chỉ có 3 thước, nói cách khác, Lý Thành Cương thư tính Dùng 99 khỏa thọ linh 90 triệu năm thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc tâm, tạo ra, cơ hồ tương đương tại 99 kiện giới vực thần khí nối liền cùng nhau, giá trị kinh người. Cái kia thư tính phía trên, lít nha lít nhít khắc họa vô số văn tự, để Long Trần khiếp sợ là, thế mà toàn bộ đều là hai đời cửu Lê Tiên Văn, Long Trần chỉ có thể nhận ra trong đó mấy cái. Mà để Long Trần kinh hãi nhất chính là, mấy cái kia cửu Lê Tiên Văn bên trong, Long Trần nhận ra, trấn, dết, phong, mấy chữ. Tuy nhiên Long Trần đối minh văn chi thuật không hiểu nhiều, nhưng là Long Trần biết, tất cả minh văn chi thuật, đều là theo cửu Lê Tiên Văn trình diễn biến ra, hạ thần đã từng nói, truyền thuyết cửu lê tiên văn bản thân liền là thiên đạo phù triện là tối nguyên thủy cũng là phù hợp nhất thiên đạo phù triện là thiên địa vạn pháp hình thành hình thức ban đầu lý thành cương lấy ra thư tín ôn tồn lễ độ khí tức trong nháy mắt biến mất lại không là thư sinh yếu đuối trong đôi mắt mang theo vẻ cùng nhiệt dường như trong nháy mắt đổi một người hắn nhìn lấy cái kia yêu thú nhất tộc cường giả lạnh lùng thốt ta đã từng hỏi sư tôn vì sao muốn đọc sách sư tôn đáp đọc sách có thể minh ngộ đạo lý ta lại hỏi đã đi học vì sao còn muốn tu hành? Sư Tôn đáp. Đọc sách là vì nói với người khác đạo lý, tu hành là vì để cho người khác theo ngươi giảng đạo lý, lộng quyền ý giảng không thông lúc, hết thảy liền sẽ trở về nguyên thủy, thiên địa phản chân. Các ngươi nhân tộc não tử có bệnh, luôn nói chút khiến người ta nghe không hiểu mà nói, đến cố lộng huyền hư. Cái gì thái cổ tứ tông, tại ta trong mắt bất quá là cẩu thí, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi cái gọi là thái cổ lưu truyền xuống nhân tộc bí kỷ, mạnh bao nhiêu cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, đã đi tới Lý Thành Cương trước người. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đi vào ngoài thành, hoảng sợ đến vô số cường giả ao ao lùi lại, thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, phất tay đem hủy thiên diệt địa, làm không cẩn thận dư âm liền muốn đánh chết bọn họ. Lão quỷ, sự kiện này bởi vì ta huynh đệ mà lên, nếu như ngươi muốn chơi chơi, ta đến bội ngươi chính là, con người của ta cũng ưa thích cùng người giảng đạo lý, chỉ bất quá con người của ta không có gì học vấn, không thích dùng văn tự giảng đạo lý, ta thích dùng đao giảng đạo lý. Long Trần Đại Thủ chậm rãi đưa về sau lưng, thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, vô biên chiến ý thẳng lên mây xanh, khiến thiên đạo rung động, cùng bạo lực lượng tinh thần, trong nháy mắt đem cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một mực khóa kín. Làm Long Trần căng ra thần hoàng, phía sau lưng hơi cong trong nháy mắt, tất cả mọi người giật nảy mình, đều bị Long Trần cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần cho chấn kinh làm long trần lực lượng tinh thần khóa chặt cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thời điểm, những người khác cũng sinh ra cảm ứng, coi như không sinh ra cảm ứng, theo không gian ba động phía trên, cũng có thể nhìn ra long trần đem cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả cho khóa chặt. Lực lượng tinh thần của hắn làm sao lại khủng bố như thế? Có người kinh hô, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, một cái thần quân cảnh người tu hành, vậy mà có thể khóa chặt thần tôn cảnh cường giả, đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ nhận biết tại long trần khóa chặt cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trong nháy mắt sắc mặt hắn lập tức thay đổi hắn cũng không nghĩ tới long trần lực lượng tinh thần lại cường đại như thế lớn nhất lệnh hắn kinh sợ chính là hắn không sợ long trần mà chính là sợ băng phách hắn không biết long trần lúc nào sẽ đem băng phách triệu hoán đi ra hắn cũng không biết băng phách hư thực đối băng phách tràn đầy kiên kỵ trong lúc nhất thời bên trong thành ngoài thành lặng ngắt như tờ bọn họ nhìn xem nắm trường đao bá khí lộ ra long trần lại nhìn xem sau lưng lóe lên thư tín trong đôi mắt chiến ý ngút trời lý thành cương, vô số thiên kiêu trong lòng cuồng loạn. Thần quân cảnh thì dám vượt cấp khiêu chiến thần tôn, hơn nữa còn là vượt hai cảnh giới, có thể nói, Long Trần cùng Lý Thành Cương làm ra bọn họ chỉ có trong mộng mới dám nghĩ hành động vĩ đại. Giang Lôi đứng tại Long Trần sau lưng, nhìn lấy Long Trần bá đạo vô song bóng lưng, hắn kích động đến toàn thân phát run, nắm đấm nắm thật chặt, lão đại của hắn vẫn như cũ là cái kia vô địch lão đại. Long Trần viện trưởng, ta cơ hội xuất thủ không nhiều, ở nhà sư tôn tổng quản lấy ta để cho ta thu liễm một chút tính khí, để cho ta nhiều đọc sách, thiếu sinh khí. Nhưng là lần này tiến vào ba nghìn thế giới, lại tức sôi ruột, nhân tộc thành liếm cẩu, đối dị tộc cúi đầu không lưng, đối đồng tộc làm mưa làm gió, hãm hại lừa gạt. Ta cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ thế mà còn mắng ta, sư tôn không cho phép ta khi nhục nhỏ yếu, ta không có cách, bây giờ hiếm thấy có cái lão gia hỏa đi ra. Dạng này sư tôn thì không thể trách tội ta, có đánh hay không đến thắng không nói trước, trước hết để cho ta nhẹ nhõm lại nói, cho nên, còn mời Long Trần Viện Trưởng, không muốn cùng ta đoạt. Lý Thành Cương nhìn lấy Long Trần, không phải thường khách khí mà nói. Long Trần gặp Lý Thành Cương mười phần tự tin, không khỏi trong lòng thất kinh, xem ra cái này Lý Thành Cương xác thực cường hãn. Đã Lý Huynh có này nhã hứng, tự nhiên là muốn để cho Lý Huynh mới là. Long Trần chỗ lấy muốn xuất thủ, là bởi vì Lý Thành Cương vì gian lôi xuất thủ, Long Trần nếu như không đứng ra, thì có chút không đúng, bất quá Lý Thành Cương rất muốn cùng cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một trận chiến. Long Trần đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh giành, vì không cho cái kia yêu thú tộc cường giả đa nghi, hắn cố ý thối lui đến nơi xa, Long Trần biết, người này vô cùng kiên kỵ băng phách, hắn nhưng lại không biết, băng phách căn bản không có lực đánh một. Trần Gặp Long Trần thối lui, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, hơi an tâm, hắn đứng chắp tay, quanh thân thần quan lưu chuyển, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thành Cương nói. Đừng nói lão phu khi dễ ngươi, để ngươi xuất thủ trước, để cho ta lĩnh giáo một chút, các ngươi thái cổ tứ tông cẩu thí tuyệt học, Lý Thành Cương trước đó cùng Long Trần khách khí, phong lưu nho nhã, làm hắn quay đầu nhìn về phía yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả lúc, khí tức bỗng nhiên biến đổi. Ông bỗng nhiên hắn đại thủ mở ra, sau lưng thư tính bên trong một cái trúc thước rơi vào trong tay của hắn, trúc thước chi trên một cái ký tự sáng lên, Lý Thành Cương cả người trong nháy mắt biến mất. Ba, đúng lúc này, một cái trúc thước xuất hiện, hung hăng quất vào yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trên mặt. Cái gì? Toàn trường người không bất đại kinh. Chương 3754 Cường đại lý Thành Cương. Nguồn Mê truyện audio.com. Đây là truyền tống chi lực, không phải thân pháp. Long Trần cũng giật nảy cả mình, chỉ bất quá, Lý Thành Cương truyền tống chi pháp càng nhanh, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, sau so hạ thần thi triển phù truyền tốc độ nhanh hơn. Trúc thước không có dấu hiệu nào quất vào yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trên mặt, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mặt của người kia bị đánh nứt, huyết nhục bên ngoài lật, máu tươi vẫy ra, một kích này kém chút đem đầu của hắn cho quất phát nổ. Mọi người há to miệng đây chính là thần tôn cảnh cường giả a à, lại là yêu thú nhất tộc huyết nhục chi lực kinh khủng bực nào mặt đều bị quất sập nửa bên nếu như là nửa bước thần tôn còn không lập tức bị quất chết mọi người lúc này mới nhớ tới thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc là có thể so với giới vực thần khí bảo vật yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả dùng mặt tiếp giới vực thần khí một kích thụ thương ngược lại có thể khiến người ta hiểu hô trúc thức tác bay yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả lý thành cương thân hình mới chậm rãi xuất hiện hắn mới vừa xuất hiện chân đạp hư không tay cầm trúc thước giống như một đạo ti chấp phóng tới yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trúc thước như kiếm phá không mà đến trực chỉ mi tâm của hắn cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả bị quất đến thất điên bát đảo không đợi hoàn toàn khôi phục lý thành cương lại một kích đâm tới hắn căn bản không dám ngăn cản chật vật hướng bên cạnh lăng một vòng suy trúc thước phía trên vậy mà kích xạ ra một vệt thần quan giống như kiếm khí dán vào yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả bên người bay qua đem bờ vai của hắn cắt ra một đầu vết máu đạo kiếm khí kia như thế không suy thẳng đến cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sau lưng thất tinh thành kích bắn đi quanh một tiếng vang thật lớn một cái nhân tộc thần tôn cảnh cường giả xuất thủ đem đạo kiếm khí kia đập nát lực lượng khổng lồ để không gian bạo phát ra đạo đạo gần sống lý thành cương cái này một đạo kiếm khí là phi thường khủng bố lớn nhất mọi người hoảng sợ là cái kia nhân tộc cường giả trên bàn tay vậy mà xuất hiện vết máu lại là bị đạo kiếm khí kia gây thương tích tuy nhiên cái này nhân tộc thần tôn cảnh cường giả cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng là Lý Thành cương một kiếm kia mục tiêu là yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, đồng thời ở trên người hắn lưu lại một vết thương, khí tức tiết ra ngoài, xông ra như vậy khoảng cách xa, theo lý thuyết lực lượng đã trên diện rộng cắt giảm mới đúng. Có thể là thì là ti kiếm khí như vậy, lại thương tổn tới vị kia nhân tộc thần tôn cảnh cường giả tay cầm, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là đã khiến vô số người cảm thấy chấn kinh. Pháp tắc chi lực Long Trần Đồng Tử hơi hơi có rụt lại, nhìn ra Lý Thành Cương đạo kiếm khí này manh mối, Lý Thành Cương kiếm khí cũng không vì không gian kéo dài mà biến yếu, đây là không phù hợp lẽ thường một kích, chỉ có pháp tắc lực lượng mới có thể làm được. Đáng tiếc Long Trần đối với hai đời cửu Lê Tiên Văn, nhận biết mới không đến 10 cái, Lý Thành Cương trúc thước trên cửu Lê Tiên Văn không biết cái nào, căn bản xem không hiểu công kích của hắn. Suy suy suy. Lý Thành Cương tay cầm trúc thước xem như trường kiếm, liên tục đánh chém, kiếm khí tung hoành, đem đại địa đánh xuyên, làm cho yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả liên tục lùi lại, không ngừng nổ hống. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, rốt cục bắt được một cơ hội, gào thét một tiếng, lân phiến bao trùm toàn thân, một quyền đánh nát lý thành cương kiếm khí. Trước đó yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả quá vô lễ, căn bản không có đem lý thành cương để vào mắt, đều không có tiến vào trạng thái, liền bị lý thành cương liên tục công kích, đẩy vào tử vong tuyệt cảnh, kém chút bị trực tiếp xử lý, bây giờ rốt cục nắm lấy cơ hội triệu hoán ra lân giáp khí huyết bạo phát đồng thời sau lưng sinh ra một đôi cánh chim cánh chim rung lên một quyền đánh ra âm âm một quyền kinh thiên trấn áp vạn đạo thuộc về thần tôn cảnh cường giả khí tức rốt cục không giữ lại chút nào bạo phát quanh lý thành cương trút thước mảnh liệt cảm một tiếng vang thật lớn lý thành cương gậy trút trong tay chỗ ngoặt thành công lý thành cương bị một quyền đánh bay đi chết đi tiêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một quyền đánh bay lý thành cương lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh chấn trời cao, sau lưng một đạo vạn dặm hư ảnh hiện lên, tại hư ảnh bên trong, xuất hiện một cái quái xà. Sáu cánh đằng xà, có người kinh hô, rốt cục nhận ra yêu thú này nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thân phận, bản thể của hắn lại là sáu cánh đằng xà. Làm sáu cánh đằng xà dị tượng xuất hiện, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả khí huyết, như là lửa như núi bị nhen lửa, lực lượng cùng bạo khiến cửu thiên biến sắc gào thét cương phong gợi lên không gian phát ra chói tai âm bạo dường như cái thế giới này đều muốn bị hắn cho no bạo đây chính là thần tôn cảnh cường giả lực lượng A, quá kinh khủng. Mọi người nhìn lấy thiên địa dị tượng, bật hết hỏa lực yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, quả thực cũng là không có thể ngăn cản thiên thần, ở trước mặt hắn, thần quân cảnh đệ tử thật giống như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Long trần trong lòng cuồng loạn, thần tôn cảnh cường giả lực lượng, so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn, chỉ là cái này cùng bạo uy áp, cũng đủ để cho người chung bước. Ông bật hết hỏa lực yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, sau lưng cánh chim rung động, mang theo vô tận thần uy nhào về phía Lý Thành Cương, hiển nhiên hắn lúc này đã phẫn nộ, không muốn thăm dò Lý Thành Cương thủ đoạn, chỉ muốn nhanh chóng xử lý Lý Thành Cương. Long Trần đã cầm thật chặt Minh Hồng đao, khí tức trong bóng tối lưu chuyển, nếu như Lý Thành Cương xảy ra ngoài ý muốn, hắn nhất định phải xuất thủ cứu giúp, dù sao hắn xuất thủ cứu sang sông lôi, Long Trần thiếu một món nợ ân tình của hắn. Ông đối mặt bậc hết hỏa lực yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, Lý Thành Cương lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay trúc thước ném một cái, hai tay hợp lại, sau lưng thư tính tản mát ra, 99 thanh trúc thước phát sáng, phía trên văn tự sáng lên, hợp thành một cái tấm trắng. Oanh, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một quyền, nện ở trúc thuẫn phía trên, đại đạo phù văn vỡ ra, vạn đạo oanh minh, vô tận văn tự toái phiến trên không trung bay múa, lực lượng khổng lồ, khiến toàn bộ thế giới rung động. Cản. Chặn. Mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem trúc thuẫn phía sau Lý Thành Cương, miệng há lớn, trong mắt tất cả đều là không dám tin, Lý Thành Cương vậy mà chẳng yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Ông ông ông. Trúc Thuẫn bị đánh tan, 99 căn trúc thước bay rớt ra ngoài, rơi vào đại địa phía trên, tại Lý Thành Cương chung quanh, tạo thành một cái trúc chế hàng rào. Lúc này trúc thước phía trên trống rỗng, vốn là phía trên khắc họa văn tự vậy mà biến mất, nhưng là theo hư không bên trong vô số văn tự toái phiến bay múa, cuối cùng lại rơi vào trúc thước phía trên, những cái kia văn tự xuất hiện lần nữa. Ngươi cũng tiếp ta một nhận. Lý Thành Cương một tiếng gào to, hai tay kết ấn, 99 thanh trúc thước trung động, tạo thành một thanh khổng lồ mũi tên, thẳng tắp đối với yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả phóng đi. Ông, trúc thước phía trên tất cả văn tự bắt đầu thiêu đốt, bộc phát ra kinh thiên khí tức, trong nháy mắt đó, thiên địa phản phất đã mất đi thanh âm. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đứng mũi chịu sào, biến sắc, gầm lên giận dữ, hai tay đón đỡ ở trước ngực, sau lưng hai cánh, đem thân thể chăm chú bao khỏa. Quanh thần quang nở rộ, phù văn xen lẫn, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả cánh ầm vang sụp đổ, cả người một ngụm máu tươi cùng bắn ra, té bay ra ngoài, mùi khét tràn ngập trong không khí. Hô bay múa đầy trời trúc thước hội tụ vào một chỗ, lại khôi phục thư tính bộ dáng, cuốn thành thùng trang, bị vác tại Lý Thành Cương sau lưng. Lúc này Lý Thành Cương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đối Long Trần thi lễ một cái. Long Trần viện trưởng, sau này còn gặp lại. Muốn đi? Đi chết đi. Đúng lúc này, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trống giận đánh tới, một trương thôn thiên miệng lớn, đối với Lý Thành Cương táp tới. Chương 3755. Hắn lây ta. Nguồn Mê truyện audio. Com. Quanh to lớn miệng rắn, vỡ nát đại địa, đem đại địa khai ra một cái vạn dặm hố to, nhưng là mọi người thanh thanh sở sở nhìn đến, Lý Thành Cương cười lạnh một tiếng, trên hai tay các xuất hiện một đạo tự phù, hai chữ phù hợp lại, cả người trong nháy mắt biến mất. Thoát yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả hóa thân che trời đằng xa, miệng rộng mở ra, đem trong miệng buồn các phun ra, công kích của hắn vẫn là chậm một bước, để Lý Thành Cương trốn mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sau lưng sáu mảnh cánh chim đã vỡ nát, máu me đầm đìa, hiển nhiên Lý Thành Cương một kích, để hắn phụ lên không nhẹ thương tổn. Sáu cánh đằng xà sau lưng lục đạo cánh chim, chính là thân thể của hắn trọng yếu bộ phận, rất nhiều thần thông cần dựa vào lục đạo cánh chim đến thi triển, trọng yếu như vậy bộ phận, tất nhiên là cực kỳ cường đại. Nhưng chính là cường đại như vậy bộ phận, lại bị Lý Thành Cương cho vỡ nát, có thể thấy được Lý Thành Cương chiến lực là khủng bố cỡ nào. Khó trách nói thái cổ tứ tông, đều là cao cao tại thượng, không chọc nổi tồn tại, truyền ngôn quả nhiên không giả. Gặp Lý Thành Cương cùng yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đối chiến, mặc dù chỉ là rải rác mấy chiêu, nhưng là đã đầy đủ chấn hám nhân tâm. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, bởi vì đại ý, kém chút bị Lý Thành Cương đánh giết, mà tại yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả tiến vào trạng thái bật hết hỏa lực phía dưới, Lý Thành Cương phòng một chiêu, công một chiêu, cho người ta lưu lại rung động đánh vào thị giác. Tuy nhiên một phòng một công, Lý Thành Cương đã tiến nhập nỏ mạnh hết đà, không thể không đào tẩu nhưng là không thể không nói lý thành cương đối mặt thần tôn cảnh cường giả xác thực có lực đánh một trận mọi người nhìn về phía xa xa long trần bọn họ bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ nếu như long trần cùng lý thành cương liên thủ có lẽ thật có đánh bại yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả khả năng lý thành cương là cường hãn nhưng là tại bậc hết hỏa lực thần tôn cảnh cường giả trước mặt còn chưa đủ nhìn mọi người thấy được lý thành cương cường đại đồng thời cũng nhìn thấy thần tôn cảnh cường giả cái kia hủy thiên diệt địa tuyệt đối lực lượng hô yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, thu hồi bản thể, hóa thành hình người, hắn lúc này máu me khắp người, vô cùng chật vật. Hắn bỗng nhiên ánh mắt hung ác nhìn về phía Long Trần, Long Trần cũng nhìn lấy hắn, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Làm sao? Muốn đem lửa rơi tại trên người của ta? Nếu như ngươi một lòng muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Hiện tại loại trạng thái này ngươi, ta bằng thực lực bản thân, có bảy thành nắm chắc có thể đem ngươi xử lý, có muốn thử một chút hay không nhìn yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sáu mảnh cánh chim đều vỡ nát, hắn một lát không cách nào khôi phục, hắn lực lượng bây giờ, nhiều nhất chỉ có đỉnh phong thời điểm bảy thành, thậm chí thấp hơn. Chỉ bất quá, Long Trần cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, Lý Thành Cương là cùng thời kỳ toàn thịnh hắn đối chiến, hắn không muốn kiếm cái này tiện nghi. Long Trần vừa nói sau, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trong lòng rung lên, lý trí chiến thắng lửa giận. Hắn hiện tại, nếu như cùng Long Trần đối chiến, đánh thua mất mặt, đánh thắng cũng không dám giết Long Trần, Hắn sợ trêu chọc ra băng phách, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, quay trở về trong thành. Long Trần sắc mặt lạnh nhạt, hết thảy đều trong dự liệu, mang theo Giang Lôi Tiếng vào thành trì, bởi vì lý thành cương mà đưa tới phong ba, chậm rãi lắng lại. Long Trần cùng Giang Lôi Tiếng vào trong thành, Long Trần muốn vì Giang Lôi làm một thanh ra giáng binh khí, nhưng là Lôi hệ binh khí quá ít, rất khó mua được. Bỗng nhiên Long Trần nhìn đến xa xa một đám người đi tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, liền hướng đám người kia đi đến. Đám người này có bảy cái cường giả, một người cầm đầu chính là một vị trí tôn thiên kiêu, quanh thân có lôi đình ký hiệu cuốn quanh, lại là một vị hiếm thấy lôi tu, hắn khí huyết kinh người, chính là một vị yêu thú nhất tộc cường giả. Vị này yêu thú nhất tộc cường giả, tự hồ mới vừa tới đến thành trì, trên mặt mang cao ngạo lạnh lùng, dùng lỗ mũi đánh giá người chung quanh. Long Trần cùng Giang Lôi đi tới, vừa tốt cùng bọn hắn đi một cái đỉnh đầu đụng. Lăng đi, cái kia chí tôn cấp thiên kiêu không cần suy nghĩ, trực tiếp thô bạo đẩy Long Trần. Ba, Long Trần một cái tác mạnh tác tại trên mặt của hắn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở Long Tam gia trước mặt phách lối. Đám người kia cũng là không có mắt, thế mà không có chú ý tới, Long Trần những nơi đi qua, tất cả mọi người ào ào né tránh. Bọn họ còn tưởng rằng, những người này né tránh, là sợ tại bọn hắn yêu thú nhất tộc thần uy, Long Trần một bàn tay đem người kia quất lật, dẫn đến vô số người kinh hô, bọn họ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại trong thành đồng thủ, cái này không chỉ là đánh người, cũng là tại đánh thành chủ mặt A, à, nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người trong mắt đều lội ra tới phốc long trần vừa mới đem người kia một bàn tay đập lật long trần bên cạnh giang lôi một kiếm chém ra trực tiếp đem đầu người nọ sọ cho chém xuống người kia thi thể chỗ khác biệt linh hồn ba động trong nháy mắt biến mất vậy mà liền dạng này bị giết tại thất tinh thành bên trong đường hoàng bị giết vô số người dọa đến tứ tán chạy trốn bởi vì bọn hắn biết đến đón lấy chỉ sợ muốn phát sinh cái gì long trần người khinh người quá đáng yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả xuất hiện lần nữa hắn sát khí đằng đằng trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa Tuy nhiên hắn cùng người này không thân chẳng quen, nhưng là Long Trần ở chỗ này giết yêu thú nhất tộc người, rõ ràng là tại khiêu chiến tranh giới cuối cùng của hắn. Long Trần, ngươi tại sao muốn bên đường giết người? Mấy vị kia nhân tộc cường giả cũng tức đến xanh mét cả mặt mày, ngươi muốn giết người, ra khỏi thành đi giết a, à? ở chỗ này giết người, không phải đánh mặt của chúng ta a, à? hắn lây ta. Long Trần chỉ cổ thi thể kia, một mặt vô tội nói, ngươi. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả tức giận đến mặt đều tím, đây chính là ngươi giết người lý do a. À? Long Trần cười lạnh. Giết ngươi cần đòi lý do a, à, đối với nhân tộc phát động bao nhiêu lần chiến tranh, phát động bao nhiêu lần cướp bóc, tru diệt bao nhiêu sinh mệnh, các ngươi cho ra lý do a, à, ta đều cho ra lý do, ngươi còn muốn được đà lấn tới. Tính sao? Không phục đi ra đơn đấu a, à, hiện tại ngươi vì khôi phục cánh, khí huyết chi lực thấp đến cực hạn, liền bình thường ngũ thành lực đều không sử dụng ra được, ta giết ngươi cũng không phí cái gì lực khí, muốn không chúng ta thử nhìn một chút. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, hắn lúc này chính như Long Trần nói, hắn hao phí đại lượng khí huyết, tới sự phục cánh, lúc này đang ở vào một cái cực kỳ lúng túng tình trạng, lúc này cùng Long Trần xuất thủ, hắn thật không có một chút chắc chắn nào, chớ nói chi là Long Trần bên người còn ẩn tàng một cái băng phách. Các ngươi nhân tộc, đây là muốn hướng ta yêu thú nhất tộc tuyên chiến A. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, nhìn về phía mấy nhân tộc kia thần tôn cảnh cường giả. Mấy nhân tộc kia thần tôn cảnh cường giả trong lòng thầm mắng, ngươi mẹ nó không dám đối phó Long Trần, lại bắt chúng ta làm người xấu sự kiện này thuộc về các ngươi tư nhân ở giữa ân oán phân tranh, cùng ta thất tinh thành không quan hệ. Một cái nhân tộc cường giả lắc đầu nói, từ khi Lý Thành Cương nói ra Long Trần là lăng tiêu thư viện viện trưởng về sau, bọn họ đối Long Trần cũng cực kỳ kiên kỵ, tùy tiện không nguyện ý treo chọc hắn. Ngươi, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sắc mặt khó coi, lúc này hắn đang ở vào hư nhược kỳ, lại không thể trở mặt, tức giận đến muốn thổ huyết. Long Trần đối Giang Lôi nháy mắt, Giang Lôi nhất thời hiểu ý, đi đến thi thể kia trước mặt, bái nói, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ta không thể để cho ngươi phơi thay đầu đường, ta sẽ tìm chỗ tốt đưa ngươi an táng. Nói xong, Giang Lôi ngay tại trước mắt bao người, đem thi thể của người kia, tính cả trên lưng hắn lóe ra lôi quan trường kiếm, thoải mái thu vào. Nhìn đến đây, vô số người một mặt minh ngộ chi sắc, cảm tình Long Trần là nhìn trúng binh khí của hắn, trực tiếp đem người đập chết. Ngươi! Ngươi chờ! Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, mặt vặn vẹo cùng đúng quần một dạng, lại lại không thể làm gì, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, chuyện này với hắn cùng toàn bộ yêu thú nhất tộc tới nói, quả thực là vô cùng lớn khuất nhục. Đi thôi. Long Trần không thèm để ý hắn, mang theo gian lôi, đi đến trong thành truyền tống trận, gặp Long Trần muốn rời khỏi, những này nhân tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi, cuối cùng đem tên ôn thần này cho đưa đi, liền truyền tống phí dụng đều không thu, hỏi rõ Long Trần chỗ cần đến, trực tiếp đem Long Trần đưa đi. Làm Long Trần cùng gian lôi bóng người vừa vừa biến mất, bỗng nhiên hư không bên trên vô tận thần quan bao phủ, đem trọn cái thất tinh thành phong tỏa, tại chỗ cường giả không bất đại kinh. Chương 3756 Bi thảm gian lôi Nguồn Mê truyện audio com Âm âm Hỏa diễm che trời, bao phủ toàn bộ thế giới, thiên địa trong nháy mắt thành một mảnh hỏa diễm nhà tù. Thần thánh phương nào, buông xuống ta thất tinh thành. Nhân tộc một vị thần tôn cảnh cường giả cao giọng quát nói. Thất tinh thành bị phong kín, người người dọa đến mặt như màu đất, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tràn diện, cái kia kinh khủng phong tỏa quy mô, thì liền thần tôn cảnh cường giả cũng đều tâm kinh đảm hàng thánh đang điện đuổi bắt tội phạm truy nã long trần tất cả mọi người đừng lộn xộn nếu không giết chết bất luận tội hư không bên trên một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến vô tận trong ngọn lửa vô số tay cầm xiềng xích cường giả trên hư không vừa đi vừa về bôn tẩu tự hồ còn tại gia cố đại trận những thân ảnh kia bên trong lại có mấy vị thần tôn cảnh cường giả nghe tới long trần tên vô số người hít một hơi lãnh khí cái này long trần đến cùng là lai lịch gì làm sao chọc tới đại danh đỉnh đỉnh thánh đan điện, lại xuất động nhiều cường giả như vậy tới bắt hắn. Xin lỗi, nói cho ngài một cái bất hạnh tin tức, ngay tại mấy cái hô hấp trước, Long Trần đã rời đi thất tinh thành. Thành bên trong nhân tộc thần tôn cảnh cường giả có chút thấp thỏm nói, cái gì? Oanh, Long Trần tay cầm màu đen chủy thủ, đánh xuyên hư không, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng gian lôi theo hư không bên trong bắn ra, như là hai cái sao băng, hung hăng đâm vào một chỗ trên vách núi, vách núi bị đụng xuyên, gian lôi một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Long Trần đem giang lôi từ dưới đất kéo lên, giang lôi xóa đi vết máu ở khóe miệng, không hiểu nói: Lão đại, truyền tống được thật tốt, tại sao muốn kết thúc truyền tống a? Nguyên lai hai người còn tại truyền tống bên trong, Long Trần bỗng nhiên đánh xuyên truyền tống thông đạo, phải biết, đây chính là vô cùng nguy hiểm, vạn nhất quyển nhập không gian loạn lưu, hai người không biết muốn bị truyền đưa đi nơi nào. Đằng sau có con rùi truy ta, nếu như chúng ta ấn lúc đầu truyền tống, đoán chừng không giống nhau ra khỏi thành, liền bị vây quanh. Long Trần nói, tại Thánh Đan Điện Cường Giả buông xuống trước đó, bằng phách thì đối Long Trần phát ra cảnh cáo, khi đó Thánh Đan Điện Cường Giả đã lặng lẽ xuất hiện, nhanh chóng bố trí thiên la địa võng, Long Trần thừa dịp bọn họ phong tỏa trước đó, liền truyền tống đi. Đánh gãy truyền tống, một mặt là sợ chỗ cần đến đã có Thánh Đan Điện Cường Giả đang chờ đợi bọn họ, một mặt khác lại sợ bọn hắn tại trên truyền tống trận làm tay chân, vạn nhất tại bọn họ truyền tống nửa đường cưỡng ép cải biến truyền tống phương hướng, vậy liền xong đời. Long Trần lấy ra địa đồ, nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này khoảng cách thất tinh thành, tối thiểu có hơn 10 ngày lộ trình, tạm thời là an toàn. Long Trần lúc này mới hỏi Giang Lôi tình huống, nguyên lai Giang Lôi phi thăng tiên giới, thê thảm nhất, trực tiếp rơi xuống trên chiến trường, lúc ấy nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc huyết chiến, nhân tộc cơ hồ bị giết sạch, Giang Lôi một người một kiếm, cứ thế mà theo yêu thú đại quân bên trong, giết ra một con đường máu trốn thoát. Giết sau khi ra ngoài, trường kiếm chỉ còn lại có một nửa, máu me khắp người, thật vất vả gặp phải một chỗ nhân tộc thành trì, đuổi tới thành trì về sau, coi là được cứu, lại hôn mê đi. Chờ hắn tỉnh lại, mới phát hiện quanh thân bị buộc khóa ổ khóa lại, vậy mà thành nô lệ, bị bán cho yêu thú nhất tộc. Nguyên lai cái kia thành trì, chỗ lấy có thể bảo lưu lại đến, là bởi vì nơi đó nhân tộc đã hướng yêu thú nhất tộc làm phản, vì nịnh nọt yêu thú nhất tộc, liền đem Giang Lôi đưa cho yêu thú nhất tộc. Giang Lôi tại yêu thú nhất tộc làm nô dịch, trên thân treo các loại hình cụ lao động, cả ngày tiếp nhận các loại khuất nhục, nếu như không phải phi thăng tiên giới thời điểm, một cái thanh âm thần bí nói cho hắn biết tất cả mọi người còn sống, hắn đem cùng mọi người đoàn tụ làm thành mục tiêu hắn đã sớm sống không nổi nữa. Đang bị yêu thú nô dịch trong lúc đó, Giang Lôi hết thảy chạy trốn ba lần, hai lần trước bị bắt trở lại, kém chút bị đánh chết, lần thứ ba, hắn cuối cùng thành công. Từ đó về sau, hắn không tín nhiệm nữa bất luận kẻ nào, thành một tên tán tu độc lan, chuyên môn dựa vào săn giết yêu thú, cướp bóc phản đồ mà sống. Có thể nói, Giang Lôi tao ngộ là thứ nhất long đông một cái, vô tận thống khổ cùng ngăn trở không có đánh bại hắn, ngược lại để hắn càng thêm dũng mãnh. Vì sinh tồn, hắn thời khắc đều muốn đem chính mình bước đến cực hạn, hắn mặc dù là một cái bình thường sơ đại, nhưng lại thành công săn giết qua yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu, tuy nhiên không phải chính diện đánh giết, vậy cũng đủ để chứng minh hắn kinh khủng. Cũng chính là bởi vì bị yêu thú nhất tộc nô dịch qua, giang lôi đối yêu thú nhất tộc hận, có thể nói cao ngất, sâu hơn biển. Vốn là tiến vào ba nghìn thế giới về sau, hắn đã từng vô số lần cảnh cáo chính mình, phải nhẫn nại, phải nhẫn đến cùng mọi người đoàn tụ. Thế nhưng là tại thất tinh thành, đối mặt những cái kia yêu thú nhất tộc trào phúng cùng chửi rủa hắn lập tức hồi tưởng lại bị nô dịch thời điểm thời gian phẫn nộ phía dưới căn bản bất chấp hậu quả ra tay giết người cũng may mắn hắn ra tay giết người không phải vậy long trần căn bản chú ý không đến hắn khi đó long trần đều cũng định lấy truyền tống trận rời đi hảo huynh đệ ngươi chịu khổ nghe được giang lôi tao ngộ long trần dùng lực vỗ vỗ bờ vai của hắn lão đại nói chỗ nào lời nói bảo kiếm phong theo ma luyện ra không thông qua những thống khổ này ma luyện ta lại làm sao có thể đem chính mình tăng lên đến nước này? Không có có chút thực lực, cái nào có tư cách xưng chính mình là Long huyết chiến sĩ? Giang lôi lại cười hắc hắc nói, đối tại quá khứ của mình, hắn cũng không có cái gì phàn nạn, không có đi qua sinh tử lịch luyện, lại nào có hắn hôm nay? Tốt, chúng ta Long huyết chiến sĩ mỗi một cái đều là xuất sắc nhất. Long trần cười ha ha một tiếng, hắn may mắn lão thiên đại hắn không tệ, nhiều như vậy đại hảo nam nhi, đều bị hắn cho đụng phải. Đến, đem trái cây để ăn, an tâm hấp thu, ta cho ngươi hộ pháp. Long Trần nói chuyện, đem một cái mang theo Lôi Đình phù văn thiên đạo quả đưa cho Giang Lôi. Giang Lôi không nói hai lời, đem thiên đạo quả nuốt vào, ngay tại chỗ tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu Lôi Đình chi lực. Trước kia Giang Lôi khắp nơi cẩn thận, bây giờ có Long Trần tại, hắn cái gì đều không cần nghĩ, hắn tin tưởng vững chắc, dù là trời sập, rất lớn vậy có thể đứng vững. Ông ông ông. Giang Lôi nuốt vào thiên đạo quả về sau, quanh thân bắt đầu có lôi quang lấp lóe, đồng thời hắn chí tôn khí tức dần dần hiển hiện. Bỗng nhiên Lôi Linh Nhi hiện thân tay nhỏ đập vào giang lôi sau lưng, đem chính mình lôi đình chi lực chậm rãi đưa vào giang lôi thể nội, dạng này không chỉ có thể cho giang lôi càng tốt hơn hấp thu thiên đạo quả, đồng thời cũng có thể dung hợp càng nhiều lôi đình chi lực. Sau một canh giờ, tại lôi linh nhi trợ giúp dưới, giang lôi không chỉ hấp thu cái viên kia thiên đạo quả, trở thành một vị trí tôn cấp thiên kiêu, đồng thời trên người hắn, nắm giữ cường đại hủy diệt khí tức, chính là thiên kiếp khí tức. Kể từ đó, tương lai tại độ thiên kiếp thời điểm, hắn cũng cùng lôi linh nhi một dạng có thể ăn cắp thiên kiếp chi lực đến tẩm bổ bản thân, không chỉ để thân thể của mình càng thêm cường đại, đồng thời có thể trưởng khống càng nhiều lôi đình chi lực. Làm gian lôi cảm thụ được trong máu lưu thông lôi đình phù văn, nhìn lấy toàn thân lôi quan dân trào, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, phản phất muốn đem trong lòng khuất nhục cùng phẫn hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, bồn lôi cuồn cuồn, một tia chớp kiếm khí phóng lên tận trời, đem một ngọn núi đánh xuyên, gian lôi trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, hắn cảm giác mình như là đặt mình vào trong mộng. Đi, chúng ta đi một chỗ bảo địa chương 3757. Thiên hạ biển máu. Nguồn. Mê truyện audio com Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Hư không bên trong, Long Trần cùng Giang lôi quanh thân bao vây lấy lôi đình, tạo thành lôi chuẩn hư ảnh, cấp tốc chạy như bay. Giang lôi chính là lôi thuộc tính người tu hành, Long Trần lôi chuẩn nhất tộc bí pháp cũng truyền cho hắn, Giang lôi lôi đình thiên phú cực mạnh, người lại thông minh, tại Long Trần tay đem tay dạy bảo dưới, rất nhanh liền có thể vận dụng lôi chuẩn bí pháp. Ta cũng không có phương hướng nào, ta đang đợi một tin tức, nhưng Thủy Chung không đợi được. Long Trần một bên chạy như bay, vừa nói. Hắn đang đợi Long Tộc Cường Giả cho hắn chỉ điểm, thế nhưng là tiến vào 3.000 thế giới đều hơn 10 ngày, Long Tộc Cường Giả một mực không cùng hắn liên lạc. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần thời gian quý giá, trì hoãn không được, nếu như lại liên lạc không được hắn, Long Trần nhất định phải kiếm mà tăng lên, làm độ kiếp chuẩn bị. Hiện tại Long Trần Tu Vi đã đạt đến tầng 12 đỉnh phong, đã có thể chuẩn bị trùng kích tiên vương cảnh. Bất quá Long Trần tử khuyết tin. Bây giờ còn kém một bước cuối cùng mới có thể viên mãn, làm tử khuyết tinh viên mãn về sau, Long Trần mới dự định trùng kích Tiên Vương. Bởi vì đối Tiên Vương cướp Long Trần không có chút nào nắm chắc, theo hắn tu vi tăng lên, thiên kiếp càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng biến thái, Long Trần nhất định phải làm ra vạn toàn chuẩn bị. Bây giờ Long Trần tử khuyết tinh chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể viên mãn, nhưng là Long Trần bảo lưu lại một phần lực lượng, không cho nó viên mãn. Bởi vì Long Trần có một loại dự cảm, một khi tử khuyết tinh đại viên mãn, tu vi của hắn sẽ cấp tốc đột phá, trong nháy mắt tiến vào tiên vương cảnh. Long Trần bây giờ đang ở các loại, hắn muốn thu hoạch được Long Vương tinh huyết, dạng này hắn chẳng khác nào lại có một trương bảo mệnh ác chủ bài, nằm trong loại trạng thái này độ kiếp, cần phải liền có thể 10 phần chắc chính. Thế nhưng là đều đến bây giờ, Long tộc cường giả vẫn là không có cùng hắn liên hệ, Long Trần không khỏi có chút nóng nảy. Ta không có theo ngươi liên hệ, là đang suy tính một ít chuyện. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu vang lên Long tộc cường giả thanh âm, Long Trần không khỏi đại hỉ tiền bối, ngươi long lân ở đâu? Ta cái này đi lấy. Nào có dễ dàng như vậy, không vào tiên vương cảnh, ngươi căn bản không đến được chỗ đó, chớ nói chi là hàng phục máu tươi của ta ý chí. Ngươi bây giờ, lập tức chạy tới thiên hà biển máu, nơi đó thiên đạo sắp sôi trào, đại khái còn có thời gian một tháng, liền sẽ phóng thích hỗn độn chi khí, đó là lần này ba nghìn thế giới bên trong, lực lượng người tu hành tốt nhất đất độ kiếp. Bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, phàm là nhục thân cường đại người, chỉ muốn nhận được tin tức, đều sẽ phóng tới chỗ đó, chỉ sợ còn không có độ kiếp, liền đã có vô số người, chết ở nơi đó. Long tộc cường giả nói, thiên hà biển máu. Cũng là yêu thú nhất tộc cấm địa. Long trần trong lòng giật mình, chỗ đó không chỉ là cấm địa, mà lại cách nơi này vô cùng xa xôi. Đúng, yêu thú nhất tộc muốn đem chỗ đó chiếm thành của mình, tập hợp 3.000 thế giới bên trong tất cả yêu thú cường giả, đem một khu vực như vậy vòng lên, không cho phép ngoại nhân tới gần. Bất quá thiên hà tinh hải hạch tâm khu vực, tiên vương cảnh phía dưới cường giả, không cách nào tiến vào, chỉ muốn vọt qua ngoại vi phong tỏa, tiến vào bên trong, liền không có người có thể làm sao các ngươi. Ta Long Lân không phải dễ chiếm được như thế, không có thực lực cường đại, coi như ta đem Long Lân cho ngươi, ngươi cũng vô pháp hàng phục, cho nên, tiến vào thiên hà biển máu độ kiếp, là ngươi con đường duy nhất. Trước theo trời sông trong biển máu còn sống đi ra, ta sẽ nói cho ngươi biết ta Long Lân ở nơi nào. Long tộc cường giả nói dứt lời, thanh âm biến mất, không còn có nói chuyện. Thiên hà biển máu. Liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần. Long Trần nắm nắm đấm, nhiệt huyết càng không ngừng dâng lên, hắn biết, đây là Long tộc cường giả cho hắn một trận thí luyện. Dừng bước lại, lấy ra địa đồ, nhìn một chút thiên hà biển máu vị trí, tại trên địa đồ, thiên hà biển máu tự như là một cái huyết sắc mặt trời, chung quanh vô số dòng sông tràn vào trong đó, lại như là một giọt máu tươi theo chỗ cao nhỏ xuống tại trên tờ giấy trắng, vẫy ra ra từng đạo hoa văn, nhìn qua cực kỳ huyết tinh dữ tận. Nhìn một chút khoảng cách, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ba nghìn thế giới vốn là phạm vi cực lớn, mà từ long trần nơi này muốn đi thiên hà biển máu càng là muốn vượt ngang hơn phân nửa địa đồ lớn nhất khiến long trần nhức đầu là có rất lớn một khối trống không khu vực là nhân tộc cấm khu chỗ đó không có nhân tộc thành trì cấm địa dày đặc căn bản là không có cách vượt qua nhìn đến những cái kia mảng lớn mảng lớn cấm khu long trần thì lên cơn giận dữ những thứ này khu vực bị các tộc chiếm lấy chia làm cấm địa cấm đoán nhân tộc đặt chân mà nhân tộc khu vực các đại tộc đều có thể tùy ý lui tới, thậm chí đến về sau, nhân tộc còn muốn vẻ mặt vui cười tương bồi, khiến người nổi giận. Lão đại, ngươi muốn đi cái chỗ kia. Gặp Long Trần lấy ra địa đồ, đang không ngừng đo đạc, dàn lôi không khỏi giật mình nói, đúng, bất quá vượt qua là không thể nào, thì coi như chúng ta một đường dết đi qua, khu vực quá lớn, ngăn cản lại nhiều, chúng ta căn bản không xông qua được, lãng phí một cách vô ích thời gian. Chúng ta đến theo địa phương khác đi vòng qua, ta đang nghiên cứu truyền tống lộ tuyến, nhưng là, một số lớn thành trì, Tất nhiên có thánh đang điện tai mắt, làm không cẩn thận sẽ đụng ở trong tay bọn họ, làm cho người nổi nóng. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, bởi vì băng phách, Long Trần tất nhiên sẽ bị thánh đang điện để mắt tới, bọn họ nhất định muốn thừa dịp băng phách còn không có khôi phục trước đó, xử lý Long Trần đoạt lại băng phách, lúc này thì bọn hắn nhất định vô cùng nóng nảy, Long Trần không dám mạo hiểm. À, khu vực này. Long Trần chợt phát hiện một mảnh xanh biết khu vực, ánh mắt không khỏi sáng lên, nơi này là linh tộc thánh địa linh tộc thánh địa hẹp dài một đầu, giống như dây lụa, nếu như long trần theo phiến khu vực này đi qua, có thể giảm bớt không ít thời gian, coi như không có truyền tống trận, tốc độ cao nhất chạy như bay, tăng thêm hạ thần cho hắn cực xa truyền tống trận bạn, cần phải có thể tại thời gian một tháng bên trong, đuổi tới thiên hạ biển máu. Đi quyết định về sau, long trần không do dự nữa, cùng Giang lôi hóa thân lôi chuẩn một đường bay đi, tốc độ quá nhanh, giống như sao băng. Ba ngày sau, chung quanh sông núi dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm, địa thế bằng phẳng, cổ thụ che trời, an lành ánh sáng mặt trời, tại lá xanh thường chiếc bắn, trong rừng tuy nhiên giam cầm, lại cũng không cho người ta mang đến không thoải mái, ngược lại cho người ta một loại mười phần cảm giác ấm áp. Hồ Long Trần cùng Giang Lôi đến, rừng cây bỗng nhiên xuất hiện dị động, thảo mộc đại thụ nhóm vậy mà xuất hiện kỳ dị luật động. Suy suy suy. Đột nhiên từng đạo từng đạo mũi tên bắn ra, ung ung kéo đến đối với Long Trần hai người kích xạ mà đến, sắc bén khí tức, đâm phá hư không. Lão đại. Giang Lôi một tiếng kinh hô. Không muốn đánh trả, ngăn cản liền tốt. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, gặp cái kia mũi tên lại là từng đạo từng đạo một tiễn. Thủ yêu. Long Trần đại thủ mở ra, chống lên lôi đình cự thuẫn, những cái kia một tiễn ào ào bị lôi thuẫn chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Long Trần cao giọng kêu lên. Tại hạ Long Trần, cùng linh tộc có chút ngọn nguồn, cũng không có ác ý, chỉ muốn mượn đường một hàng, còn mời linh tộc bằng hữu, tạo thuận lợi. Long Trần thanh âm không lớn, nhưng là xa xa truyền ra, giữa thiên địa đều là hồi âm gạt người, ngươi cùng đám kia người xấu là cùng một bọn, chúng ta không chào đón các ngươi, nhanh điểm rời đi. Bỗng nhiên trong rừng cây, truyền tới một tiếng quát, sau đó Long Trần liền thấy hai cái bảy tám tuổi tiểu cô nương, theo trong rừng cây đứng dậy, trừng trọng mắt tràn ngập địch ý mà nhìn xem Long Trần. Chương 3758 Hoàng Kim độc giác thú Nguồn Mê truyện audio com Hai tiểu cô nương, sinh phấn điêu ngọc trác, chả lấy hai cái bím tóc sừng dê, tay cầm một cung, đen lúng liếng mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Long Trần. Hai tiểu cô nương tuy nhiên xem ra còn rất non nớt, nhưng là Dương cung cài tên, Chỉ Long Trần, vậy mà cho Long Trần mang đến một tia áp lực, cái này hai tiểu cô nương vậy mà không so với bình thường thần quân cảnh người tu hành yếu bao nhiêu. Gặp hai người tay cầm một cung một mặt địch ý mà nhìn mình, Long Trần nhất thời có chút dở khóc dở cười nói: "Ta thật không có ác ý, mà lại ta cùng rất nhiều linh tộc đều là bằng hữu, ngươi mới vừa nói cái gì cùng đám kia người xấu là cùng một bọn, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xâm lấn linh tộc rồi hả? Ta không nói cho ngươi." Các ngươi nhân tộc xấu nhất, nhất biết gạt người, chúng ta sẽ không mắc lừa, các ngươi đi mau, nếu không chúng ta liền muốn đối ngươi không khách khí. Cô bé kia lạnh mặt nói, đừng nhìn cái kia hai tiểu cô nương mười phần đáng yêu, nhưng là ngữ khí hung tựa hồ muốn cắn người đồng dạng. Ông, theo các nạn hai người dứt lời, lần này Long Trần cùng Giang Lôi thấy rõ ràng, chỗ rừng sâu, vô số đại thụ sống lại, từng đạo từng đạo một tiễn theo bọn nó trên thân bong ra từng mạng, nổi giữa không trung, nhắm ngay Long Trần. Này này, có lời nói thật tốt nói à trên người của ta có các ngươi linh tộc lưu lại ấn ký, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Long Trần vội vàng khoát tay nói. Linh tộc ấn ký. Cho ta xem một chút. Một cái tiểu cô nương sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, thì muốn đi lên phía trước, lại bị mặt khác một cái tiểu cô nương kéo lại. Coi chừng bị lừa, nhân tộc rất giảo hoạt, hắn đây là muốn gạt chúng ta đi qua đây. Thế nhưng là chúng ta tu vi không đủ, không khoảng cách gần quan sát, sao có thể phân biệt ra được linh tộc ấn ký. Tiểu cô nương kia làm khó, này này không quản các ngươi trên thân có hay không linh tộc ấn ký chúng ta bây giờ không tiện tiếp đại khách nhân làm phiền các ngươi đổi cái thời gian lại đến mặt khác một cái tiểu cô nương đối với long trần kêu lên đổi cái thời gian vậy phải bao lâu long trần không khỏi hỏi một tháng về sau lại đến đi tiểu cô nương kia nói một tháng như vậy sao được nói như vậy món ăn cũng đã lạnh a à, thế nhưng là đối mặt người của linh tộc long trần lại không tốt dùng sức mạnh giải thích lại giải thích không thông dù cho long trần có ngày đại bản sự cũng không nhìn được cảm thấy không có đất dụng võ. Ông bỗng nhiên tại chỗ rừng sâu truyền ra chấn động kịch liệt một hồi, đồng thời giống như có tiếng kèn vang lên, tiếng kèn tiết tấu khẩn cấp, cái kia hai tiểu cô nương nghe được cái thanh âm kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Các ngươi nhanh điểm rời đi, nếu không chúng ta thì không khách khí. Một cái tiểu cô nương lớn tiếng kêu lên. Là linh tộc gặp phải nguy nan rồi hả? Nếu như là tại hạ nguyện ý ra tay giúp đỡ. Long Trần nói, các ngươi mau chóng rời đi, cũng là đối với chúng ta lớn nhất hỗ trợ. Mặt khác một cái tiểu cô nương cả giận nói, thanh âm của nàng có chút vội vã, tự hồ vội vã đã đi tiếp viện. Long Trần gặp cùng hai cái này tiểu nha đầu giải thích không rõ, hít sâu một hơi, mang trên mặt một vệt xin lỗi nói. Thật xin lỗi, đắc tội. Hai tiểu cô nương nhất thời cảm thấy không lành, thân thể cấp tốc lùi lại, đồng thời trong tay mũi tên đối với Long Trần hung hăng phóng tới, mà đúng lúc này, trong rừng cây, hàng tỷ mũi tên giống như một đạo dòng nước lũ, ào ào đối với Long Trần kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm. Long Trần thể nội tinh thần chi lực vận chuyển, đỉnh lấy mũi tên mưa, đi ngược dòng nước, những cái kia mũi tên đâm vào Long Trần trên thân ầm vang sụp đổ, không chút nào có thể ngăn cản Long Trần tốc độ. Vù vù, Long Trần hai tay tật dò xét đối với hai tiểu cô nương chọc tới, hai tiểu cô nương dọa đến lớn tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc bỏ chạy, thế nhưng là các nàng hoảng sợ phát hiện không gian động lại, bị Long Trần một phát bắt được. Ngươi quả nhiên là bại hoại, các ngươi nhân tộc không là đồ tốt. Hai tiểu cô nương bị Long Trần bắt lấy, liều mạng dãy giụa, cắn xé Long Trần, thế nhưng là long trần nhục thân hạng gì cường hãn các nàng căn bản không cắn nổi là tốt người vẫn là bại hoại một hồi biết long trần mỉm cười không để ý tới bọn họ sau lưng lôi định cánh chim hiện lên hướng về phía trước điên cùng chạy như bay vô số thụ yêu cản đường nhưng là bọn họ giống như sợ thương tổn đến hai tiểu cô nương chỉ dám bày làm ra vẻ người tên bại hoại này các ngươi sẽ bị lão thiên trừng phạt ngươi a à, ngươi trên người ngươi có điệp linh nhất tộc ấn ký còn có thất thải tiên hạt nhất tộc khí tức một cái tiểu cô nương điên cuồng kéo đánh long trần bỗng nhiên nàng lập tức ngay dại đèn lúng liếng trong mắt to tất cả đều là không dám tin thần sắc mặt khác một cái tiểu cô nương cũng sợ ngay người bị long trần ôm lấy rốt cục cảm nhận được long trần khí tức trên thân vậy ngươi không là bại hoại sao một cái tiểu cô nương trừng to mắt hỏi dĩ nhiên không phải a à, ta nói ta cùng các ngươi linh tộc là bằng hữu các ngươi hết lần này tới lần khác không tin long trần tức giận nói ca ca vậy ngươi sẽ giúp chúng ta đánh người xấu a à? mặt khác một cái tiểu cô nương hỏi, ta đây không phải ngay tại lao tới chiến trường a? À? Long Trần đáp lại nói, a. Hai tiểu cô nương nghe được Long Trần trả lời, hưng phấn mà kêu to. Các ngươi hai cái nắm chặt ta, để cho các ngươi tộc nhân tránh ra, ta muốn tăng tốc độ. Long Trần kêu lên. Được rồi, hai tiểu cô nương hưng phấn không thôi, bỗng nhiên hai người hóa thân thành kim sắc dây leo, Cúng quanh ở Long Trần trên đầu, để Long Trần không nghĩ tới chính là, tiểu cô nương lại là dây leo chi thân. Bọn họ hóa thân kim sắc dây leo cuốn ở lông trần trên đầu, duỗi ra hai đầu, dây leo phát sáng, vô số thụ yêu nhóm tự hồ nhận được tín hiệu, ào ào vì lông trần nhường đường, trong rừng cây xuất hiện một cái thông đạo. Phốc phốc, bỗng nhiên bên cạnh một tiếng tiếng vang kỳ quái, lông trần sững sờ, kết quả gặp Giang Lôi Nhiên đầu đi không dám nhìn hắn, Long trần lập tức minh bạch, hắn lúc này, trên đầu cuốn lấy kim sắc dây leo, vốn là đã dở dở ương ương, hai cái này tiểu nha đầu, còn làm ra hai cái xúc tu, thật giống như ốc sên ánh mắt một dạng. Các ngươi hai cái đi một cái đến trên người hắn, một hồi lúc chiến đấu, bàn giao hắn như thế nào ứng chiến long trần nói lão đại ta kinh nghiệm tác chiến phong phú giang lôi giật nảy mình kết quả long trận căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt thân thủ đem một cái dây leo bộ trên đầu hắn giang lôi vẻ mặt đau khổ đành phải tiếp nhận hắn thầm mắng mình không nên chế giễu lão đại hiện tại báo ứng tới sau đó hai cái hoàng kim độc giác thú dọc theo thông đạo gào thét chạy như bay rất nhanh liền thấy phía trước hỗn loạn chiến trường trên chiến trường ma khí trùng thiên vô tận ma tộc cường giả đang điên cuồng chém giết lấy một đám sinh linh những sinh linh kia bị giết chết về sau, thi thể bị cướp đoạt, thậm chí sẽ trực tiếp phân thây, trang diện cực kỳ huyết tinh. Mấy chục vạn ma tộc cường giả điên cuồng giết chóc, những sinh linh kia nhóm một bên trốn một bên chiến, vô số thụ yêu dùng thân thể ngăn cản những cái kia ma tộc, yểm hộ những sinh linh kia đào tẩu, lại bị ma tộc cường giả ao ao chém thành bột mình. Đại ca ca, giúp chúng ta giết bọn này người xấu. Linh tộc tiểu cô nương nhìn lấy tộc nhân bị giết, tức giận đến kêu to. Để ngươi tất cả các tộc nhân lui về phía sau. Long Trần nhìn đến ma tộc cường giả, nhất thời sát ý dâng lên, duỗi tay nắm lấy sau lưng Minh Hồng Đao. Chủ công công, ngươi chặn về sau, một cái cũng không muốn thả đi. Long Trần nói xong, đem linh tộc tiểu cô nương đẩy đi ra, sau lưng thần hoàng sáng lên, to lớn sát ý bao phủ trời cao. Hắc Minh Hồng Đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thiểm điện, đối với một vị ma tộc chí tôn cấp cường giả tật bổ mà đi. Khai thiên thức thứ nhất. Chương 3759 Càng chiến càng mạnh Minh Hồng Đao Nguồn mê truyện audio com ma trảm long trần lăng không một đao trảm dưới cái kia ma tộc chí tôn cường giả một tiếng gào to vậy mà trước tiên kịp phản ứng cũng là một đao nghênh đón phản ứng nhanh chóng hiển nhiên cũng là nhất lưu cao thủ phanh hai thanh thần binh lẫn nhau trảm một tiếng bạo hưởng cái kia ma tộc cường giả dưới chân đại địa vỡ nát cùng bạo khí lãng thổi đến chung quanh ma tộc cường giả bay rớt ra ngoài khai thiên thức thứ nhất long trần lại là một tiếng gào to minh hồng đao lần nữa chém xuống hai lần công kích khoảng cách bất quá là chớp mắt thời gian căn bản không cho người kia cơ hội thở dốc cái kia ma tộc cường giả kinh hãi không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên vết ra một cái nhân tộc cường giả trường đao trong tay lần nữa giơ lên toàn lực đón đỡ răng rắc minh hồng đao đem cái kia ma tộc cường giả trường đao chặt đứt minh hồng đao trùng điệp chém vào trên đầu hắn một tiếng bạo hưởng ma tộc cường giả thân thể sụp đổ ông chỉ thấy lông trần tay trái nâng lên một tia chớp chi tiễn bắn ra theo hư không bên trong xẹt qua đem một đạo trong suốt bóng người đánh xuyên a à, cái kia ma tộc cường giả phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm cái kia trong suốt bóng người là nguyên thần của hắn người này cực kỳ cường đại long trần một đao kia vậy mà không có vỡ nát nguyên thần của hắn đáng tiếc cuối cùng vẫn khó thoát số mệnh bị diệt vong minh hồng ngươi thật sự là ta tốt trợ thủ long trần nhìn lấy minh hồng đau trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng minh hồng đau càng ngày càng mạnh đối mặt với vực thần khí hai đau đem chặt đứt long trần trước đó đau thứ nhất đã đem người kia binh khí chém ra một cái chừng hạt gạo lỗ hỏng mà đao thứ hai lại tinh chuẩn cảm tại cái kia lỗ hỏng trên đem cái kia thanh thần binh hủy diệt món kia thần binh hủy đi về sau trên binh khí phù văn bị minh hồng đao hấp thu bây giờ minh hồng đao bị long trần khích lệ dường như cực kỳ hưng phấn trên đao phù văn sáng lên quanh minh rung động sát yến ngút trời giết long trần một tiếng gào to giống như sấm sét nổ vang thẳng đến một cái khác ma tộc chí tôn cấp cường giả đánh tới quanh cái kia ma tộc chí tôn cấp cường giả tay cầm cốt thuẫn đón đỡ kết quả cái kia cốt thuẫn bị minh hồng đao đánh xuyên cái kia ma tộc chí tôn cấp cường giả nửa người bị vỡ nát minh hồng đao chi phí trên tinh thần lưu chuyển tử khí cuốn quanh đao minh thanh âm rung động chín tầng trời rất nhiều khiến vạn cổ thần ma lui tránh chi thế thanh này có thể lên cấp thần binh thôn vệ vô số huyết hồn chặt đứt vô số thần binh bắt đầu càng ngày càng mạnh phổ thông giới vực thần binh khó cản nó một kích rút lui ma tộc cường giả thấy tình thế không ổn một vị ma tộc chí tôn cấp cường giả lập khắc ra lệnh Bọn họ hết thảy tới ba mươi mấy vạn cường giả, chỉ tôn cấp cường giả hết thảy bảy người, Long Trần đánh chết hai người, Giang Lôi cũng đánh chết một người, Long Trần cùng Giang Lôi giết đến bọn hắn tim mật câu hàng, lập tức bắt chuyện ma tộc cường giả đào tẩu. Muốn đi? Đem mệnh lưu lại. Ông Giang Lôi lưu tại đội ngũ phía sau, chính là vì các đứt đường lui của bọn hắn, gặp ma tộc đại quân hướng hắn vọt tới, đem lôi đình trường kiếm thu hồi, trong tay phải một đạo lôi cầu hiện lên. Diệt thế lôi quang, Giang Lôi một tiếng gào to, toàn thân lôi quan chi lực hội tụ ở tay trái, lôi cầu cấp tốc phóng đại, thuấn tức vạn lý, đem tất cả ma tộc cường giả thôn về. Quanh một tiếng nổ vang trung trời, lôi đình tàn phá bừa bãi, ma tộc cường giả tại kinh khủng lôi đình bên trong sụp đổ, hóa thành bột mịn, một kích phía dưới, ngoại trừ bốn cái ma tộc chí tôn cấp cường giả bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị diệt sát. Phốc giang lôi một ngụm máu tươi cùng bắn ra, một kích này nổ chính hắn máu me khắp người, nhiều chỗ cốt cách bại lộ, một kích này kém chút đem chính mình cho nổ chết, một đường lăn lộn ra thật xa cái kia bốn cái ma tộc chí tôn cấp cường giả cũng bị nổ toàn thân cháy đen khí huyết cuồn cuồn bị thương không nhẹ nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng mắt thấy giang lôi hấp hối bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng đối với giang lôi đánh tới hô bỗng nhiên đại địa phía trên duỗi ra một cái kim sắc dây leo khốn trụ giang lôi thân thể giang lôi thân thể giống như một đạo ti chớp bị đẩy vào trong rừng rầm bốn người kia vô hụt bọn họ không có làm bất kỳ dừng lại gì cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn phốc 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 một đạo lôi quang bay qua Minh hồng đao như là như chém dưa thái rau, chém qua những người này thân thể, liền người mang binh khí của bọn hắn cùng một chỗ chém vỡ. Tại Lôi chuẩn nhất tộc bí tịch trước mặt, Đào tẩu là lớn nhất lựa chọn ngu xuẩn, bọn họ bản thân thì bị thương, thân thể tê liệt mất linh, linh giác không kịp bình thường một nửa, đưa lưng về phía Long Trần Đào Tẩu, liền đã đã chú định kết cục. Hắc Long Trần đem Minh hồng đao thu hồi, Minh hồng đao trên vỏ đao, phù văn càng không ngừng lấp lóe, giống như Minh hồng đao ngay tại trở về chỗ cũ, vẫn còn trong hưng phấn đồng dạng. Long Trần đi vào trong rừng rậm, gặp hai tiểu cô nương đang dùng dây leo trói lại Giang Lôi, chính đang cho hắn liệu thương. Lão đại, một chiêu này diệt thế lôi quang là thật ngưu bức. Ai u? Giang Lôi nhếch miệng cười một tiếng, lại bị Long Trần đá một chân, đau đến Giang Lôi oa oa kêu to. Ngươi làm gì? Hắn đều thụ thương, ngươi còn đánh hắn, vết thương lại bị vỡ. Một cái tiểu cô nương gặp Long Trần như thế thô lỗ, không khỏi tức giận đến kêu to. Không cho hắn đau tê rần, sợ hắn không nhớ lâu, ta lúc đầu đã nói với ngươi như thế nào diệt thế lôi quan hiện tại còn không thích hợp ngươi dùng ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai rồi long trần tức giận nói lúc trước long trần truyền cho giang lôi diệt thế lôi quan thời điểm thì do dự một chút sợ hắn dùng linh tinh thế nhưng lúc nghĩ đến giang lôi chính mình độc lập sinh tồn lâu như vậy kinh nghiệm phong phú phải hiểu sâu cạn rõ ràng dặn dò qua hắn một chiêu này chờ tiến vào tiên vương cảnh về sau mới có thể sử dụng bởi vì giang lôi thể nội có lôi linh nhi lực lượng đó là thiên kiếp chi lực hắn cần đi qua thiên kiếp đồng hóa về sau, mới có thể miễn cưỡng trưởng khống một tia thiên kiếp chi lực. Kết quả tiểu tử này hiện tại thì vận dụng diệt thế lôi quan, bây giờ còn có mặt nói một chiêu này ngưu bức, Long Trần không thu thập hắn, hắn là sẽ không nhớ lâu. Ta đây không phải thử một chút hiệu quả a, à, lại nói, ta cũng bảo lưu lại ba phần sức mạnh a. À. Giang lôi biết sai, có chút ngượng ngùng nói, không bảo lưu ba phần sức mạnh, người bây giờ đã sớm hài cốt không còn. Long Trần tức giận nói, nói xong, ném cho Giang lôi một khỏa liệu thương đan Giang lôi nuốt vào liệu thương đang về sau, thân thể tốt lên rất nhiều, dù sao cũng là bị lực lượng của mình gây thương tích, khôi phục cũng nhanh. Lúc này thời điểm, linh tộc các cường giả ao ao từ trong rừng rậm đi tới, hướng Long Trần nói lời cảm tạ, Long Trần nhìn một chút những thứ này người của linh tộc, phát hiện bọn họ cũng không phải là thân thể máu thịt, đều là một số linh thực. Long Trần bỗng nhiên hiểu rõ tới, ma tộc cường giả chỗ lấy công kích bọn họ, là muốn chiếm lấy tính mạng của bọn hắn tinh hoa, ma tộc cường giả là muốn đang trùng kích tiên vương cảnh trước đó, làm một lần cuối cùng cảnh giới củng cố, để cho mình tiến vào hoàng mỹ độ kiếp trạng thái. Tiểu nha đầu, mang ta đi địa phương khác, trảm giết bọn hắn thời điểm, ta tra xét trí nhớ của bọn hắn, bọn hắn người không ngừng cái này một cổ, chúng ta đi giết đợt tiếp theo. Long Trần nói, đại ca ca, ngươi thật sự là quá tốt, ta cái này dẫn ngươi đi địa phương khác. Nói chuyện, lại hóa thành kim sắc dây leo, bất quá lần này, Long Trần đoạt trước một bước, không cho nàng quấn ở trên đầu mình, quá khó nhìn sau đó hai cái tiểu gia hỏa phân biệt quấn ở lông trần trên cổ tay lông trần cùng giang lôi triển khai lôi đình thân pháp cấp tốc hướng rừng rầm chỗ sau bay đi chương 3760 băng phách rời đi nguồn mê truyện audio com dết lông trần một tiếng gào to tay cầm minh hồng đao trường đao bay múa sát yến ngút trời vô số ma tộc cường giả ào ào sụp đổ diệt thế hỏa liên quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng một đạo trắng như tuyết liên hoa nổ tung bao trùm thiên địa Phương viên mấy chục vạn dặm không gian bị liên hoa bao trùm, ma tộc đại quân bị băng hoa bao trùm, toàn bộ đông lạnh thành vùng băng, vùng băng thiêu đốt, hết thảy cũng đều hóa thành hư vô. Long Trần cũng bị băng sương bao trùm, hóa thành một ngôi tượng đá, Long Trần thân thể hơi hơi rung động, trên người vùng băng rơi xuống, chậm rãi đem Minh Hồng đao đưa về trong vỏ đao. Hỏa Linh Nhi ngươi càng ngày càng lợi hại. Hỏa Linh Nhi một kích quả thực hủy thiên diệt địa, nếu như không là cố ý chiếu cố hắn, một kích này hắn chỉ sợ muốn bị thương nặng hỏa linh nhi diệt thế hỏa liên vận dụng băng phách chi lực đây là trước mắt long trần không cách nào ngăn cản lực lượng hỏa linh nhi thật càng ngày càng kinh khủng hi hi đây đều là băng phách tỷ tỷ công lao tỷ tỷ đem nàng bản nguyên chi chủng cho ta đồng thời dạy ta như thế nào bồi dưỡng mình băng phách chi lực còn có nàng dạy ta rất nhiều rất nhiều trưởng khống hỏa diễm kỹ xảo hỏa linh nhi hưng phấn nói long trần lấy làm kinh hãi quay đầu nhìn về phía hỗn độn không gian bên trong băng phách phát hiện khí tức của nàng cực kỳ yếu ớt thân thể đã hiện lên hơi mờ hình Tự hồ thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ngươi làm cái gì long trần vừa sợ vừa giận mà nói băng phách bình tĩnh nói ta hứa hẹn qua sự tình thì nhất định sẽ làm đến vậy cũng không cần đến hiện tại a à. long trần có chút ảo não đạo gặp băng phách khuôn mặt cổ quái nhìn lấy hắn long trần nhìn không được nói lầm bầm ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta hù dọa người đâu ngươi không ghét ta rồi băng phách hỏi ta vốn là cũng không có chán ghét qua ngươi Long Trần sững sờ, lắc lắc đầu nói: "Nhưng là ngươi đã nói, ngươi không thích ta mà ưa thích Thiên Hồng." Băng Phách nói: "Không thích, cũng không có nghĩa là chán ghét a." À. Băng Phách cúi đầu không nói, Long Trần nhất thời không còn gì để nói, lại tới, nàng đầu chuyển động cứ như vậy chậm a, à, nói chuyện còn cần một bên cân nhắc, ta thân vì Thiên Địa chi hỏa, chẳng qua là Thiên Đạo tuần hoàn một bộ phận, ta không thích cái thế giới này, cũng không cảm ơn cái thế giới này. Nhưng là đi cùng với ngươi, ta nhớ qua hiểu rõ cái gì gọi là tình cảm, cái gì gọi là trách nhiệm." có lẽ ta cũng cần phải nâng lên thuộc về ta trách nhiệm băng phách mở miệng nói có ý tứ gì long trần sững sờ ta theo một cái nho nhỏ hỏa chủng trưởng thành đến phần thiên chi diễm cái này lực lượng hủy thiên diệt địa có thể chấp chưởng hàng tỷ sinh linh sinh tử có lẽ đây là thiên địa giao phó quyền lợi của ta ta nắm giữ quyền lợi lại không có đi thực hiện nghĩa vụ của ta bởi vậy mới sẽ tao ngộ dạng này gặp trắc trở ta thờ ơ lạnh nhạt không đếm xỉa đến một thế lấy vì thiên địa hạo kiếp không liên quan gì đến ta cửu thiên hưng suy cùng ta không có ý mà ngươi xuất hiện hẳn là thiên địa đối ta gợi ý nhân tộc đã như thế đọa lạc ngươi tức giận như thế như thế thống hận nhưng là ngươi vẫn không có nản lòng thoái chí ngươi nhỏ bé như vậy nhưng thủy chung mang trong lòng hy vọng lòng tin thủy chung kiên định như bàn thạch ngươi muốn khung một cái mình muốn thế giới có lẽ ta cũng cần phải tìm về ta hy vọng tìm về cái thế giới này hy vọng khiêng lên trách nhiệm của mình băng phách nhìn lấy hỗn độn không gian phía trên xoay chầm chậm, chậm kim sắc liên hoa lẩm bẩm Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Trần cảm giác có chút không ổn. Ta muốn rời đi, ta muốn đi ta nên đi địa phương, làm ta việc. Băng Phách nói. Rời đi. Ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ như thế yếu đuối, nếu như gặp phải thánh đang điện người, ngươi liền chết chắc. Long Trần giật nảy mình, có chút không dám tin nói, cảm ơn ngươi có thể quan tâm ta, nhưng là thời gian cấp bách, ta nhất định phải rời đi. Hô. Bỗng nhiên băng phách theo hỗn độn không gian bên trong bay ra, nàng đứng tại Long Trần trước mặt, chỉ bất quá thân thể của nàng đã hiện lên hơi mờ hình, lộ ra cực kỳ suy yếu. Tỷ tỷ, không muốn xa cách có được hay không? Gặp băng phách muốn đi, hỏa linh nhi gấp nước mắt đều rớt xuống. Băng phách ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hỏa linh nhi gương mặt. Ta băng phách chi chủng cho ngươi, về sau ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta người nào cũng sẽ không rời đi người nào. Nói xong băng phách nhìn lấy long trần, bỗng nhiên trên mặt lạnh lùng, vậy mà tách ra một vệt nụ cười, nụ cười kia như phụ dung nở rộ, kinh diễm thế giới, thiên địa bởi vì nụ cười này, mà biến đến ấm áp lên, trên chiến trường lưu lại khí tức, bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh. Long Trần, cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta học xong nhân tộc tình cảm, có lẽ thiên hỏa bên trong, ta là ngốc nhất. Ta hy vọng có một ngày, ta có thể chẳng phải làm cho người chán ghét, cùng thiên hồng một dạng, có thể cảm nhận được càng nhiều sắc thái. Băng Phách nói xong, thân thể chậm rãi biến mất, nụ cười của nàng lại dừng lại ở trong hư không, thật lâu không rời. Tỷ tỷ Hỏa Linh Nhi trong mắt đầy vẻ không muốn, khóc cùng người mít ướt đồng dạng. Băng Phách rời đi, Tại nàng suy yếu nhất thời điểm rời đi, Long Trần tràn đầy lo lắng, nhưng là Long Trần biết, Băng Phách bướng bỉnh cực kỳ, nàng chuyện quyết định, không ai có thể cải biến, mà lại nàng rời đi, nhất định có nàng không thể không rời đi lý do. Kỳ thật ngươi cũng không ghét. Long Trần cười khổ nói, bất quá Băng Phách đã rời đi, hắn biết nàng nghe không được thanh âm của mình. Long Trần an ủi một chút thúc thích Hỏa Linh Nhi nói, "Đừng khóc, Băng Phách tỷ tỷ chẳng qua là tạm thời rời đi, chúng ta về sau sẽ còn gặp nhau. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành" tương lai ta muốn đem tỷ tỷ tìm trở về, ta cũng muốn chia sẻ nàng gánh nặng. Hỏa Linh Nhi khóc nói. Long Trần gật gật đầu, để Hỏa Linh Nhi trở về hỗn độn không gian bên trong nghỉ ngơi, băng phách rời đi đến quá đột nhiên, không có một chút dấu hiệu, nàng vừa rời đi, Long Trần đột nhiên cảm giác được tâm lý có một loại vắng vẻ cảm giác, đồng thời cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Lại đi hai cái chiến trường, địch nhân toàn bộ đều là ma tộc cường giả, thuần một sắc đều là thần quân cảnh, mà lại toàn bộ đều là ngoại lai đệ tử, Lúc này thời điểm Giang Lôi đã khôi phục tám phần, cùng Long Trần Liên Thủ đem những đệ tử kia giết sạch, Long Trần trong tay đã nhiều hơn 30 viên Chí Tôn Thiên Đạo quả. "Lão đại, tốt nhiều thần binh đều bị ngươi chặt đứt, thật tốt đáng tiếc a." À. Nhìn lấy vô số thần binh bị vỡ nát, trong đó có mấy kiện là giới vực thần binh, Giang Lôi đem toái phiến thu lại, có chút đau lòng mà nói. Giang Lôi đây là nghèo đã quen, tiến vào nghìn thế giới trước đó, trường kiếm trong tay bất quá là một kiện phổ thông vương khí mà thôi liền cực phẩm cũng không tính, bây giờ nhìn đến giới vực thần khí đều bị Long Trần vỡ nát, đau lòng không thôi. Kỳ thật Long Trần cũng đau lòng, nhưng là không có cách, Long Trần biết, thanh này lai lịch bí ẩn minh hồng đao, chính là là một thanh giết chóc thần binh, chỉ có càng không ngừng giết chóc sinh linh, vỡ nát những cái kia thần binh, hấp thụ bọn chúng khí linh chi lực, mới có thể để cho nó biến đến càng mạnh. Làm Long Trần chuẩn bị tiến về tiếp theo chiến trường thời điểm, lại bị báo cho, những chiến trường khác trên ma tộc cường giả, đều rút lui. Tình huống như thế nào? Bọn họ biết chúng ta tới, Giang Lôi hỏi: "Không, bởi vì bọn họ mai nhãn thế giới tức sắp mở ra, bọn họ không thể không rời đi." Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến.